sỉ nhục lớn nhất của đời người chính là không thèm nhìn. Không có gì khiến con người ta tức giận tới mức có thể hộc máu khi nghiêm túc làm một chuyện gì đó mà người khác lại nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. Bọn họ vừa mới động viên, cổ vũ bỏ phiếu lựa chọn gia chủ mới mà trong mắt văn nhân Mục Nguyệt chẳng khác gì một trò trẻ con. Lúc này nàng xem xong rồi, xem rất vui vẻ, quay về tắm rửa đi ngủ. Lời nói đã thương người. Sắc mặt của văn nhân Mục Nguyệt chính là đã thương người. Mặc dù văn nhân Mục Nguyệt rất xinh đẹp nhưng nàng luôn thích mang một bộ mặt không chút dao động, không giận, không yêu, vẻ mặt luôn hờ hững. Cho dù người đối mặt là ai, nàng đều như một nữ vương vi hành dò xét thần dân của mình, thu tất cả mọi người vào mắt rồi lại không coi một ai ra gì. Giọng nói của nàng lạnh lùng, tùy tiện, khí chất cao quý, tao nhã, dè dặt, giống như nếu nàng nói nhiều hơn với bạn một cậu, bạn sẽ chiếm được tiện nghi vậy. Thật ra muốn đả thương người khác cũng phải có thiên phú. Có người mắng chửi người khác một ngày mà người ta chẳng thèm động lòng. Có người chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta muốn vác đao liều mạng với mình. Không còn gì nghi ngờ nữa, văn nhân Mục Nguyệt thuộc kiểu người thứ hai. Phong cách nữ vương chỉ tay năm ngón của nàng khiến người trong gia tộc văn nhân căm hận mà cũng không thể tránh được. Bọn họ có cảm giác trong con mắt nàng, bọn họ chính là không khí, người vô hình. Quả nhiên câu nói đầu tiên của văn nhân Mục Nguyệt giống như bỏ thêm thuốc nổ vào chảo nóng, ầm một tiếng nổ tung. Văn nhân Mục Nguyệt, cô ngông cuồng sằng bậy cái gì hả? Cô dựa vào cái gì mà ngông cuồng? Cô cho rằng cô là ai hả? Bây giờ cô không còn là gia chủ của gia tộc văn nhân nữa. Cô cũng không còn tư cách quản lý tập đoàn văn nhân, cô còn cái gì mà kiêu ngạo? Văn nhân Liệt là người đầu tiên không nhịn được, sủa nhặng xông lên trước. Cô coi tuyển cử là cái gì hả? Cô coi các trưởng bối đang ngồi kia là gì hả? Cô có tin tôi đánh cô không? Thỉnh gia pháp, thỉnh gia pháp. Hãy dùng gia pháp với cô ta, nếu không cô ta sẽ không biết trời cao đất rộng. Văn nhân không tuổi cao, thứ bậc cũng cao, hơn nữa ông ta mới được chọn làm gia chủ gia tộc nên ông ta bị câu nói kia của văn nhân Mục Nguyệt làm tổn thương nghiêm trọng. Cho tới tận lúc này trong lòng ông ta có một, không, vài luồng khí uất nghẹn. Đây quả thực là một đại địch sống chết. Ông ta sống tới từng này tuổi rồi mà chưa từng hận một người nào như này, hơn nữa còn là một cô gái. Văn nhân Mục Nguyệt, có phải cô đang cười người văn nhân ra chúng ta? Văn nhân không quát to. Đúng, văn nhân Mục Nguyệt đứng lại, trước kia là thế mà sau này cũng vậy. Cô cho mình là một thành viên của gia tộc văn nhân vậy vì sao còn không tôn trọng kết quả tuyển cử? Văn nhân chăn mắng. Tôi không thể tôn trọng, văn nhân Mục Nguyệt trả lời. Người khác có thể tôn trọng, vì sao cô không tôn trọng? Tôi là gia chủ do chính ông chọn, chính ông bổ nhiệm tôi quản lý tập đoàn. Bây giờ ông đang nằm trên giường bệnh, tôi muốn thực hiện chức trách gia chủ, gánh vác trách nhiệm của mình. Bắt đầu từ bây giờ cô đã không còn là gia chủ của gia tộc văn nhân nữa, vì vậy cô không cần phải gánh chịu trách nhiệm này, văn nhân Liệt lên tiếng. Tôi có phải là gia chủ hay không các người không có quyền quyết định, văn nhân Mục Nguyệt nói. Các người là ai nào? Chúng ta là ai? Cô hỏi chúng ta là ai sao? Văn nhân không cục kỳ tức giận, cách nói chuyện không còn lạnh lợi. Ta là bác cả, chú ấy là bác hai. Đây là cha ruột cô, còn đây là đại cô, cậu của cô. Không nhận ra ai cả, văn nhân Mục Nguyệt trả lời. Tần Lạc chỉ muốn ôm văn nhân Mục Nguyệt vào lòng, điên cuồng cắn nàng mấy cái, rất muốn, rất muốn. Bạn nói đi, một người phụ nữ sao có thể thể hiện quyền thế, bá đạo, xinh đẹp như thế nhỉ? Cha, chúng ta nói dài dòng với cô ta làm gì? Văn nhân Liệt nói to, dù sao chúng ta cũng bỏ phiếu rồi. Sau này cha nói gì mọi người sẽ nghe theo cha. Cô ta nói, mọi người sẽ không nghe. Đúng, nếu cô ta đã không nhận chúng ta cũng coi như cô ta không tồn tại, coi như cô ta không phải là một thành viên của gia tộc văn nhân. Đuổi cô ta đi, cô ta có thể đuổi Nhã Ca tới nước Mỹ, chúng ta cũng có thể đuổi cô ta đi. Tự nhiên, văn nhân Mục Nguyệt trả lời. Nàng thật sự không quan tâm. Ở nhà này nàng không có gì để tranh. Tranh cái gì đây? Bọn họ không nghe nàng nói, cũng không muốn nói chuyện với nàng. Nàng cần phải phí lời nói chuyện với bọn họ sao? Còn về phần quản lý tập đoàn, nàng không cần phải tranh. Nàng quản lý tập đoàn nhiều năm, hiện nay quản lý cao cấp trong tập đoàn đều do chính tay nàng đề bạt. Bọn họ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của nàng, tuyệt đối không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của mấy kẻ chỉ biết la lối, không biết làm việc. Khi thấy văn nhân Mục Nguyệt căn bản không quan tâm tới việc mình làm. Văn nhân không và văn nhân chăn liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai thầm hạ quyết tâm. Văn nhân Mục Nguyệt,
đứng lại Văn Nhân không quát to. Còn chuyện gì nữa? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Chúng ta muốn chia nhà Văn Nhân không nói. Chúng ta muốn phân chia phần tài sản thuộc chúng ta. Đúng, cô phụ trách phần của cô. Chúng tôi phụ trách phần của mình. Mọi người tách ra là xong, Văn Nhân chăn nói. Tôi muốn lấy phần của mình, ít hơn một cái cũng không được, Văn Nhân Liệt kích động gào lên. Cuối cùng Văn Nhân Mục Nguyệt cũng đứng lại, nàng quay người quan sát những người đang gào thét đòi chia nhà. Nàng nói, hôm nay ông bị bệnh, các người đã nôn nóng tới mức không chịu được sao? Cô cũng đã nghe bác sĩ nói, cho dù lão gia có thể bình phục cùng cần một thời gian dài. Hơn nữa cũng không biết có thể bình phục được hay không. Nếu như lão gia không bình phục thì sao? Nếu như cô nhân cơ hội lão gia bị bệnh phân tán tài sản thì sao? Mấy người chúng tôi không thể nào giám sát cô, đương nhiên muốn sớm lấy đi phần của mình, Văn Nhân chăn thản nhiên nói. Tôi đã tìm luật sư tới, Văn Nhân không nói. Hữu Chí, cháu đi mời luật sư Lý và luật sư Cổ tới đây. Luật sư Lý và luật sư Cổ là luật sư riêng của gia tộc Văn Nhân, chủ yếu phụ trách công việc phân chia tài sản của gia tộc. Không cần, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Cô đồng ý, Văn Nhân chăn hỏi. Đúng vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, các người muốn chia thì chia. Một khi đã đồng ý chia nhà vậy cần phải có luật sư, Văn Nhân không cười nhạt nói. Chúng tôi không khôn khéo như cô, sợ rằng bị cô làm hại, giúp cô kiếm tiền. Văn Nhân Mục Nguyệt không quan tâm tới cao chăm chọc của ông ta, nàng nói, trước khi chia nhà, tôi có mấy món nợ cần tính toán với các người. Khi tính toán nợ tốt nhất không có người ngoài ở đây. Nợ gì? Văn Nhân không cảnh giác nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Mục Nguyệt. Tôi không nhớ chúng tôi nợ cô cái gì. Thật sao, vậy trước tiên tính với ông, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm vào Văn Nhân không nói, tháng 9 năm 2007, khi tôi mới được ông bổ nhiệm làm gia chủ, đi xe trên đường tiên nữ bị phục kích. Hung thủ bắn chết tài xế và hai vệ sĩ, sau đó vì đội bảo vệ trong nhà kịp thời chạy tới tôi mới được cứu. Cái đó thì có liên quan gì tới tôi? Văn Nhân không cắt ngang lời Văn Nhân Mục Nguyệt, thái độ rất không khách khí. Sát thủ được mời từ nước Hàn. Trước khi sát thủ tới 3 tháng, từ tài khoản của ông đột nhiên có một khoản tiền lớn được chuyển đi, số tiền này chuyển tới trung gian ở nước Mỹ sau đó tới nước Hàn, tôi nói đúng không? Ánh mắt Văn Nhân Mục Nguyệt cực kỳ giá lạnh, nàng nhìn Văn Nhân không chằm chằm, giống như đang nhìn một người chết. Vu cáo, đây là vu cáo, Văn Nhân không nổi giận lôi đình, ông ta 9 phần uất ức, 10 phần tức giận, chỉ tay vào Văn Nhân Mục Nguyệt quát to, Văn Nhân Mục Nguyệt, cô lòng dạ độc ác. Vì đả kích chúng ta. Cô đã sắp xếp gán ghép tội đó cho tôi. Nói đi, rốt cuộc cô muốn gì? Cô muốn làm gì? Tháng 12 cùng năm, khi tôi quay về nhà cũ đón Tết âm lịch, người nhà có mang tới một bát canh hải sản đã bị người thay đổi. Nếu như tôi đoán không sai, bát canh của tôi là dùng kết tâm loa, đúng không? Tần Lạc kinh hãi, lại còn xảy ra chuyện đó nữa. Kết tám loa chính là loại độc dược bị con người ta xem nhẹ nhất trên thế gian này. Khi bạn trong tâm trạng vui vẻ đi tản bộ trên bãi biển, nhặt mấy vỏ sò xinh đẹp, cũng như vứt đi khá nhiều vỏ sò không đẹp. Bạn tìm tòi không biết mệt một vỏ sò phù hợp để trang điểm cho bàn làm việc của mình. Thế nhưng trong tình huống không có bất kỳ báo động nào, đột nhiên bạn cảm thấy tay bị vỏ sò đâm phải. Ban đầu bạn cảm thấy rất đau đớn, sau đó cảm giác đau đớn chuyển thành một cảm giác rất khó chịu, hơn nữa cảm giác này không ngừng lan rộng. Kết tâm loa dùng mang đâm vào người. Nhanh chóng rót độc tố thần tình vào cơ thể con người. Mặc dù kết tâm loa được nấu thành canh, độc tính của nó vẫn rất mạnh, uống phải chỉ có chết. Tần Lạc đã từng nghe nói về mối ân oán của nhà giàu, anh, chị em trở thành kẻ thù thế, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ lại tới tình trạng nguy hiểm tàn nhẫn như này. Người có thể nghĩ dùng kết tâm loa giết người đó là những người đáng chết cả. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm vào Văn Nhân không, giọng nói ung dung, bình tĩnh. Chuyện này hoàn toàn không thoát khỏi liên quan tới bác cả ông. Thúi lắm, Văn Nhân không thở hổn hển mắng. Cô đang đổ oan, cô đang đả kích báo thù. Cô sợ tôi cướp mất vị trí gia chủ của cô. Cái gì mà kết tâm loa? Tôi hoàn toàn không biết kết tâm loa là gì. Văn Nhân chăn cũng cảm nhận được nguy hiểm đã tới. Ông ta tuyệt đối không ngờ Văn Nhân Mục Nguyệt lại phản kích dữ dội như này. Văn Nhân chăn đứng dậy, quát to, mọi người không nên tin lời cô ta. Cô ta đang báo thù. Chúng ta phải đoàn kết một lòng, đuổi ả phụ nữ này ra khỏi gia tộc Văn Nhân. Ông rất sốt ruột, đúng không? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Văn Nhân chăn nói, tiếp theo tới lượt ông. Chương 1349, ông không xứng là cha của Mục Nguyệt.
Văn Nhân Chăn giống như con thỏ bị giẫm vào đuôi hay như một con ếch bị nhúng vào nước sôi, giật mình nhảy lên cao 3 mét. Văn Nhân Chăn thở hổn hển, giọng nói the thé, tiếp tới phiên tôi. Tới phiên tôi thì sao? Tôi đã làm sai chuyện gì hả? Văn Nhân Mục Nguyệt, có phải cô định vu oan giá họa cho tất cả những người đã bỏ phiếu cho đại ca không? Vì chúng ta không ủng hộ cô làm gia chủ mà cô bắt đầu trả thù, ngậm máu phun người sao? Văn Nhân Chăn thông minh hơn Văn Nhân không, anh trai mình rất nhiều, ông ta là người thích âm mưu quỷ kế, không thích anh dũng đấu tranh đường đường chính chính, thích trốn ở sau lưng phòng ám tiễn. Khi thấy Văn Nhân Mục Nguyệt định chuyển ngọn lửa chiến tranh lên người mình, Văn Nhân Chăn đã rất thông minh mượn sức đồng bọn, ông ta chuyển câu tính sổ của Văn Nhân Mục Nguyệt thành hành động trả thù đối với những thành viên gia tộc Văn Nhân đã ủng hộ Văn Nhân không làm gia chủ. Bây giờ nàng trả thù ông ta, sau đó tới những thành viên khác. Nếu như những người khác không muốn bị trả thù thì nhất định phải theo ông ta cùng nhau phản kháng nữ vương bạo lực này. Quả nhiên những người còn lại sau khi nghe Văn Nhân Chăn nói lập tức ồn ào, cực kỳ phẫn nộ. Văn Nhân Mục Nguyệt, không ngờ cô lòng dạ tàn nhẫn như vậy. Cho dù cô chụp mũ lên đầu chúng ta thì sao nào? Cô cho rằng ai sẽ tin tưởng cô? Thỉnh gia pháp, thỉnh gia pháp, hạng người như này không dùng gia pháp thì còn đợi tới khi nào nữa? Hãy đánh cô ta chảy ra chóc phải đi. Tôi đề nghị chúng ta bỏ phiếu một lần nữa, trục xuất hai chị em cô ta ra khỏi gia tộc Văn Nhân. Người như vậy ở lại gia tộc Văn Nhân chỉ có hại. Văn Nhân Mục Nguyệt như không nhìn thấy những người khác làm ồn ào và công kích, nàng giống như một chiến sĩ cô độc, một mình đối mặt với một đám người. Đương nhiên lúc này trong mắt Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ có Văn Nhân Chăn. Mùa hè 3 năm trước khi tôi đang nghỉ hè ở biệt thự Hương Sơn thì bị sát thủ tập kích. Sát thủ trốn ở trên núi, ý đồ dùng súng bắn tỉa giết tôi, kết quả bị vệ sĩ đi tuần trên núi phát hiện. Hai bén đánh nhau trên núi Hương Sơn một ngày một đêm, cuối cùng bắt được sát thủ thẩm vấn. Sát thủ khai được một người tên là Li Miu thu mua. Nếu nhưng tôi đoán không sai thì Li Miu kia chính là Văn Nhân tự tức, đúng không? Cô vu khống, tôi căn bản không phải là Li Miu. Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó. Khi Văn Nhân tự tức thấy Văn Nhân Mục Nguyệt chĩa khẩu súng vào đầu mình, y lập tức lên tiếng phủ nhận. Mặc dù y nhảy rất cao nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt lại hoàn toàn không đếm xỉa tới y. Nàng đã biết chân tướng cho dù gã có nói sủi bọt mép cùng không có tác dụng. Đương nhiên Văn Nhân tự tức không phải muốn giải thích với Văn Nhân Mục Nguyệt mà là y giải thích với những người vốn tin tưởng y. Mùa đông 2 năm trước, nhiều tuyết, tôi tới học viện y học thủ đô thăm bạn. Trong vườn cây của học viện có sát thủ đóng giả sinh viên xông tới. May mắn có bạn tốt kịp thời phát hiện, hơn nữa còn liều mình cứu tôi, nếu không tôi chắc chắn bị hắn làm hại. Bàn tay của bạn tôi bị tên sát thủ đâm thủng, một đao này, tôi có nên ghi nợ lên người ông không? Mùa đông 2 năm trước, nhiều tuyết, bạn ở viện y học thủ đô. Ánh mắt Tần Lạc nhìn Văn Nhân Chăn bắt đầu lạnh băng bởi vì hắn hiểu rất rõ rằng lần này Văn Nhân Mục Nguyệt không phải là vu khống, là sự thật. Hắn chính là người tham dự, hắn chính là người bạn tốt đứng ra ngăn cản sát thủ cho Văn Nhân Mục Nguyệt, kết quả bàn tay bị đâm một đao. Bây giờ mỗi khi nhớ tới hắn đều cảm thấy lạnh buốt xương sống. Nếu như hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, nếu như chính hắn không kịp thời phát hiện dấu hiệu khả nghi. Nếu như chính hắn không ngăn một đao đó, bây giờ sợ rằng Văn Nhân Mục Nguyệt đã biến thành một đống xương trắng hay một đống cát bụi. Khi đó hắn đã cực kỳ hận sát thủ, cũng không biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai. Không có cách báo thù, hắn chỉ còn biết nuốt sự tức giận này vào trong lòng. Thì ra Văn Nhân Mục Nguyệt đã sớm biết, nàng đã hiểu rõ. Bây giờ cuối cùng nàng đã chỉ mặt hung thủ. Tôi không làm Văn Nhân Chăn đơn giản là không giải thích, ông ta hiểu rõ một điều, càng giải thích càng dễ lộ chân tướng. Nếu như không nói điều gì, ngược lại những người khác còn tin tưởng mình hơn. Tiếp tục đi, Văn Nhân không liên tục cười nhạt, ông ta dứt khoát ngồi xuống ghế salon, bưng một chén trà, thong thả uống rồi nói, cô tiếp tục đi. Thật ra tôi rất muốn nghe hôm nay cô đã biên tập bao nhiêu câu chuyện thú vị. Tất cả mọi người hãy cùng nghe đi. Khó có được cơ hội trưởng nữ nhà chúng ta nói chuyện nhiều với mọi người như hôm nay, nói những câu chuyện hay như vậy, mọi người không thể lãng phí. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Văn Nhân không nói, nói chuyện với một kẻ ngu ngốc quả thật khiến người ta phải cố hết sức, ông nhất định không biết sao. Khi bản thân ông anh dũng đấu tranh ở tuyến đầu có rất nhiều người ở phía sau dùng ông làm tấm mộc đánh lén tôi. Bắn tỉa mùa hè Hương Sơn và sát thủ mùa đông ở học viện, người cuối cùng chỉ mục tiêu là ai? Chính là ông đó. Không chỉ có ông ta còn có anh, chị em của ông, cháu trai, cháu gái của ông cùng muốn giết tôi.
tất cả món nợ này đều ghi tên ông, thậm chí một số đối thủ kinh doanh cũng tìm ra con đường này. Bọn họ đều dùng người chỉ dẫn mục tiêu là ông. Tại sao? Bởi vì ông cho rằng bản thân mình đức cao vọng trọng, bởi vì ông cho rằng tôi đã đoạt mất vị trí gia chủ của ông nên có làm chuyện gì quá mức cũng không có người nghi ngờ. Bọn họ chỉ muốn chúng ta giết hại lẫn nhau. Không, tàn sát thì quá đề cao ông rồi. Bọn họ muốn mượn tay tôi tiêu diệt ông sau đó ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi. Người có thủ đoạn cao mình chỉ cần bỏ công sức suy nghĩ là có thể nhận ra kẻ nào là chủ mưu sau màn độc thủ. Người có thủ đoạn kém cỏi thì có thể từ lục soát trên người sát thủ mà tìm ra, ông thường giơ cao chiêu bài kia nhưng đáng buồn cười là ông vẫn nghĩ rằng bọn họ đang thực tâm ủng hộ ông. Bây giờ tôi đang bị vây công, đáng thương không, so với ông, tôi may mắn hơn nhiều. Mục Nguyệt Văn Nhân Tiệp thấy con gái của mình càng lúc càng ăn nói kỳ cục, ông ta đi lên khiển trách, con biết con đang nói gì không? Xin lỗi bác cả, bác hai của con. Văn Nhân Mục Nguyệt cười. Nụ cười vô cùng quái dị. Đau lòng, khinh miệt, mỉa mai và cả uất ức. Tần Lạc chưa từng nhìn thấy sắc mặt đó của Văn Nhân Mục Nguyệt bởi vì đại đa số nàng không cần quan tâm. Không cần quan tâm gì hết thì lấy đâu ra đau lòng, lấy đâu ra khinh thường, còn cả uất ức nữa. Cho nên Tần Lạc chỉ nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng, sắc mặt thản nhiên. Nàng cao cao tại thượng, giống như không một ai có thể lọt mắt nàng. Thế nhưng vào thời khắc này một mình nàng độc chiến cả gia tộc Văn Nhân. Khi nàng bị vô số người chỉ trích, công kích, hủy hoại. Vào thời khắc nàng bị đe dọa, xua đuổi, mắng chửi, cha nàng nhảy ra bắt nàng xin lỗi đối thủ của mình. Nàng rất bi thương. Tại sao vào thời khắc quan trọng này ông ta có thể đứng bên cạnh đối thủ của nàng? Ngay cả cha nàng cùng chỉ trích nàng bịa chuyện, người khác có còn tin tưởng nàng nữa không? Ông là ai? Văn Nhân Mục Nguyệt cắn răng hỏi. Làn da mặt trắng nõn của nàng càng thêm tái, nét kiêu ngạo trên gương mặt như càng tăng, bốc lên tận trời. Kiêu ngạo, là vũ khí bảo vệ duy nhất của nàng. Tôi là ai? Tôi là cha của cô mà cô còn không nhận ra tôi hả? Có phải cô cũng sẽ bịa ra chuyện tôi đi mời sát thủ giết cô không? Văn Nhân Tiệp gầm lên. Binh! Bên má trái Văn Nhân Tiệp xuất hiện một hình bàn tay màu đỏ, đỏ thẫm rồi nhanh chóng biến thành màu tím đen. Từ đó có thể thấy người ra tay độc ác cỡ nào. Binh! Lại một cái tát, người ra tay đánh người đương nhiên không vì vậy mà bỏ qua, dáng vẻ như đuổi theo tới cùng. Cái tát này đánh xong, máu tươi bay ra. Không phải chảy ra. Không phải tràn ra mà là phun ra. Chi nghe phù một tiếng, Văn Nhân Tiệp đã phun ra một ngụm máu tươi, cảnh tượng này rất giống với cảnh phim Lý Diện bị Đường Bá Hổ đánh thổ huyết trong phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Người đánh chính là Tần Lạc, chỉ có Tần Lạc mới có thể ra tay. Ông đã muốn chạy tới nhận cha, ông hãy thử nhìn cái bộ dạng ông đi xem ông có xứng là cha của Mục Nguyệt không. Thật ra Văn Nhân Tiệp đẹp trai nổi tiếng khắp Yến Kinh. Dù bây giờ ông ta đã nhiều tuổi nhưng trông vẫn rất có sức hút. Thế nhưng khi bị Tần Lạc tát hai cái, mặt đỏ tới tai, đầu sưng vù như đầu heo. Nói ông ta không xứng là cha của Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không quá mức. Văn Nhân Tiệp là con trai thứ ba của Văn Nhân Đình Lão Gia. Từ nhỏ ông ta được nuông chiều, gia tộc có thế lực khổng lồ, người bình thường nhìn thấy ông ta đều nịnh nọt lấy lòng. Có ai dám nổi cáu, thậm chí mắng ông ta không? Biến cố bất ngờ. Ông ta bị Tần Lạc tát hai cái tới mức hoàn toàn ngây người. Những người khác cũng ngây người. Sao con người này lại ngang ngược thế này? Sao có thể vô duyên vô cớ ra tay đả thương người? Thế nhưng vì cái tát này không giáng xuống mặt bọn họ nên bọn họ tỉnh táo nhanh hơn. Đánh người, có kẻ đánh người. Bảo vệ tới bắt người. Thủy Bá mau lấy thuốc cầm máu, tam ca nôn ra máu. Ầm ĩ, mắng, muốn bắt người, muốn cầm máu. Trong phòng khách cực kỳ hỗn loạn, giống như một kịch bản hạng ba. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1350, không ai có thể đi. Văn Nhân kính thảo Văn Nhân không quát to. Dạ, một người đàn ông mặc trang phục màu đen đi vào trong phòng. Người này có dáng người cao to, sắc mặt trầm tĩnh, lạnh lùng, bước đi như long hành hổ bộ, nhìn qua cũng biết là người luyện võ. Anh ta chính là ngành phụ của gia tộc Văn Nhân. Ngay từ nhỏ đã được gia tộc Văn Nhân bồi dưỡng kiến thức tấn công và phòng thủ, cũng được coi là nhân vật xuất chúng. Ngôi nhà cũ Tiên Sơn do anh ta chịu trách nhiệm an toàn, nhiều năm qua chưa từng xuất hiện bất kỳ sự cố nào. Anh ta là đội trưởng đội bảo an, tất cả những bảo vệ trong phòng đều chịu sự quản lý của anh ta.
có kẻ vô cớ đánh người. Hãy bắt hung thủ lại cho tôi. Văn nhân không lớn tiếng ra lệnh. Dạ, văn nhân kính thảo trả lời rồi vung tay. Lập tức hơn 10 bảo vệ vọt vào trong phòng, bao vây Tần Lạc vào giữa. Văn nhân kính thảo, văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng quát. Tôi dùng thân phận gia chủ ra lệnh cho anh hãy bắt văn nhân không. Văn nhân chăn, hai phản đồ có ý đồ mưu hại gia chủ lại, chờ đợi xử lý. Chỉ sợ cô không thể ra lệnh cho anh ta. Văn nhân không cười nhạt nói. Ông ta đi tới vỗ vai văn nhân kính thảo, nói, anh không làm cho tôi thất vọng chứ. Chú ấy là người của tôi. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm vào văn nhân kính thảo, nói, anh nhất định sẽ đứng về phía ông ta. Sắc mặt văn nhân kính thảo vẫn không đổi, tàn khốc không giống như tên gọi của mình. Tiểu thư, chức trách phải làm, xin hãy tha thứ. Nói xong anh ta dẫn đầu tấn công Tần Lạc. Xem ra anh ta đã quyết định sự lựa chọn của mình. Tay phải anh ta đánh ra nhanh như chớp, chụp về phía bả vai Tần Lạc. Bắt giặc trước tiên phải bắt vua, chỉ cần khống chế được bả vai Tần Lạc, hắn tuyệt đối sẽ không thể nhúc nhích. Đương nhiên Tần Lạc không phải là người dễ đối phó, chân phải hắn lui lại sau từng bước một, người tránh sang một chút, né chiêu này của văn nhân kính thảo, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào mặt văn nhân kính thảo. Phù! Quyền phong ác liệt. Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, thế nhưng Tần Lạc đặc biệt thích đánh mặt đối phương. Đối với hắn mà nói, đánh vào vị trí này để giải hận. Lúc trước mới tát văn nhân Tiệp hai cái nên cơn tức giận trong lòng hắn đã vơi một nửa, giống như linh đan tiêu dược vậy. Nếu như văn nhân Tiệp có đủ lòng bao dung, ngày nào cũng cho hắn tát hai cái như hôm nay có phải tốt không? Thế nhưng ông ta nhất định sẽ không đồng ý. Hẹp hòi. Văn nhân kính thảo đã sớm biết Tần Lạc có thân thủ bất phàm nên khi đối mặt với Tần Lạc, anh ta không dám sơ sẩy. Một kích không thành, văn nhân kính thảo nhanh chóng lui về. Khi nhìn thấy Tần Lạc xuất quyền, anh ta cũng xuất quyền. Bịch, quyền chạm quyền, thịt đè thịt, thân thể hai người cùng lui lại sau. Loảng xoảng, loảng xoảng. Sàn gỗ của phòng khách bị hai người giẫm rung lên giống như chuẩn bị vỡ nát vậy. Cùng nhau xông lên, văn nhân không vung tay hô to, ông ta không muốn lãng phí thời gian, nhân cơ hội vệ sĩ của Tần Lạc chưa tới, bắt giữ Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt. Lát nữa dù có tới nhưng nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ quý. Một khi đã xảy ra tranh chấp tới mức độ này, chỉ còn cách xông lên phía trước mới có thể giành thắng lợi. Lui lại sau chỉ có con đường chết mà thôi. Mặc dù bề ngoài ông ta không thừa nhận nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ những gì văn nhân Mục Nguyệt nói đều là sự thật. Ông ta quả thật dính dáng tới những chuyện đó. Văn nhân Mục Nguyệt cũng biết tất cả. Hơn nữa ông ta cũng tin những câu nói của văn nhân Mục Nguyệt. Ông ta cũng biết nhân phẩm của đám anh, chị, em, cháu trai, cháu gái của mình. Ông ta không bất ngờ khi biết bọn họ muốn dùng mình làm tấm khiên. Bọn họ có thể vì lợi ích mà ủng hộ ông ta, bọn họ cũng có thể vì lợi ích mà từ bỏ ông ta. Không có quan hệ trung thành, không có tình thân, chỉ có lợi ích, chỉ có sự lựa chọn sinh tử. Không được nhúc nhích, một giọng nói trầm trầm, đầy sức mạnh vang lên. Rầm rầm. Rất nhiều vệ sĩ từ bên ngoài hùng dũng xông vào trong, tay cầm súng, bao vây phòng khách tới mức một con ruồi cũng không qua. Cửa lớn, cửa nhỏ, cửa sổ và cửa sau, tất cả đều có vệ sĩ áo đen. Bọn họ cũng mặc vest đen, thế nhưng điều khác biệt tới đám thuộc hạ của văn nhân kính thảo là ở cổ áo vest đen của bọn họ có hình một bông hoa ngọc lan màu trắng. Đóa hoa này là vật trang điểm duy nhất trên quần áo của bọn họ, cũng là sự khác biệt duy nhất. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không ai nhận ra sự khác biệt này. Những người này chính là vệ sĩ của văn nhân Mục Nguyệt. Tiêu Hà, đội trưởng đội vệ sĩ đi tới trước mặt văn nhân Mục Nguyệt nói nhỏ, đã giải quyết toàn bộ người bên ngoài. Chúng ta đã khống chế được cục diện. Văn nhân Mục Nguyệt không lên tiếng, nàng đã biết. Đại đầu lặng lẽ đứng bên cạnh Tần Lạc, hắn vừa mới đi giúp Tiêu Hà giải quyết khó khăn. Xung quanh, trong ngoài khu nhà cao cấp nào đều là người của văn nhân kính thảo, hơn nữa bọn họ còn chiếm ưu thế về thế trận, muốn gạt bỏ hoàn toàn bọn họ phải mất nhiều công sức. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn văn nhân kính thảo với ánh mắt lạnh như băng, nể mặt ông nội, tôi đã nhiều lần cho anh cơ hội. Anh lại từ chối. Thật ra văn nhân Mục Nguyệt đã sớm biết văn nhân kính thảo là người của văn nhân không. Hay nói một cách chính xác là nàng không tin bất kỳ một người nào trong gia tộc văn nhân, ngoại trừ em trai mình. Bình thường nàng rất ít khi quay về ngôi nhà cũ, phần lớn thời gian của mình, văn nhân Mục Nguyệt đều ở bên ngoài. Mặc dù có quay về nhà thì văn nhân Mục Nguyệt cũng chỉ nói chuyện với văn nhân Đình lão gia. Những người khác gần như không có cơ hội nói chuyện với nàng. Bảo nàng đi tán gẫu với một đội trưởng đội bảo vệ,
mua chuộc lòng người, chuyện này không bao giờ có thể xảy ra. Trong khi đó văn nhân không thì khác, phần lớn thời gian của ông ta đều ở nhà cũ, ông ta không làm gì, đương nhiên tìm đủ mọi cách mua chuộc mấy người làm thuê, bảo vệ trong nhà. Ví dụ như người làm đưa canh kết tâm loa cho văn nhân Mục Nguyệt, nếu như không bị văn nhân không mua chuộc, sao bọn họ có thể làm những chuyện đó? Thế nhưng khi đó văn nhân Mục Nguyệt vẫn chưa thể xác định văn nhân Kính Thảo cũng bị văn nhân không mua chuộc cho nên nàng mới dùng mệnh lệnh của gia chủ ra lệnh cho anh ta. Nếu như văn nhân Kính Thảo nghe lệnh hay giữ trung lập, chứng minh anh ta là người có thể dùng được. Thế nhưng vì văn nhân Kính Thảo dứt khoát đứng bên cạnh văn nhân không cùng khiến văn nhân Mục Nguyệt khá tiếc nuối. Hấp dẫn quá, khó có thể cầm lòng được. Hổ thẹn với lời dạy của lão gia văn nhân Kính Thảo cũng là một hán tử, thẳng thắn nói ra bản thân không chống được sự cám dỗ. Đương nhiên từ điều này cũng có thể thấy anh ta là kẻ không biết xấu hổ như thế nào. Cho dù có một vạn lý do cùng không thể giải thích chuyện phản bội văn nhân Mục Nguyệt nói. Có gì mà không giải thích được, văn nhân không cười nhạt nói. Thế nào, muốn chơi trò bức cung sao? Văn nhân Mục Nguyệt, trước kia tôi đã quá xem thường cô. Không ngờ một cô gái như cô mà có thể bạo tay như vậy. Chuyện đã đi tới nước này, cô định giải quyết thế nào đây? Xem ra chúng ta phải nói chuyện nghiêm chỉnh một lần cho xong. Nói không căng thẳng chỉ là giả dối. Văn nhân không sắp đặt cục diện nhiều năm, một mực chờ ngày cha mình qua đời. Thế nhưng cha ông ta mãi không đi, chỉ bị ốm liệt nằm trên giường bệnh, hôn mê. Văn nhân Mục Nguyệt hùng hổ hăm dọa, ông ta chỉ còn biết sớm phát động. Ông ta đã nắm văn nhân Kính Thảo trong tay, chẳng khác nào nắm trong tay ngôi nhà xa hoa này. Không có mệnh lệnh của ông ta, không một ai có thể nghĩ tới việc ra khỏi nơi này. Điều không ngờ là văn nhân Mục Nguyệt đã sớm dự đoán được tình huống này. Nàng đã hạ lệnh cho thuộc hạ bí mật ra tay, tiêu diệt rất nhiều trạm gác ngầm, cùng với các lực lượng chủ lực của ông ta. Bây giờ người ông ta có thể sử dụng chỉ có văn nhân Kính Thảo và 10 bảo vệ đi cùng đang bị bao vây trong phòng khách. Tất cả những người bên ngoài không còn tác dụng nữa. Đáng tiếc ông ta đã lãng phí rất nhiều tiền bạc. Có lẽ người khác còn con đường lui, ông ta thì không. Cá chết lưới rách, đây là lựa chọn duy nhất của ông ta. Ông còn tư cách nói chuyện với tôi sao? Văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nhìn văn nhân không, giọng nói mang theo đôi chút nghi ngờ, giống như chuyện này khiến nàng cực kỳ kinh ngạc. Văn nhân Mục Nguyệt, văn nhân không bị câu nói của văn nhân Mục Nguyệt khiến cực kỳ tức giận. Cô hãy mở mắt to ra mà nhìn đi. Cô có người, tôi cũng có người. Cô có súng, tôi cũng có súng. Nào tới đi, chỉ cần các người không sợ chết, hãy tới đi. Bắt tất cả lại, văn nhân Mục Nguyệt ra lệnh. Kẻ nào dám cử động, hãy nổ súng, văn nhân không cũng hung ác ra lệnh. Bảo vệ hai bên giơ súng chỉ vào nhau, cục diện cực kỳ căng thẳng. Lúc này đám người văn nhân chăn cực kỳ sốt ruột. Bọn họ tình nguyện đi theo văn nhân không xua đuổi văn nhân Mục Nguyệt là vì được phân chia lợi ích, không phải là muốn tìm cái chết. Bây giờ tất cả mọi người đều rút súng. Nếu như thật sự xảy ra xung đột, bọn họ có còn con đường sống không? Anh cả, Mục Nguyệt, tất cả đều là người một nhà. Có chuyện gì hãy bình tĩnh nói. Có cần phải làm náo động như này không? Văn nhân chăn mang nụ cười mỉa trên môi. Đứng ra giảng hòa, cho dù mâu thuẫn có lớn tới đâu cùng không nên động đao thương, phải không? Mọi người đều cũng chảy dòng máu của văn nhân ra. Đây chính là hành động cốt nhục tương tàn. Nếu truyền ra ngoài sẽ khiến người đời chê cười. Hãy cất súng đi, hãy cất súng đi. Không một ai quan tâm tới ông ta. Văn nhân Mục Nguyệt và văn nhân Chăn cũng không lên tiếng. Văn nhân Chăn tức giận giơ chân nói, được, các người đã muốn đánh giết nhau. Tôi không muốn nhìn thấy hành động đại nghịch bất đạo, bại hoại gia phong này. Nếu như lão gia tỉnh lại, các người sẽ giải thích thế nào đây? Mặc các người, tôi đây không dây vào, văn nhân Chăn nói, ông ta quay người kéo tay con trai và văn nhân Liệt, nói, tự tức, tiểu Liệt, chúng ta đi thôi. Mặc kệ bọn họ tranh nào thì tranh, không liên quan gì tới chúng ta. Lão hồ ly này thấy tình hình không ổn bắt đầu nghĩ cách chuồn. Rào rào, vô số nòng súng ngắn nhắm vào đầu ông ta. Không ai được đi, văn nhân Mục Nguyệt nói vẻ đằng đằng sát khí. Chương 1351, nổ súng. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Một khi văn nhân Mục Nguyệt đã quyết định sẽ trở mặt với đám người này, quyết định sẽ vạch trần những vụ việc của bọn họ nên nàng không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Văn nhân Đình lão gia vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Tin tức gia tộc văn nhân trong tình trạng hỗn loạn không thể truyền ra ngoài, nếu không cho dù là người của gia tộc văn nhân hay bản thân văn nhân Mục Nguyệt đều coi như là một tai họa.
cho nên hôm nay tất cả người ngồi ở đây đều không được phép đi ra ngoài. Không một ai nghĩ ra khỏi nơi này. Văn nhân Mục Nguyệt, tôi đã nói mình không muốn liên quan tới chuyện này. Tại sao cô không cho tôi đi? Sao chúng tôi không thể trở về nhà mình? Chẳng lẽ cô muốn giam cầm tất cả chúng tôi sao? Tôi nói cho cô biết chúng tôi không phải tù nhân. Văn nhân chăn thở hỗn hển mắng. Ông nói đúng, văn nhân Mục Nguyệt nói. Giọng nói của nàng vụt cao hơn, Tiêu Hà. Có Tiêu Hà lên tiếng. Tước Phủ khí văn nhân Mục Nguyệt ra lệnh. Dạ, Tiêu Hà trả lời. Ngắm bắn văn nhân không cũng ra lệnh cho văn nhân Kính Thảo và đám bảo vệ của anh ta. Kẻ nào dám tiến lên trước một bước, lập tức nổ súng. Giết chết một người, tôi thưởng 1 triệu. Dầm. Không cần văn nhân Kính Thảo chỉ huy, đám bảo vệ dưới trướng anh ta lập tức bật chốt an toàn súng, chuẩn bị nổ súng giết người, lĩnh thưởng. 1 người 1 triệu, giết chết 1 người có 1 triệu. Thấy thế lập tức văn nhân chăn kéo con trai của mình lui vào góc. Đám anh em con cháu khác đều đứng chen chúc vào nhau, miệng câm như hến. Bọn họ chỉ muốn được phân chia một chút quyền lợi nho nhỏ, không muốn đẩy mâu thuẫn phát triển lên tới bước này. Bây giờ hai bên đều có người và vũ khí, không người nào chịu nhượng bộ người nào. Một khi nổ súng, tất nhiên bọn họ sẽ chịu cảnh tai bay vạ gió. Nếu sớm biết như này, cho dù thế nào đi nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không chạy tới đây bức vua thoái vị. Tiêu Hà quay người nhìn văn nhân Mục Nguyệt, muốn xác định xem có thật sự xông lên không. Với cục diện lúc này, chỉ sợ là không thể thay đổi, nhất định phải nổ súng. Tước Phủ khí văn nhân Mục Nguyệt lại ra lệnh, thái độ cực kỳ cương quyết. Văn nhân Mục Nguyệt, cô liều lĩnh sao? Văn nhân không cười nhạt nói. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là đàm phán. Đồng ý điều kiện của tôi, chúng tôi lấy đi phần của mình. Sau này mọi người nước giếng không phạm nước sông, tất cả đều yên bình. Nếu như cô muốn đuổi tận giết tuyệt, tôi cũng sẽ tiếp, dù có phải chết, tôi cũng nhất định phải kéo cô xuống. Văn nhân không nói với văn nhân Kính Thảo đứng ở trước mình, Kính Thảo, bắt giặc trước tiên bắt vua. Thật ra chữ bắt này phải đổi thành chữ giết mới đúng. Chuyện đã xảy ra tới mức này, bọn họ hoàn toàn bị người ta bao vây, sao còn có thể đi bắt người khác. Ý tứ của văn nhân không là, một khi xảy ra tranh chấp, trước tiên văn nhân Kính Thảo phải bắn chết văn nhân Mục Nguyệt. Dù sao văn nhân Mục Nguyệt cũng chính là nữ vương. Đương nhiên ông ta không thể nói trắng ra, bởi vì nếu như nói vậy, sự kiện hòa giải, sau này cha ông ta tỉnh lại, ông ta sẽ không thể giải thích được chuyện hạ lệnh cho bảo vệ bắn chết cháu mình. Chuyện này truyền ra ngoài, ông ta sẽ bị mắng không bằng cầm thú. Rõ, văn nhãn Kính Thảo trả lời. Văn nhân không đắc ý liếc nhìn văn nhân Mục Nguyệt, nói, cô xác định. Ôi, có ai đó kinh hãi kêu lên. Văn nhân không tức giận quay mặt nhìn, sau đó nhiều tiếng kêu sợ hãi cùng vang lên. Cha, miệng của cha. Miệng của tôi thì sao? Văn nhân không hỏi, khi nói ông ta vung bàn tay quyệt một vòng, lập tức lòng bàn tay dính một mảng máu to. Bác cả, mắt của bác chảy máu. Còn cả mũi cũng đang chảy máu, còn cả tai, lỗ tai cũng đang chảy máu. Đúng vậy, lúc trước người còn khỏe mạnh, văn nhân không còn có thể mắng, chửi, cười, nhảy, sao bây giờ thất khiếu đổ máu, hai con mắt, mũi, miệng, lỗ tai. Chỗ nào cũng có chất lỏng màu nâu chảy ra, giống như bị trúng độc nặng. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, không một ai tiếp xúc với ông ta, không ăn bất kỳ cái gì. Vì sao lại trúng độc? Chất độc này rất kỳ lạ, cũng cục mạnh, máu đen chảy ra càng lúc càng nhiều. Cả gương mặt dính máu, nhìn qua trông cực kinh khủng. Ý thức của văn nhân không càng lúc càng mơ hồ, hai mắt không nhìn rõ, khi nhìn bất kỳ vật gì, đều chập chờn, gợn sóng. Đúng vậy, quả thật văn nhân Đình lão gia đã trúng độc, hơn nữa còn trúng kỳ độc. Bởi vì bên cạnh Tần Lạc bất ngờ xuất hiện một cô gái nhỏ. Váy trắng, giày màu đỏ, thêu hoa văn, trên cổ đeo một cái vòng bạc. Nơi nào hồng phu xuất hiện đương nhiên nơi đó có liên quan tới độc. Vì để đề phòng hoàng đế và chiến tướng của ông ta đột nhiên tới Trang Quốc, Tần Lạc vẫn mang theo hai vệ sĩ bên mình. Một người là đại đầu, một người là hồng phu. Đại đầu công khai làm vệ sĩ kiêm lái xe. Hồng phu ở trong bí mật, là một cổ vương, ẩn giấu càng tốt, càng có thể phát huy lực chiến đấu cao nhất. Khi Tần Lạc và đại đầu tới nhà của văn nhân Đình lão gia, vì lo lắng xảy ra chuyện bất ngờ ở nơi này nên Tần Lạc cho Hồng Phu ẩn trong chỗ tối. Quả nhiên Tần Lạc dự đoán không sai, bệnh của văn nhân Đình lão gia chưa bình phục, đám người văn nhân không, văn nhân chăn lập tức liên kết bức vua thoái vị, ép văn nhân Mục Nguyệt giao quyền. Vốn tưởng rằng chỉ cần dựa vào đội vệ sĩ của văn nhân Mục Nguyệt,
việc đối phó với đám người văn nhân không rất dễ dàng. Không ngờ văn nhân kính thảo phản bội, hai bên rơi vào tình trạng giằng co trong phòng khách. Vì vậy lần này Hồng Phu có đất dụng võ. Không ai biết Hồng Phu ra tay lúc nào, cũng không ai biết nàng đã dùng phương pháp nào khiến văn nhân không đột nhiên trúng độc. Tần Lạc cũng không nhất thiết phải biết, là một cổ vương, nếu như ngay cả điều đó cũng không làm được thì e rằng thật sự quá non. Sao lại vẫn chưa ngã nhỉ? Tần Lạc cười hỏi. Nghe Tần Lạc nói xong, Hồng Phu chu đôi môi đáng yêu huýt sáo. Giống như đã được luyện tập rất thành thạo, sau khi một tiếng phịch vang lên, lập tức văn nhân không ngã nhào xuống đất. Ôi, cha! Văn nhân không, anh không sao chứ? Anh không được chết, anh đừng làm em sợ. Anh cả, hãy mau gọi bác sĩ, hãy gọi bác sĩ Vương. Một lần nữa tình cảnh trong phòng khách cực kỳ hỗn loạn. Vợ, em gái của văn nhân không nhào tới, lôi, kéo, đẩy nhưng ông ta vẫn không tỉnh lại. Ánh mắt văn nhân Mục Nguyệt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào văn nhân kính thảo, nói, anh còn muốn tiếp tục sao? Nếu không thì sao? Văn nhân kính thảo cười thảm thiết. Anh ta tình nguyện đi theo văn nhân không vì ông ta đã cho anh ta một lượng tiền lớn hơn nữa còn cho anh ta một tương lai cực kỳ hấp dẫn. Dù sao bọn họ cùng đều là người văn nhân gia, chung với ai cũng thế mà thôi. Hơn nữa đi theo văn nhân không rõ ràng tốt hơn nhiều. Văn nhân không là con trai trưởng của văn nhân Đình lão gia. Sau này nhất định là người kế thừa gia sản. Văn nhân Mục Nguyệt chỉ là một cô gái, cuối cùng cùng phải xuất giá sang nhà khác. Khi đó liệu văn nhân Đình còn cho cô ta quản lý tập đoàn gia tộc văn nhân không? Không có khả năng. Bây giờ thì xong rồi. Đại sự chưa thành, người có thể làm chủ. Văn nhân không lại bị đối thủ hạ độc. Cái gì đang chờ đợi anh ta phía trước? Không cần nghĩ cùng hiểu. Đừng có nói là giao súng không giết. Nếu như chúng tôi bỏ súng xuống, tôi còn đường sống sao? Văn nhân kính thảo cũng rất biết mình biết người. Đại tiểu thư, hãy thả tôi và các anh em ra đi. Lần này coi như chúng tôi nợ cô một mạng, sau này có cơ hội nhất định sẽ trả lại. Tôi không thích người khác nợ tôi, văn nhân Mục Nguyệt nói. Huống chi nợ tính mạng. Chúng tôi có mười mấy người, mười mấy khẩu súng, mặt văn nhân kính thảo đằng đằng sát khí, anh ta hung hãn nói, cô thật sự muốn sống mái cùng nhau sao? Cho dù chúng tôi bị giết hết, bên cô cũng có mười mấy người đi theo chúng tôi. Chúng tôi đều là người hèn hạ, chết không tiếc, nhưng bên cô toàn là tiểu thư, thiếu gia. Trong tài khoản các người tiền tiêu không hết, cần gì phải cố chấp với hạng người liều mạng như chúng tôi. Sao anh biết bọn họ nhất định sẽ liều mạng với anh? Văn nhân Mục Nguyệt chỉ vào mười mấy bảo vệ của văn nhân kính thảo hỏi. Bọn họ là anh em của tôi, đồng cam cộng khổ. Lần này bọn họ cùng tôi làm chuyện đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ cô sẽ tha cho bọn họ sao? Văn nhân kính thảo cười nhạt nói. Trong lòng anh ta thoáng chột dạ, nếu như văn nhân Mục Nguyệt thật sự tha chết cho bọn họ. Bọn họ có giết mình không? Quả nhiên văn nhân Mục Nguyệt không làm cho anh ta thất vọng. Tôi chỉ muốn một người chủ mưu là anh. Những người khác chỉ bị đầu độc mà thôi. Tội không thể tha nhưng tỉnh có thể xét. Cô đừng muốn chia rẽ, văn nhân kính thảo nôn nóng, tay giơ súng chỉ muốn bắn chết văn nhân Mục Nguyệt. Chỉ cần người phụ nữ này chết, cục diện một lần nữa lại sẽ được khống chế. Chỉ cần anh ta nổ súng, đám thuộc hạ sẽ nổ súng theo. Dù bọn họ có muốn lui lại cũng không còn cơ hội. Ngay khi văn nhân kính thảo nâng cổ tay lên, đại đầu đã chuẩn bị sẵn từ lâu, lập tức nổ súng. Bằng tương đương. Giữa ấn đường của anh ta trúng một viên đạn, không hai viên đạn. Hai viên đạn cùng bắn trúng một vị trí. Lực viên đạn quá mạnh khiến cho đầu văn nhân kính thảo. Kẻ nào hạ súng xuống, không giết Tiêu Hà vội vàng nói to. Anh ta lo lắng những bảo vệ này sau khi thấy văn nhãn kính thảo chết, sợ hãi nổ súng, cá chết lưới rách. Nếu là như vậy, bọn họ được không đủ bù mất. Đám bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng người đầu tiên vứt súng xuống đất, sau đó ôm đầu ngồi xổm trên nền nhà, sau đó tới người thứ hai, người thứ ba. Chương 1352, em không muốn nói chuyện. Có người dẫn đầu, đương nhiên những người sau có tấm gương học hỏi. Nói đùa, đại ca của bọn họ. Văn nhân kính thảo đã bị người ta giết chết. Bọn họ còn kiên trì vì cái gì nữa? Vì vậy cả đám người bỏ súng, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên nền nhà. Tước vũ khí Tiêu Hà vung mạnh tay, đội vệ sĩ của văn nhân Mục Nguyệt lập tức xông lên thu súng. Súng ống nhanh chóng bị thu gọn, toàn bộ bảo vệ bị bắt làm tù binh. Tiểu thư, những kẻ này xử trí thế nào? Tiêu Hà hỏi. Giam giữ ở hậu viên, tăng cường canh gác, văn nhân Mục Nguyệt nói.
Dạ Tiêu Hà trả lời. Dần đi. Vì vậy một người dẫn một người, mười mấy bảo vệ của Văn Nhân Kính Thảo được dẫn ra ngoài. Trong tay không có súng, thủ lĩnh bị người ta bắn chết, không có người chỉ huy chung, bọn họ lập tức mất đi ý chí phản kháng. Hơn nữa để giữ cái mạng này, bọn họ sẽ không mắc sai lầm nữa. Lúc này điều khiến bọn họ lo lắng nhất là Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ tạm thời giam giữ mình, đợi tới khi cục diện ổn định, sẽ giải quyết toàn bộ bọn họ. Bọn họ vừa đi khỏi, lập tức phòng khách thoáng đãng hơn nhiều. Thế nhưng bầu không khí trong phòng cực kỳ nặng nề. Một văn nhân không thất khiếu chảy máu, sống chết không rõ, một văn nhân Kính Thảo bị bắn tung đầu. Cho dù là bất kỳ ai đi nữa nhìn thấy hai người kia nằm thẳng cẳng trên nền nhà, chỉ sợ là đều phải nín thở, thậm chí không dám thở mạnh. Ngay cả vợ con văn nhân không khi thấy văn nhân Kính Thảo bị người bắn chết cũng trở nên yên lặng, nhìn văn nhân Mục Nguyệt với sắc mặt sợ hãi, giống như tiếp theo sẽ tới lượt bọn họ vậy. Lúc này bọn họ mới chính thức hiểu rõ văn nhân Mục Nguyệt. Người phụ nữ này không chỉ có trí tuệ vượt xa bọn họ mà còn có một trái tim băng giá. Tàn nhẫn. Nàng quả thật dám giết người. Lúc này, cuối cùng ánh mắt văn nhân Mục Nguyệt cũng chuyển tới bọn họ. Bọn họ thu người lại, né tránh ánh mắt của văn nhân Mục Nguyệt, chỉ hận không thể đào được một cái lỗ trên nền nhà để chui vào. Hãy bỏ tất cả điện thoại di động của các người ra đây, văn nhân Mục Nguyệt nói. Mục Nguyệt, cô Vạn Kiều Kiều, chị dâu thứ hai của văn nhân Mục Nguyệt còn muốn giãy giụa đôi chút. Bỏ ra đây một lần nữa, văn nhân Mục Nguyệt nói, cắt ngang lời cô ta. Bạn coi người ta là người, bọn họ lại không coi bạn là người. Khi bạn coi người ta không là người, bọn họ sẽ lại coi bạn là người. Đây chính là bộ mặt thật của cuộc sống. Văn nhân Mục Nguyệt là kẻ chiến thắng trong cuộc đấu tranh này nên nàng có quyền ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Mặc dù không muốn nhưng đám người văn nhân Chăn, văn nhân Liệt, văn nhân Tự Tức đều móc túi lấy điện thoại di động bỏ ra, đưa cho vệ sĩ phụ trách việc thu hồi. Thiết bị kiểm tra, văn nhân Mục Nguyệt lại nói. Ngay lập tức từ phía sau có người chạy lên, trong tay cầm một cái hộp nhỏ màu đen. Người đó nhẹ nhàng bấm nút chiếc hộp, lập tức chiếc hộp kêu ro ro. Thì ra văn nhân Liệt và văn nhân Tự Tức đều có hai điện thoại di động. Bọn họ chỉ bỏ ra một chiếc, chiếc còn lại vẫn giấu trong túi. Cả hai vốn định giữ lại điện thoại sau đó thông báo cho báo chí. Thế nhưng cả hai đều không ngờ văn nhân Mục Nguyệt rất cẩn thận, nàng còn dùng cả thiết bị kiểm tra. Quên mất văn nhân Liệt giải thích, gã vội vàng móc chiếc di động trong túi, bỏ ra ngoài. Xin lỗi, cũng nên nộp lại, cũng nên nộp lại, văn nhân Tự Tức cũng móc chiếc điện thoại. Vả vào miệng văn nhân Mục Nguyệt nói. Lập tức hai vệ sĩ đi tới, túm lấy văn nhân Liệt và văn nhân Tự Tức, bắt đầu ra tay. Binh, 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 văn nhân Mục Nguyệt, mày là con điếm, mày dám đánh chúng tao, tính tình văn nhân Liệt nóng nảy. Cha bị hạ độc, chính mình bị người ta vả vào miệng khiến gã không thể chịu nổi nữa, cuối cùng gào lên mắng chửi. Tôi chưa nói dừng, văn nhân Mục Nguyệt lại nói. Binh, binh, binh. Hai viên vệ sĩ phụ trách việc tát tay rất buồn bực. Nếu như tiểu thư không bảo dừng, không phải bọn họ sẽ phải đánh 3 ngày 3 đêm sao? Nghĩ tới việc tình huống này rất có khả năng xảy ra, hai người lập tức dồn sự căm hận vào hai cái miệng ngu ngốc kia, ra tay cùng mạnh hơn trước. Văn nhân Chăn trốn ở sau đám người, nhìn thấy con trai mình bị đánh, ông ta cực kỳ đau lòng. Văn nhân Chăn kéo áo Tam đệ văn nhân Tiệp, thì thào, lão Tam, lão hãy đứng ra nói đi. Mục Nguyệt là con gái của lão. Tôi nói nó không nghe, mặc dù văn nhân Tiệp bị Tần Lạc cho hai cái tát tai, không tới lượt ông ta nổi giận. Anh cả văn nhân không bị người hạ độc, văn nhân Kính Thảo trúng hai viên đạn tung đầu, lúc này ông ta còn dám xông ra ngoài tìm Tần Lạc gây chuyện sao? Dù thế nào đi nữa nó cùng là con gái của lão. Tóm lại còn tốt hơn những người ngoài như bọn họ, lão không thể trơ mắt nhìn thấy cháu mình bị bọn chúng đánh chết, văn nhân Chăn lên tiếng cầu khẩn. Văn nhân Tiệp cắn răng, cuối cùng cũng đi ra ngoài. Văn nhân Tiệp e dè đứng trước mặt văn nhân Mục Nguyệt, trên gương mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, cẩn thận nói, Mục Nguyệt, có nên bảo bọn họ dừng tay không? Con cùng biết anh họ của con tính tình nóng này. Nó nói chuyện không suy nghĩ trước sau, con không nên giữ trong lòng. Còn cả bác cả của con, anh ấy trúng độc rất nặng, cần phải được chữa trị ngay, nếu như không kịp sẽ không cứu được. Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể ra tay hạ độc thủ với chính người nhà mình. Văn nhân Mục Nguyệt không trả lời, sắc mặt nàng nhìn ông ta vẫn không rời. Một lúc lâu, văn nhân Tiệp bắt đầu luống cuống, ông ta lắp bắp nói, cha.
cha chỉ đưa ra đề nghị, con có thể không nghe. Ông nhất định không hiểu. Cuối cùng văn nhân Mục Nguyệt cũng lên tiếng, ông không đứng ra, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho bọn họ, ông đứng ra cầu xin thay bọn họ sẽ chỉ làm tôi chán ghét các người mà thôi. Cha không cầu xin, cha, khi văn nhân Tiệp nghe văn nhân Mục Nguyệt nói chán ghét các người ông ta vội vàng giải thích, ông ta sợ con gái mình sẽ cho người kéo mình ra vả vào miệng. Ông đứng ra chỉ bởi vì ông là cha của tôi là con gái của ông sao? Khi bọn họ hợp lại ức hiếp tôi, ông có đứng ra thay tôi xin lỗi bọn họ không? Khi bọn họ mang bộ dạng hung ác muốn giết người, ông làm bộ như không nhìn thấy. Bây giờ bọn họ bị chút uất ức, ông sốt ruột, vội vàng nhảy ra cầu xin cho bọn họ sao? Cha không biết bọn họ tàn nhẫn muốn giết người, cha không biết việc này. Cha tưởng rằng, cha nghĩ cuộc sống của bọn con rất tốt, văn nhân Tiệp vội vàng giải thích. Điều này đúng là sự thật, văn nhân Tiệp chỉ quan tâm tới đồ cổ và mỹ nữ. Đối với chuyện con gái, ông ta không nghe thấy, không hỏi và cùng không quan tâm tới chuyện gia tộc. Bọn họ làm gì tôi cũng không quan tâm vì tôi không thèm để ý tới bọn họ. Sắc mặt văn nhân Mục Nguyệt vẫn không biểu hiện bất kỳ sắc thái tình cảm nào, không vui, không buồn giống như. Thế nhưng Tần Lạc lại cảm thấy cực kỳ chua xót. Hắn biết thật ra nàng rất bi thương, nếu không nàng sẽ không lãng phí thời gian nói những câu đó. Đối với người không cần thiết, văn nhân Mục Nguyệt sẽ không nói nhiều hơn một câu. Văn nhân Mục Nguyệt nói nhiều với văn nhân Tiệp là vì nàng quan tâm tới ông ta. Ở vào lập trường của bọn họ, có lẽ tôi cũng hành động như vậy. Vì coi như là đối thủ của bọn họ, tôi có thể hiểu hành vi của bọn họ, văn nhân Mục Nguyệt nói. Người tôi không hiểu chính là ông đang làm gì vậy? Cha, 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 văn nhân Tiệp ấp úng, không biết nói gì nữa. Một người nổi tiếng là Hoa Hoa công tử, cao thủ tán gái mà không biết ăn nói. Người tôi hận chính là ông, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tôi hận ông chạy ra cầu xin. Điều này quả thật quá châm biếm. Tôi cũng vậy, văn nhân Chiếu đứng ra nói. Ông không xứng là cha chúng tôi. Văn nhân Mục Nguyệt không đoái hoài tới ông ta nữa. Nàng quay người ra lệnh, dẫn tất cả đi. Dạ, đám vệ sĩ vọt vào trong, áp giải đám con cháu gia tộc văn nhân tới hậu viện. Văn nhân Mục Nguyệt, mày không thể làm vậy. Mày không thể giam giữ chúng tao. Văn nhân Mục Nguyệt, nếu như mày dám giam giữ bọn tao, chúng tao sẽ tuyệt thực, mày để chúng tao chết đói, xem mày sẽ ăn nói thế nào với ông. Tuyệt thực. Văn nhân Mục Nguyệt nhếch miệng cười châm chọc, nàng nói to, không có sự cho phép của tôi. Không ai được cho bọn họ ăn cơm. Bóng đêm đen như mực, màu đen chính là tâm linh con người. Màn tranh đấu giành quyền lực này cuối cùng cũng hạ màn. Văn nhân Mục Nguyệt lấy hai địch hơn 10 người, cuối cùng giành toàn thắng trong cuộc tranh đấu. Thế nhưng thắng lợi này giành được không hề dễ dàng. Nếu như không phải bất đắc dĩ, có ai muốn ra tay với người nhà không? Có ai muốn mình bị bêu danh thiên cổ không? Bạch Phá Cục giết em trở thành một dị loại ỏ yến kinh, người cô đơn. Không một ai dám tới gần anh ta, ngay cả người nhà anh ta cũng không dám. Chẳng lẽ nàng cũng muốn làm một người như vậy sao? Cảm ơn, văn nhân Mục Nguyệt nói. Khi nói câu này, hai người đang tản bộ trong vườn. Trong phòng quả thật rất áp lực, mặc dù văn nhân Mục Nguyệt là người tạo ra màn khủng bố đó cũng khó chịu được. Nàng muốn đi ra ngoài, muốn hít thở một chút không khí trong lành. Đương nhiên Tần Lạc là bạn, hộ vệ, lúc này hắn là người duy nhất nàng có thể trông cậy được. Văn nhân Mục Nguyệt cảm ơn Tần Lạc trợ giúp, lần này phụ trách tẩy trừ vẫn là người của văn nhân Mục Nguyệt. Chuyện của gia tộc văn nhân nên cần người trong nhà xử lý mới hay. Thế nhưng một vài chuyện quan trọng vẫn cần có người của Tần Lạc trợ giúp. Ví dụ như văn nhân không trúng độc, ví dụ như văn nhân Thảo Kính bị bắn chết. Sao lại khách sáo với anh? Tần Lạc cười nói, em định xử trí bọn họ thế nào? Em không muốn nói chuyện, văn nhân Mục Nguyệt uể oải nói. Anh tới đây. Vì vậy Tần Lạc đi tới bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt đứng sát vào Tần Lạc, ngã đầu mình vào vai Tần Lạc. Quả thật nàng quá mệt mỏi. Chương 1353, gợi cảm không thuốc chữa. Dáng người văn nhân Mục Nguyệt cao gầy, đi giày cao gót nên chiều cao tương tự Tần Lạc. Khi nàng ngả đầu vào vai Tần Lạc, cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn không phải gắng sức. Dáng người nàng không đầy đặn nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy gầy gò trơ xương. Vì khoảng cách hai người rất gần, một mùi thơm từ người văn nhân Mục Nguyệt bay ra đập vào mũi Tần Lạc làm rung động dây thần kinh khứu giác và cảm giác. Tần Lạc hoàn toàn không xa lạ với mùi thơm này, đêm bơi ở đảo hắn cũng đã được thưởng thức, khi dưỡng thương ở Long Tức, hắn cũng đã biết,
Khi đi vào phòng làm việc, vì khoảng cách xa một chút, hắn có thể cảm nhận được, không quá mạnh. Lúc này đây coi như được trọng thưởng mùi hương cũ. Trước kia Tần Lạc vốn nghĩ văn nhân Mục Nguyệt sử dụng một loại nước hoa sang trọng, cao quý. Thế nhưng khi nàng trúng cổ độc, hắn ôm nàng đi tới Long Tức, nàng tuyệt đối không thể có thời gian sức nước hoa trước khi ra ngoài. Đó chính là mùi thơm cơ thể, thân thể có thể phát ra hương thơm tự nhiên. Xa thoang thoảng, gần càng đậm đà. Bây giờ đang là thời kỳ oi bức nhất ở Yến Kinh, hai người đều chỉ mặc quần áo mỏng. Tần Lạc mặc trường bào bằng lụa màu đen, trong khi đó văn nhân Mục Nguyệt cùng chỉ mặc một chiếc sơ mi màu trắng, thậm chí nàng còn không mặc áo khoác bên ngoài. Hai người đứng đối diện với nhau, đôi gò bồng đảo của văn nhân Mục Nguyệt gần như dính sát vào ngực Tần Lạc. Nói không động tâm chỉ là giả. Thế nhưng Tần Lạc hoàn toàn không có tâm trạng làm chuyện xấu. Bởi vì hắn hiểu rõ văn nhân Mục Nguyệt không có. Nàng quá mệt mỏi, muốn một điểm tựa nghỉ ngơi. Xa xa bóng núi trùng điệp, gần hương hoa thoang thoảng. Không khí trong lành, thanh tịnh, giai nhân trong lòng. Đây quả thật là một điều kỳ diệu của cuộc sống. Mới rồi văn nhân Mục Nguyệt không muốn nói chuyện, bây giờ Tần Lạc cùng không muốn nói chuyện. Lúc này ai dám tới quấy rầy, hắn dám đánh người đó. Sau khi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, hai bàn tay Tần Lạc cũng đặt trên thắt lưng văn nhân Mục Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve. Khi còn bé, mỗi khi không ngủ ngoan, mẹ hắn, Cam Vân đều đánh vào nơi đó của hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Một phút, hai phút, ba phút. Tần Lạc khóc. Mọi người chạy đi đâu rồi? Tại sao tới bây giờ vẫn không người nào ra vườn vậy? Tần Lạc thầm mắng trong lòng. Bọn họ giữ nguyên tư thế này một tiếng đồng hồ. Bản thân hắn còn không dám cử động. Hai chân hắn mỏi như cổ căng cứng. Hai mắt hoa. Cả người dã rời như muốn long ra từng mảng. Nếu như hắn không rèn luyện từ nhỏ thì chỉ sợ hắn không kiên trì được nửa tiếng. Thế nhưng văn nhân Mục Nguyệt vẫn không có ý rời ra. Hắn cũng khó mà nói bản thân mình không chịu được nữa. Kiên trì, là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Văn nhân Mục Nguyệt dù là cực kỳ mệt mỏi cũng có thể kiên trì đứng được. Điều này liên quan tới danh dự, tới thể diện, người ta có thể kiên trì đứng. Bản thân mình dựa vào cái gì mà không kiên trì được. Lúc này một hơi thở rất nhỏ truyền tới. Tần Lạc cẩn thận lắng nghe. Hơi thở đều đều, đầy sức sống, còn cả tiếng ngáy rất nhỏ. Ngủ. Mục Nguyệt Tần Lạc thử gọi. Không ai trả lời. Mục Nguyệt, ngủ rồi hả? Vẫn không có tiếng trả lời. Xem ra quả thật văn nhân Mục Nguyệt đã ngủ thiếp đi. Vì vậy Tần Lạc vui mừng như điên. Tay trái Tần Lạc ôm sau lưng. Tay phải hắn chậm rãi lần xuống bên dưới, xuống tận đùi của nàng. Sau đó Tần Lạc cúi người, hai tay cùng dùng sức, nhẹ nhàng nâng văn nhân Mục Nguyệt lên khỏi mặt đất. Tần Lạc cẩn thận để đầu văn nhân Mục Nguyệt tựa vào lòng mình, sau đó cẩn thận đi về phía nhà cũ. Hôm nay trong nhà xảy ra chuyện lớn, người làm, vệ sĩ không nghỉ ngơi. Tất cả còn đang cẩn thận chờ mệnh lệnh. Cả đám người trợn tròn mắt nhìn, sắc mặt như không tin nổi khi nhìn thấy đại tiểu thư của bọn họ. Văn nhân Mục Nguyệt cao ngạo, lạnh lùng, bình thường không ai dám tới gần, lại được người ta ôm quay về. Tần Lạc mỉm cười với bọn họ, sau đó hắn ôm văn nhân Mục Nguyệt đi lên lầu. Từng bước, hai bước, ba bước, chục bước, sao hôm nay cầu thang dài vậy? Tần Lạc đã đi nhiều lần nhưng không hôm nào cảm thấy mệt mỏi như hôm nay. Rất vất vả Tần Lạc mới lên được lầu 2, người làm nhanh nhẹn đã sớm mở cửa phòng văn nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc đi vào trong. Hắn muốn đặt văn nhân Mục Nguyệt lên chiếc giường của nàng. Khi hắn khom người, người mềm nhũn ngã nhào theo. Người Tần Lạc nằm đè lên người văn nhân Mục Nguyệt, miệng Tần Lạc dính chặt vào miệng văn nhân Mục Nguyệt. Tư thế của hai người cực kỳ thân mật. Cô gái người ở đi sau định vào trợ giúp nhìn thấy tình cảnh này, sau khi sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt tía tai đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài cô còn lặng lẽ đóng hậu cửa. Cô thầm nghĩ, cô ra nôn nóng quá. Cho dù muốn làm chuyện đó cùng đợi để mọi người đi hết đã chứ. Lại còn không tắm rửa nữa. Quả thật văn nhân Mục Nguyệt rất mệt mỏi. Thân thể mệt, trái tim cũng mệt. Nàng thông minh trời sinh, nàng tính toán không sót điều gì. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống. Khi ra tay với chính người nhà mình, thậm chí cha mình đã khiến nội tâm văn nhân Mục Nguyệt bị dày vò khủng khiếp. Nếu như không có mặt Tần Lạc, nàng thật sự không biết phát tiết sự uất ức vô hạn và tức giận trong lòng như thế nào nữa. Khi nàng và Tần Lạc đi tản bộ trong vương, nàng thật sự không muốn nói chuyện, nàng chỉ muốn lặng lẽ ngồi xuống, ngủ một giấc,
người phụ nữ mạnh mẽ rồi cũng phải mệt mỏi. Khi nàng tựa đầu vào bờ vai Tần Lạc, sự tức giận trong lòng đã tiêu tan khá nhiều, cảm giác đó thật sự khiến nàng rất thoải mái, thật sự rất thoải mái. Trước kia nàng là chỗ dựa của người khác, là chỗ dựa của Văn Nhân Chiếu, là chỗ dựa của Văn Nhân Đình, là chỗ dựa của tập đoàn Văn Nhân. Tần Lạc nói thoạt nhìn công việc của nàng rất dễ dàng. Nhưng thoải mái như thế nào? Che chở, giáo dục em trai, đáp lại sự tin tưởng của ông. Chứng minh lòng kiêu ngạo của nàng, có cái gì không khiến cho nàng hao tổn tâm sức không? Thật tốt thì ra nàng cuối cùng cũng có một bờ vai để dựa vào. Vì vậy, nghĩ như vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này đã giải tỏa tâm trạng khó chịu, oán hận, uất ức, oán hận, căng thẳng tích tụ nhiều năm qua. Giấc ngủ này, ngủ tới long trời lỡ đất, chết đi sống lại. Văn Nhân Mục Nguyệt bị áp lực nặng khiến tỉnh lại, nàng nhìn thấy gương mặt đỏ, bứt rứt của Tần Lạc gần trong gang tấc. Xin lỗi, Tần Lạc muốn đứng dậy. Đánh thức Văn Nhân Mục Nguyệt dậy khiến Tần Lạc cực kỳ áy náy vì hắn vẫn muốn nàng ngủ thêm lát nữa. Văn Nhân Mục Nguyệt không nói, nàng chỉ nhìn hắn với ánh mắt sáng rực. Tần Lạc lăn mình sang bên, nói, em ngủ tiếp đi. Anh ra ngoài. Nằm, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Hả, Tần Lạc kinh ngạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, cô ấy sẽ không vì biểu hiện kiệt xuất hôm nay của mình, cảm thấy đại ân đại đức đó không thể báo đáp nên định lấy thân báo đáp chứ. Nếu như quả thật là như vậy, mình có nên tiếp nhận không? Cô ấy là người kiêu ngạo, nếu mình từ chối có làm tổn thương trái tim cô ấy không? Bạn thấy đó, anh chàng Tần Lạc này nghĩ một vấn đề thừa thải. Chúng mình nói chuyện, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Khi nghe Văn Nhân Mục Nguyệt nói câu đó, Tần Lạc không đứng lên nữa, hắn nằm nghiêm chỉnh trên giường, thậm chí còn không liếc mắt nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt. Đột nhiên phải nằm chết di trên giường thế này khiến Tần Lạc chịu áp lực rất lớn. Nên biết rằng cô gái này chính là Văn Nhân Mục Nguyệt. Không phải em mệt sao? Hãy ngủ một chút, Tần Lạc không biết phải nói gì. Có gì ngày mai hãy nói. Bây giờ muộn lắm rồi. Không cần phải căng thẳng, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Bốn câu này Văn Nhân Mục Nguyệt định dùng để an ủi Tần Lạc nhưng thoáng cái biến thành đả thương hắn. Tần Lạc giống như con thỏ bị dẫm vào chân, con cua bị bẻ càng, con sói bị trúng tên. Hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Anh van em, anh là đàn ông, em hãy là người phụ nữ có được không? Hai chúng mình nằm cùng nhau, em không căng thẳng, dựa vào cái gì em nghĩ anh căng thẳng? Hi hi, Tần Lạc cười to nói, anh không căng thẳng. Giọng nói của anh rất gượng ép, sắc mặt của anh cứng đơ, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc không nhìn nàng nhưng nàng vẫn nghiêng người nhìn Tần Lạc, thu hết biểu hiện của hắn vào mắt mình. Giọng nói còn hơi to, ầm ĩ tới mức người phòng bên cạnh cũng nghe thấy. Tần Lạc chỉ muốn thổ huyết, cô gái này, cô ấy luôn dùng từ ngữ thẳng thắn vậy sao? Em cũng căng thẳng, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Hả, Tần Lạc quay người, nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt với vẻ khó tin. Cô ấy nói mình cũng căng thẳng sao? Tần Lạc quay người, ánh mắt hai người chạm nhau. Một long lanh như ánh trăng, một trong suốt như ánh sao, không thể không nói so với mắt của Văn Nhân Mục Nguyệt, mắt của Tần Lạc có vẻ nhỏ hơn. Mắt đối mắt, mũi đổi mũi. Có thể nghe được hơi thở của nhau, có thể nghe thấy nhịp đập của nhau. Đột nhiên bọn họ lại phát hiện ra miệng của đối phương rất gần, rất gợi cảm. Gợi cảm hết thuốc chữa. Chương 1354, không biết người nào có chỉ số thông minh thấp hơn. Tần Lạc không tự chủ được, liếm môi nói, em căng thẳng vì cái gì? Không biết, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, giọng nói ngọt ngào, dễ nghe. Nữ vương lạnh lùng kiêu ngạo đã bỏ hóa trang trở thành một cô gái bé nhỏ. Hi hi, có lẽ em còn chưa quen nằm ngủ cùng với người khác, Tần Lạc tự cho mình là thông minh, trả lời nàng. Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn còn độc thân, thậm chí nàng còn không hiểu rõ ràng tình yêu là gì. Ngay khi mới trưởng thành đã được ông nội ủy thác trách nhiệm, trở thành gia chủ gia tộc Văn Nhân. Từ đó về sau cuộc sống của nàng chỉ có liên quan tới sự nghiệp, không có duyên với chuyện tình cảm. Mặc dù hiện nay Văn Nhân Mục Nguyệt đang nắm trong tay một gia sản khổng lồ, nàng còn chưa có cả mối tình đầu. Chỉ là một cô gái vẫn chưa biết chuyện tình cảm. Đột nhiên trong lúc này một người đàn ông anh Tuấn, rất nam tính nằm bên cạnh nàng, nằm song song trên giường với nàng. Sao nàng có thể không căng thẳng? Thế nhưng Tần Lạc lập tức không cười nổi. Vì Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời rất khủng khiếp. Nàng nói, nhất định anh rất quen. Nhất định là thói quen của anh. Anh nhất định quen ngủ cùng với người khác. Anh nhất định quen ngủ cùng với rất nhiều người khác. Không phải là đánh vào mặt sao?
Tần Lạc cảm nhận được mặt mình bỏng rát. Người khác là người khác, em là em, Tần Lạc cố chấp nói. Anh quen ngủ cùng người khác nhưng không cùng với em. Em và người khác thì có gì khác nhau? Người khác thì quen còn em thì không. Anh muốn quen. Còn em? Ánh mắt Văn Nhân Mục Nguyệt sáng quắc nhìn Tần Lạc. Tần Lạc cũng đáp trả. Anh từ bỏ. Đó là em nghĩ vậy. À. Đột nhiên đầu Tần Lạc tiến lại gần, khẽ ngậm lấy miệng anh đào của Văn Nhân Mục Nguyệt. Mềm mại, trắng, hương vị ngọt ngào, sắc bên. Bởi vì đầu lưỡi có ý đồ xông tới của Tần Lạc đã bị Văn Nhân Mục Nguyệt cắn phải. Khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, khóe miệng chảy máu của Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt vội vàng ngồi dậy, nói, xin lỗi, em không cố ý. Quả thật nàng không cố ý. Đột nhiên bị Tần Lạc tập kích, Văn Nhân Mục Nguyệt thoáng ngây người. Đây không phải đạn kẻ thù bắn ra, không phải đao của sát thủ mà là đầu lưỡi của đàn ông. Nếu như là hai điều trước, phản ứng của nàng cực kỳ nhanh nhẹn. Thế nhưng cuối cùng Văn Nhân Mục Nguyệt không chống lại được Mỹ Nam kế, nàng không biết nên đáp lại tình trạng vô cùng thân mật này như thế nào. Là đẩy anh ấy ra hay là thuận theo, nghênh tiếp anh ấy. Theo tiềm thức, hai hàm răng của nàng khép lại vì vậy Tần Lạc bị thương. Vốn Tần Lạc còn nghĩ mình bị Văn Nhân Mục Nguyệt từ chối. Tới khi nàng kinh hãi ngồi dậy giải thích với hắn rằng nàng không cố ý, trong sâu thẳm Tần Lạc xuất hiện một cảm giác, hắn chỉ muốn điên cuồng ôm nàng vào lòng, điên cuồng chà đạp nàng. Sao cô ấy lại đáng yêu như vậy? Khi thấy Tần Lạc không nói không rằng, Văn Nhân Mục Nguyệt nghĩ hắn tức giận. Nàng e dè nói, anh có đau không? Để em gọi bác sĩ vào. Vốn Văn Nhân Mục Nguyệt định nói cho bác sĩ vào bôi thuốc cho hắn nhưng chợt nghĩ ra Tần Lạc cùng là thầy thuốc nên nàng lại nói, hay anh tự bôi thuốc đi. Không việc gì, không tiện bôi thuốc, Tần Lạc nói. Không tiện, Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi lại, em có thể giúp anh bôi thuốc. Anh nói là, Tần Lạc ôm Văn Nhân Mục Nguyệt vào lòng, một lần nữa bịt kín miệng nàng. Bôi thuốc, không tiện hôn môi. Hôn cho tới khi nghe thấy hơi thở Văn Nhân Mục Nguyệt dồn dập, làn da đỏ ửng, Tần Lạc mới không đành lòng buông nàng ra. Văn Nhân Mục Nguyệt thở hổn hển, giống như mới chạy 10 cây em vậy. Tần Lạc cũng hơi mệt, nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt vẻ căng thẳng. Mặc kệ, nếu đã chạy tới bước này thì chỉ còn cách dũng cảm đối mặt với tất cả. 2 năm trước hắn đã từng từ chối Văn Nhân Mục Nguyệt. Khi trải qua sự kiện tẩy trừ hôm nay, nhìn nàng bị vây công, nhìn nàng bị chính người nhà của mình bài xích, xua đuổi, nhìn vẻ đau thương, mệt mỏi của nàng, nhìn vẻ mệt mỏi không nói nên lời của nàng, trái tim Tần Lạc đau như dao cắt. Không phải Tần Lạc trong nháy mắt bị vẻ xinh đẹp của Văn Nhân Mục Nguyệt hấp dẫn mà là tình cảm nảy sinh một cách tự nhiên. Hắn muốn ôm nàng, muốn thân mật với nàng, muốn nàng dựa vào mình. Đương nhiên bạn cũng có thể nói đó là cớ của đàn ông. Là ai nói nhỉ, không nên coi thường đàn ông bởi vì đàn ông khi yêu đương vụng trộm thì chỉ số thông minh gần bằng Einstein. Không nên coi thường phụ nữ vì phụ nữ khi bắt gian thì chỉ số thông minh ngang bằng hôm. Vì để đạt được mục đích của mình, một cái cớ nho nhỏ có tính là gì không? Cuối cùng hơi thở của Văn Nhân Mục Nguyệt cũng trở lại bình thường, dáng chiều trên mặt nàng cùng tan biến. Nàng lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững. Nàng liếm liếm môi nói, thì ra đó là cảm giác này. Cảm giác gì? Tần Lạc hỏi, khi nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt liếm mỏi, Tần Lạc thật sự chỉ muốn làm hộ nàng, vì nơi nào cũng đẹp, động tác nào cũng mê người. Đại khái có thể nói Văn Nhân Mục Nguyệt chính là người phụ nữ như vậy. Không cần dùng sức, chỉ cần một hành động bất kỳ của nàng cùng khiến người ta chảy máu mũi. Văn Nhân Mục Nguyệt không trả lời, nàng lấy cái gối đặt sau lưng tựa người lên đó. Chúng mình nói chuyện, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc cảm thấy mình bị nàng dắt mũi. Nàng không muốn nói chuyện, hắn phải yên lặng. Khi nàng muốn nói, bản thân hắn phải tập trung tinh thần đối phó. Nói cái gì? Tần Lạc hỏi. Anh mới hỏi em sẽ xử trí bọn họ như thế nào, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc cười nói, nếu như không tiện, không cần trả lời. Đây là chuyện nhà của em. Anh đã biết câu trả lời, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc mở mắt, lập tức bị ánh nắng nóng bỏng bên ngoài làm bị thương. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, hôm nay lại là một ngày nóng bức, ánh nắng chói chang. Tần Lạc quay người, nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang mở to mắt nhìn mình. Dậy rồi hả? Tần Lạc hỏi. Tối hôm qua hai người nói chuyện rất lâu, sau đó vì buồn ngủ quá nên cứ mặc quần áo như vậy ngủ thiếp đi. Ừ, Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời. Dậy ăn sáng thôi, Tần Lạc nói. Anh đi trước đi.
Có chuyện gì vậy? Không thoải mái? Tần Lạc căng thẳng hỏi. Hắn giơ tay sờ trán Văn Nhân Mục Nguyệt, quả thật hơi nóng thế nhưng nhiệt độ không cao, không giống như đang bị ốm. Không có chuyện gì, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, anh đi đi. Em cần tắm rửa thay quần. Áo. Được, Tần Lạc gật đầu. Hắn rời khỏi giường, đi giày rồi đi xuống lầu. Nhất định phòng Văn Nhân Mục Nguyệt không có khăn mặt, đồ dùng cho hắn. Tần Lạc muốn xuống phòng tắm ở bên dưới làm vệ sinh cá nhân. Khi Tần Lạc đi xuống lầu, hắn nhận ra người làm của gia tộc Văn Nhân đều nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Khi chào hỏi, nụ cười dù rất tươi nhưng cũng mập mờ không kém. Tần thiếu gia, cậu tỉnh rồi. Sửa mặt chưa? Thủy Bá chào hỏi Tần Lạc. Tần thiếu gia. Trước kia Thủy Bá chỉ xưng hô với hắn là Tần Lạc. Sao hôm nay ông lại khách khí như vậy? Chưa, Tần Lạc trả lời. Tôi vào phòng khách cùng được. Tôi đã cho người chuẩn bị đồ dùng rửa mặt. Hãy vào trong phòng tiểu thư. Thủy Bá cười thăm dò. Không cần, tôi vào phòng mình cũng được, Tần Lạc nói. Văn Nhân Mục Nguyệt cần tắm rửa. Hắn vào không tiện. Được, vậy hãy đi theo tôi, Thủy Bá ân cần đi trước dẫn đường. Thủy Bá, hãy để tự tôi đi cũng được. Cứ để tỏi dẫn đường. Dù sao tôi cũng cần vận động, Thủy Bá nói. Tần Lạc tắm rửa, thay quần áo trong phòng mình, rửa mặt đánh răng, nhổ một cái lông mũi sau đó tinh thần sáng khoái, lâng lâng đi ra ngoài. Khi Tần Lạc đi vào phòng khách, hắn gặp Văn Nhân Chiếu vừa mới từ trên lầu xuống. Khi nhìn thấy Tần Lạc, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Văn Nhân Chiếu cười tươi như hoa nở. Văn Nhân Chiếu chào Tần Lạc vẻ vui mừng xen lẫn kinh hãi. Hắn la to, anh rể, anh ngủ với chị em thật rồi sao? Suýt chút nữa Tần Lạc ngã lăn xuống đất. Em làm ô nhiễm sự trong sạch của người khác như vậy sao? Là chị em bắt anh ngủ cùng đó chứ? Anh chỉ ngủ cũng giường thôi mà, Tần Lạc thầm nghĩ nhưng không dám nói những điều này. Nếu như hắn nói ra, người khác sẽ không biết hắn hay Văn Nhân Chiếu có chỉ số thông minh thấp hơn. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chương 1355, không người nào chiếm tiện nghi của người nào. Chiếc bàn ăn rộng rãi, chỉ có ba người Tần Lạc. Văn Nhân Mục Nguyệt và Văn Nhân Chiếu ngồi ăn cơm. Vốn gia tộc Văn Nhân là một gia tộc lớn nhưng sau khi diễn ra cuộc tẩy trừ, sau khi trải qua sàng lọc, chỉ còn lại Văn Nhân Mục Nguyệt và em trai Văn Nhân Chiếu, ngay cả cha của hai người. Văn Nhân Tiệp cũng bị giam, không chút lưu tình. Sau khi tắm rửa xong, Văn Nhân Mục Nguyệt đã thay một bộ quần áo ở nhà màu trắng, thái độ nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra hôm nay nàng không định ra ngoài. Mái tóc rối buông trên vai nàng. Đúng vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt gây cho người ta một cảm giác ôn hòa hiếm có. Nàng cúi đầu uống cháo, ngoảnh mặt làm ngơ với những chuyện xung quanh. Tần Lạc cũng giống nàng, chỉ cắm đầu ăn bánh bao và dưa muối, miệng liên tục khen bữa sáng nhà Văn Nhân ngon. Văn Nhân Chiếu cầm đũa nhưng cháo trong bát của hắn vẫn còn nguyên, chưa động đũa. Ánh mắt hắn liên tục chuyển từ mặt Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt, nét mặt tươi cười, đắc ý, giống như hắn đang tìm cái gì đó. Chị, hôm nay chị rất đẹp, Văn Nhân Chiếu nói. Văn Nhân Mục Nguyệt không thèm liếc mắt nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, dáng vẻ như không nghe thấy hắn đang nói. Thảo nào người ta nói phụ nữ có đàn ông sẽ càng đẹp hơn, Văn Nhân Chiếu phán một câu như chuyên gia. Hắn biết tối hôm qua Tần Lạc ở lại Văn Nhân gia. Khi hắn định đi tìm anh rể nói chuyện thì người làm nói cho hắn biết anh rể hắn đang ở trong phòng chị gái, vì vậy Văn Nhân Chiếu cười khì khì quay về phòng ngủ. Sáng sớm hôm nay Văn Nhân Chiếu chạy tới phòng Văn Nhân Mục Nguyệt tìm hiểu thông tin. Quả nhiên sáng sớm nay Tần Lạc đi ra từ phòng Văn Nhân Mục Nguyệt. Vì vậy Văn Nhân Chiếu quả quyết giữa Tần Lạc và chị gái mình nhất định đã xảy ra nhiều chuyện. Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh rể đã thành anh rể chính thức, sau này kẻ nào dám ức hiếp mình có thể tìm anh rể giúp đỡ. Văn Nhân Chiếu cuối cùng Văn Nhân Mục Nguyệt nổi giận quát nhỏ, câm miệng. Sau khi ăn xong, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Chiếu lên trên lầu thăm Văn Nhân Đình lão gia. Vì lo lắng tới sự an toàn của Văn Nhân Đình lão gia nên phòng của ông có người canh gác 24 tiếng một ngày. Tối qua Vương Đào không về nhà, đương nhiên bản thân Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không cho ông ta về. Thế nhưng ông ta không nhận được đãi ngộ tốt như Tần Lạc, ông ta phải nằm nghỉ một đêm trên ghế salon trong phòng Văn Nhân Đình lão gia. Một đêm này đối với Vương Đào mà nói còn dài hơn một thế kỷ. Đầu tiên là lầu dưới xảy ra tranh chấp, ông ta muốn xuống xem nhưng bị vệ sĩ ngoài cửa cản lại. Tiếp đó ông ta nghe thấy tiếng cãi nhau và tiếng gào thét. Tiếp sau đó ông ta còn nghe thấy tiếng súng. Bởi vì lo lắng cho tính mạng mình, vì sợ mình bị giết diệt khẩu,
cả đêm Vương Đào không ngủ. Bây giờ ông ta râu ria xồm xoàm, tinh thần có vẻ uể oải. Khi nhìn thấy Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt đi vào, Vương Đào vội vàng đứng dậy, cười lấy lòng nói, văn nhân tiểu thư, Tần thầy thuốc, văn nhân thiếu gia, tới sớm. Ông thế nào rồi? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Nàng đi tới đầu giường, giơ tay cầm bàn tay của văn nhân Đình lão ra. Hai mắt văn nhân Đình trợn tròn, nhìn chằm chằm lên trần nhà không chớp, sắc mặt đờ đẫn giống như người thực vật đã mất đi ý thức. Hiển nhiên việc bình phục của ông còn phải trải qua một chặng đường dài. Tối qua đã tiêm thuốc trừ độc, tình hình của ông ấy đã biến chuyển tốt hơn một chút, Vương Đào nói. Thế nhưng tôi muốn lấy một ít máu quay về phòng xét nghiệm làm xét nghiệm máu, kiểm tra xem nồng độ độc trong máu có giảm hay không. Nếu như hiệu quả của thuốc tốt, chúng ta tiếp tục sử dụng. Nếu như hiệu quả không tốt, chúng ta thay thuốc hay tiến hành thay máu. Được văn nhân Mục Nguyệt thoải mái đồng ý. Trước tiên ông hãy xuống dưới ăn cơm. Ông vất vả quá. Không vất vả, không vất vả, Vương Đào cuống quýt nói. Thật ra tôi cũng không làm gì. Tất cả đều do Tần thầy thuốc chỉ đạo. Mình chỉ đạo. Tần Lạc dở khóc dở cười. Xem ra ông bác sĩ này sợ hãi quá nên cố tình chuyển công lao lên người khác, dùng cái này để giành được ấn tượng tốt của người khác, vào thời điểm quan trọng có thể đứng ra nói giúp cho ông ta. Tần Lạc đi lên trước, cưỡi nói, bác sĩ Vương, đây đều là cố gắng của ông. Tôi không dám tranh công với ông hãy yên tâm, Mục Nguyệt là người yêu ghét rõ ràng. Nếu như ông có thể cứu được văn nhân Đình lão gia, cô ấy nhất định sẽ không bạc đãi ông. Tôi biết, Vương Đào liên tục gật đầu, trong lòng ông ta cực kỳ vui mừng. Lúc này xem ra mấy người văn nhân Mục Nguyệt không có ý định ra tay với ông ta. Trước tiên ông hãy xuống ăn sáng, Tần Lạc nói, ăn sáng xong hãy lên lấy máu. Được, vậy tôi đi trước, Vương Đào cười nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Tần Lạc nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, em làm cho bác sĩ Vương quá sợ hãi. Là do anh làm cho bác sĩ Vương sợ hãi, văn nhân Mục Nguyệt. Người ra tay đều là người của anh. Tần Lạc ngồi xuống mép giường, nắm cổ tay văn nhân Đình lão ra, bắt mạch cho ông. Văn nhân Chiếu còn nhớ Tần Lạc nói hắn rất thích hợp làm một y tá. Hắn kích động chạy tới hỏi, anh rể, em có thể làm gì không? Đứng bên nhìn. Được. Em nhất định sẽ nghiêm túc học tập, văn nhân Chiếu gật đầu. Hắn vốn nghĩ Tần Lạc muốn làm mẫu, chỉ dạy hắn vài điều. Sau khi bắt mạch xong, Tần Lạc nói với văn nhân Mục Nguyệt, thuốc này dùng được. Nhịp tim và huyết áp của ông đã hạ. Vấn đề là trong cơ thể ông còn bao nhiêu độc tố thì anh không biết được. Cái này phải chờ bác sĩ Vương mang máu đi xét nghiệm. Anh sẽ châm cho ông mấy châm, nâng cao sức khỏe cho ông. Được văn nhân Mục Nguyệt trả lời. Khi Tần Lạc có mặt, nàng luôn có được một cảm giác an toàn. Cho dù là chữa bệnh cứu người hay là giết người thanh trừng. Khi Tần Lạc đang châm cứu cho văn nhân Đình lão gia, Thủy Bá đi vào nói với văn nhân Mục Nguyệt, tiểu thư, nhị gia và mấy vị thiếu gia muốn ăn cơm. Tần Lạc suýt chút nữa phì cười khi nghe được tin này. Ngày hôm qua khi dẫn bọn họ đi, bọn họ lớn tiếng gào thét nói sẽ tuyệt thực. Mới chỉ qua một đêm bọn họ đã không chịu được cái đói sao? Cũng đúng thôi. Tính mạng của người có tiền cực kỳ quý giá. Bọn họ không muốn bản thân mình phải chịu bất kỳ uất ức nào. Văn nhân Mục Nguyệt không trả lời, nàng chỉ liếc mắt nhìn Thủy Bá một cái. Thủy Bá hiểu rõ cần phải làm thế nào, ông lặng lẽ đi ra ngoài. Em thật sự muốn bỏ đối bọn họ sao? Tần Lạc cười hỏi. Người làm sai sao có thể không phải nhận trừng phạt? Khi văn nhân Mục Nguyệt nói câu này, hai mắt nàng nhìn Tần Lạc chằm chằm khiến Tần Lạc thoáng run rẩy trong lòng. Chẳng lẽ cô ấy đang ám chỉ chuyện hôn môi tối qua sao? Thế nhưng khi mình hôn môi cô ấy cũng đồng ý mà. Không ai chiếm tiện nghi của ai cả. Buổi chiều khi Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt đang ngồi tán gẫu trong phòng khách, Thủy Bá đi vào nói, tiểu thư, Tần thiếu gia, đại thiếu gia Tần gia tới thăm. Anh ta nói là muốn tới thăm lão gia. Cuối cùng anh ta cùng tới, Tần Lạc cười nói. Với quan hệ của ba nhà, sao Tần Lạc lại không có nội gián ở trong văn nhân gia? Cho dù có đánh chết Tần Lạc cùng không tin rằng hôm nay Tần Tung Hoành mới biết tình trạng bệnh tật của văn nhân Đình lão gia. Sở dĩ Tần Tung Hoành chờ đợi tới tận bây giờ là muốn lặng bên theo dõi biến cố. Bây giờ đích thân mình tới, đương nhiên là muốn tới hiện trường khảo sát tình hình. Người này khôn khéo hơn bất kỳ ai so với Yến Kinh Tam Kiệt. Không một ai dám coi thường. Mời anh ta vào, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Tung Hoành trong bộ vest màu đen, phong thái anh tuấn bất phàm dưới sự dẫn đường của Thủy Bá đi vào trong phòng.
Thủy Bá ôm mấy cái hộp, rõ ràng đó là lễ vật của Tấn Tung Hoành mang tới. Sắc mặt Tần Tung Hoành nghiêm trọng, anh ta nhìn văn nhân Mục Nguyệt nổi, Mục Nguyệt, nghe nói ông em ốm. Có nghiêm trọng không? Không có gì đáng ngại, văn nhân Mục Nguyệt đứng lên mời. Mời ngồi uống trà. Tần Tung Hoành nhìn Tần Lạc ngồi đối diện, nói, có Tần Lạc ở đây, nhất định sẽ biến nguy thành an. Tôi không phải là thần y, Tần Lạc nói, có bệnh có thể chữa được. Có bệnh không thể chữa được. Tần Tung Hoành gật đầu nói với văn nhân Mục Nguyệt, ông anh nghe được tin đó cũng rất đau buồn, ông nói bọn họ là lão bằng hữu cả đời phấn đấu. Khi còn trẻ chịu nhiều khổ cực, tới khi về già lại không có sức khỏe hưởng phúc, ông bảo tôi nhất định, phải thay ông tới thăm lão gia. Tần Tung Hoành đã dùng ông mình làm bình phong, không thể không nể mặt. Văn nhân Mục Nguyệt đứng dậy nói, ông ở trên lầu. Một khi đã tới, nhất định phải lên vấn an, Tần Tung Hoành nói. Không biết lão gia bị bệnh gì, cũng không biết nên tặng quà gì, anh chỉ tìm được mấy củ nhân sâm chất lượng không tệ lắm cho lão gia bồi bổ sức khỏe. Cảm ơn, anh khách khí quá, văn nhân Mục Nguyệt nói. Đây là ý của ông anh, Tần Tung Hoành nói. Em cũng biết mấy ông già bọn họ sợ nhất là cô đơn. Mặc dù không thường xuyên gặp nhau nhưng khi người còn thì trong lòng vẫn nhớ về nhau. Tần Lạc suýt chút phì ra cười khi nghe Tần Tung Hoành nói câu này. Cái gì gọi là không biết xấu hổ? Lão hồ ly Tần gia và văn nhân Đình lão gia, ông văn nhân Mục Nguyệt tuyệt đối không phải bạn bè. Hai người là đối thủ tranh đấu với nhau rất gay gắt. Nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt, hai bên không người nào làm gì được nhau. Thế nhưng bọn họ không vì thế mà buông tha. Bọn họ còn đang đấu với nhau, đấu tuổi. Người nào sống lâu hơn một chút, người đó có cơ hội lớn hơn một chút. Nếu như văn nhân Đình lão gia ra đi, chỉ sợ hai nhà Tần, Bạch sẽ lập tức vung đao cắt thịt. Chương 1356, không phải người tốt cũng không phải người xấu. Đợi rất lâu rồi cuối cùng ngày đó cũng tới. Đây chính là khắc họa tâm trạng thật sự của hai nhà Tần, Bạch. Với trí tuệ của văn nhân Mục Nguyệt, nàng còn không biết suy nghĩ của bọn họ sao? Đương nhiên biết. Thế nhưng văn nhân Mục Nguyệt thật sự không coi trọng chuyện này. Nếu như có cơ hội, nàng cũng ra tay không chút lưu tình với bọn họ. Biểu hiện khách khí nói chuyện, bí mật thể hiện chân thành gặp lại. Hôm nay là bạn, ngày mai là đối thủ. Không gì ngạc nhiên, tất cả chỉ vì lợi ích. Dưới sự dẫn đường của văn nhân Mục Nguyệt, Tần Tung Hoành và Tần Lạc một lần nữa đi lên lầu tới phòng của văn nhân Đình lão gia. Văn nhân Đình lão gia vẫn giống như trước, hai mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm lên trần nhà giống như trên đó có hình vẽ gì đó khiến người ta phải kinh hãi. Ánh mắt tàn mát, thân thể cứng đơ, sắc mặt chết lặng, nằm yên không nhúc nhích. Tần Tung Hoành ngồi bên giường, gọi nhỏ, lão gia. Văn nhân Đình không để ý, không lên tiếng, vẫn duy trì tư thế nằm của mình. Ông nhất định phải chóng bình phục, Tần Tung Hoành nói tiếp. Khi nói, ánh mắt anh ta vẫn quan sát mí mắt và sắc mặt văn nhân Đình lão gia, chỉ cần đôi chút biến hóa, anh ta có thể biết được ngay văn nhân Đình lão gia bệnh thật hay giả vờ. Ông nội cháu cho cháu tới thăm lão gia, ông nói đợi lão gia khỏe lại sẽ tới đánh cờ, uống trà với lão gia. Vẫn không có phản ứng, sắc mặt, mí mắt cùng hoàn toàn không có thay đổi. Tần Tung Hoành vỗ nhẹ vào lưng văn nhân Đình lão gia, nói, lão gia hồng phúc tề thiên, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Đây chỉ là một biến cố nhỏ, rất dễ dàng vượt qua. Cảm ơn, chỉ hy vọng là thế, văn nhân Mục Nguyệt lên tiếng cảm ơn Tần Tung Hoành. Tần Tung Hoành, đứng dậy, mọi người cùng nhau đi ra ngoài phòng bệnh. Khi đi ra ngoài cửa, đột nhiên Tần Tung Hoành quay đầu lại. Anh ta nhìn văn nhân Đình lão gia nói, rốt cuộc lão gia bị bệnh gì vậy? Tại sao lại biến thành người như vậy? Tôi cùng quen biết mấy bác sĩ giỏi. Có cần tôi mời bọn họ tới đây giúp chuẩn đoán không? Không phải tôi không tin y thuật của Tần thầy thuốc, tôi chỉ nghĩ nhiều người sẽ có thêm nhiều sức mạnh, dù sao tất cả mọi người cũng chỉ mong lão gia sớm bình phục. Không cần đâu, văn nhân Mục Nguyệt trả lời, có Tần Lạc là ổn. Đúng vậy, Tần Tung Hoành gật đầu, anh ta nhìn Tần Lạc đi ở sau nói, Tần thầy thuốc là thầy thuốc nổi tiếng nhất trong nước. Anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho lão gia. Sẽ cố hết sức, Tần Lạc khiêm nhường nói. Tần Tung Hoành vỗ vỗ vai Tần Lạc nói, tôi tin tưởng anh. Tần Lạc chỉ muốn mắng chửi, ông mày chữa khỏi hay không thì có liên quan gì tới mày. Mày làm bộ làm tịch như là người nhà văn nhân Đình lão gia động viên ông mày, lại coi ông mày như là một thầy thuốc bình thường mời từ bên ngoài tới vậy. Không thấy ông mày là người một nhà với bọn họ sao? Thế nhưng Tần Lạc không tình nguyện để người khác chơi mình. Hắn nhìn Tần Tung Hoành,
vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng thì không, miệng nói, chỉ sợ cứu sống Văn Nhân Đình lão gia sẽ khiến đại thiếu gia cực kỳ thất vọng. Đứa ngốc cũng biết lần này Tần Tung Hoành tới không phải vì thăm bệnh của Văn Nhân Đình lão gia mà tới dò xét địch tình. Cho tới lúc này Tần Tung Hoành vẫn nghi ngờ Văn Nhân Đình lão gia giã bệnh vì để tiện cho Văn Nhân Mục Nguyệt Thanh trừng gia tộc Văn Nhân, cũng vì câu cá. Còn về phần ai là cá, câu trả lời không nói nói ra cũng biết. Lúc này khi đi ra tới cửa, đột nhiên Tần Tung Hoành quay đầu lại, không phải vì anh ta nghĩ tới chuyện gì đó, cũng không phải muốn hỏi thăm tình trạng bệnh của Văn Nhân Đình lão gia mà là muốn kiểm tra xem khi bọn họ quay đi, Văn Nhân Đình lão gia có cử động bất thường hay không. Nếu như Văn Nhân Đình lão gia nhìn thấy mấy người đi ra, thở một hơi, chớp chớp mắt hay như đầu khẽ cử động. Con người này đúng là nổi tiếng cẩn thận. Nghĩ nhiều quá Tần Tung Hoành, cười nói. Anh ta không muốn gây chuyện với Tần Lạc. Bây giờ Tần Tung Hoành đã khôn ra nhiều, biết rõ tính cách của đối thủ này, cố gắng tránh xung đột trực tiếp với hắn. Còn nếu như hắn vẫn không biết xấu hổ làm tới, cuối cùng người có hại vẫn chỉ là anh ta mà thôi. Khi mấy người quay lại phòng khách, một lần nữa Thủy Bá đi tới bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt báo cáo, tiểu thư, đại thiếu gia Bạch gia tới, nói là tới thăm lão gia. Bạch gia rất nhiều người, không thiếu đàn ông thừa kế nhưng nói tới đại thiếu gia Bạch gia thì chỉ có một người, Bạch Phá Cục. Mời anh ta vào, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Không ngờ Phá Cục cũng tới, Tần Tung Hoành nói. Tôi còn tưởng hai người hẹn nhau chứ, Tần Lạc nói vẻ châm chọc. Tần Tung Hoành làm bộ không nghe thấy, chỉ thì thào nói chuyện với Văn Nhân Mục Nguyệt. Cuối cùng Thủy Bá cũng dẫn Bạch Phá Cục đi vào phòng khách. Áo vest đen, sơ mi trắng, vạt áo trong bỏ trong quần, phong thái cực kỳ lão luyện. Vẫn là mái tóc ngắn cực kỳ ấn tượng, điều khác với trước kia là Bạch Phá Cục để râu, nhìn bề ngoài có nhiều nam tính hơn. Long hành hổ bộ, bước đi vô cùng mạnh mẽ như gió cuốn. Lưng thẳng tắp, giống như một quân nhân chuyên nghiệp vậy. Một thời gian dài không gặp, Bạch Phá Cục dường như còn hoành tráng hơn trước kia. Bạch Phá Cục đi tới trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, Mục Nguyệt. Nghe nói lão gia bị bệnh, ông có ăn được nhiều không? Đang uống thuốc gì vậy? Có cần tôi tìm hộ bác sĩ không? Cảm ơn, không cần đâu, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc chính là thầy thuốc. Đúng vậy, Bạch Phá Cục gật đầu, y quay người nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc, anh vất vả quá. Đây là chuyện tôi phải làm, Tần Lạc nói. Cuối cùng ánh mắt Bạch Phá Cục chuyển tới Tần Tung Hoành. Y nói, Tần thiếu gia cùng tới. Đúng vậy, nghe tin, không biết thật hay giả nên tôi cũng tới thăm Tần Tung Hoành trả. Lời. Lão gia đâu, tôi có thể tới thăm lão gia không? Bạch Phá Cục hỏi. Ở trên lầu Văn Nhân Mục Nguyệt nói, tôi dẫn anh lên đó. Cảm ơn, Bạch Phá Cục nói. Tôi mới lên thăm, không lên lầu nữa. Trong công ty còn nhiều việc, cáo từ trước, Tần Tung Hoành nói. Văn Nhân Chiếu, em thay chỉ tiễn khách, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Dạ, Văn Nhân Chiếu trả lời, hắn đi tới trước mặt Tần Tung Hoành, nói, đại ca, em tiễn anh. Trước kia khi Tần Lạc còn chưa xuất hiện, Văn Nhân Chiếu là một người hầu đáng tin cậy bên cạnh Tần Tung Hoành. Sau khi Tần Lạc xuất hiện, mối quan hệ giữa Văn Nhân Chiếu và Tần Tung Hoành dần bất hòa, xa lánh nhau. Tiếp đó lại xuất hiện sự kiện Văn Nhân Mục Nguyệt trúng cổ độc. Tần Tung Hoành là đối tượng nghi ngờ. Quan hệ giữa Văn Nhân Chiếu và Tần Tung Hoành càng xấu đi. Mặc dù hai bên chưa trở mặt với nhau nhưng cũng chỉ còn duy trì mối quan hệ xã giao bề ngoài. Tôi cùng đi tiễn, Tần Lạc nói. Văn Nhân Mục Nguyệt kinh ngạc nhìn Tần Lạc nhưng không phản đối. Nàng dẫn Bạch Phá Cục lên lầu thăm Văn Nhân Đình lão gia. Tần Lạc và Văn Nhân Chiếu tiễn Tần Tung Hoành đi ra ngoài sân. Xe của anh ta và xe của Bạch Phá Cục đậu song song với nhau. Điền Loa đang ngồi xổm ở bàn bên cạnh hút thuốc, khi nhìn thấy Tần Lạc và Tần Tung Hoành đi ra ngoài. Y nhếch miệng cười với Tần Lạc. Không cần tiễn nữa, xin mời quay lại, Tần Tung Hoành đứng lại nhìn Tần Lạc nói. Tần Lạc không quay người đi mà hắn nhìn Tần Tung Hoành nghiêm túc nói, đứng trên lập trường của anh, tôi hiểu tất thảy những gì anh làm. Tần Tung Hoành chỉ cười không nói. Anh ta không cần người khác giải thích, anh ta biết bản thân đang làm những gì và muốn những gì. Đứng trên lập trường của tôi không chấp nhận những gì anh làm. Tần Tung Hoành không trả lời, anh ta nhìn Văn Nhân Chiếu nói, đợi khi nào ông khỏi bệnh, hãy tới câu lạc bộ tìm anh. Nói xong không đợi Văn Nhân Chiếu trả lời, Tần Tung Hoành quay người đi tới xe của mình. Anh rể, có phải anh ta là người xấu không? Văn Nhân Chiếu nhìn lưng Tần Tung Hoành hỏi. Không tính là người xấu, cũng không phải người tốt, Tần Lạc mím môi nói.
trên chiến trường chỉ có người chiến thắng và sự thất bại. Hồ Văn Nhân Chiếu gật đầu, mặc dù em không hiểu gì hết nhưng em cảm thấy anh dễ nói có lý. Xe mới chạy hết đường tiên nữ, đang chuẩn bị rẽ vào con đường chính quay về thành phố. Bạch Phá Cục đột ngột phanh xe lại, chiếc xe Hummer mà lực rất mạnh phát ra âm thanh ken két rất chói tai. Cách đó không xa, một chiếc xe Ben đang đổ ven đường. Điền Loa và Tần Tung Hoành đang đứng ở ven đường hút thuốc, nhìn Bạch Phá Cục ngồi trên xe mỉm cười. Cạch, Bạch Phá Cục mở cửa xe đi tới. Tần Tung Hoành giơ tay nói với Điền Loa, đưa cho tôi một bao thuốc. Không còn một bao, chỉ có nửa bao. Điền Loa móc từ trong túi ra bao thuốc chỉ còn non nửa, đưa cho Tần Tung Hoành thuận tay cống hiến cả bật lửa. Sau đó Điền Loa lánh ra xa, không quấy rầy hai người nói chuyện. Tần Tung Hoành rút một điếu thuốc nói, hút một điếu. Bạch Phá Cục nhận điếu thuốc, tự mình châm lửa hút. Vì vậy hai người bắt đầu hít vào thở ra phun khó mù mịt, không ai lên tiếng. Nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ ngạc nhiên cắn lưỡi mình. Đại thiếu gia Tần gia, đại thiếu gia Bạch gia đang đứng tựa vào thành xe đậu ven đường chăm chú hút thuốc, giống như đây chính là chuyện quan trọng nhất trên thế gian này. Sau khi hút xong điếu thuốc, Bạch Phá Cục phát tàn thuốc xuống đường, dùng đế giày dẫm nát. Xẹp xẹp. Tàn thuốc bị nghiền nát vụn dưới đế giày, phát ra âm thanh lạo xạo. Cảm ơn điếu thuốc của anh, nói xong Bạch Phá Cục quay người bước đi. Thế nào? Tần Tung Hoành hỏi từ phía sau. Không có gì đặc biệt, Bạch Phá Cục trả lời mà không quay lại. Chương 1357, anh không được ghét bỏ em. Bạch Phá Cục làm như không nghe thấy câu nói của Tần Tung Hoành. Y không quay đầu lại, đi nhanh về phía chiếc Hummer của mình. Khi Bạch Phá Cục mở cửa xe, Tần Tung Hoành ở sau nói to, anh còn đợi tới khi nào nữa hả? Giống như mấy ông già bọn họ, đợi già tới khi không già hơn được nữa, ăn không ngon, ngủ không yên. Kể cả khi cười cũng sợ bị lộ tin tức, có thể bị thiêu đốt thành cho bụi cùng không đợi được ngày đó. Anh hy vọng bản thân mình cũng rơi vào tình trạng đó sao? Bạch Phá Cục đứng lại, chậm rãi quay người. Y đang cười. Lúc bắt đầu chỉ là mí mắt cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng to, cuối cùng là tiếng cười sảng sặc. Chí công tử được người đời coi là vô địch, nhẫn nại cùng có lúc nôn nóng sao? Bạch Phá Cục cười hỏi, miệng mở to, hai mắt nheo lại. Một nụ cười rất không phong độ, không hình tượng nhưng hào phóng, không gò bó, rất đàn ông. Tôi không phải là vô địch nhẫn nại, tôi chỉ đang chờ cơ hội, Tần Tung Hoành nói. Anh cho rằng lúc này chính là cơ hội sao? Bạch Phá Cục hỏi. Không sai, Tần Tung Hoành nói. Tôi đã thử dò xét, quả thật lão hồ ly Văn Nhân Đình đã mắc trọng bệnh. Gia tộc Văn Nhân chỉ có một mình Văn Nhân Đình sao? Bạch Phá Cục hỏi ngược lại, đừng có quên. Nhiều năm nay Văn Nhân Đình không hỏi tới chuyện của tập đoàn. Bây giờ tập đoàn gia tộc Văn Nhân nằm trong tay Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt hoàn toàn không kém hơn so với ông của mình. Tôi công nhận Văn Nhân Mục Nguyệt rất có năng lực, Tần Tung Hoành nói. Tôi cũng biết Văn Nhân Mục Nguyệt quản lý tập đoàn rất tốt. Thế nhưng cuối cùng cô ta chỉ là một người phụ nữ. Điều quan trọng là cô ta là một người phụ nữ kiêu ngạo. Văn Nhân Đình bệnh nặng, ông nội của tôi và ông của các anh vẫn còn khỏe mạnh. Nếu như chúng ta cùng liên thủ ra tay với gia tộc Văn Nhân, hai người bọn họ sẽ phát huy được bao nhiêu tiềm lực? Có thể huy động được bao nhiêu người và tài chính so với hai nhà chúng ta? Quả thật trong cuộc tranh đấu của ba nhà Tần, Bạch, Văn Nhân, không chỉ có so đấu tiềm lực kinh tế của ba nhà mà còn cả vòng trong xung quanh nữa. Khi sức khỏe Văn Nhân Đình lão gia còn tốt, dù ông không quan tâm tới công việc kinh doanh của gia tộc Văn Nhân, nhưng ông vẫn có thể đoàn kết một nhóm người có ảnh hưởng rất lớn bên ngoài. Những người này có lẽ không có nhiều tiền bạc, tài sản như gia tộc Văn Nhân, không thanh danh hiển hách như Văn Nhân Đình lão gia. Thế nhưng vào thời điểm quyết chiến quan trọng, ít nhiều bọn họ cũng mang lại tác dụng rất quan trọng. Người làm lão đại dù rất lợi hại, nhất định phải có mấy tiểu đệ có lực công kích để hỗ trợ. Chuyện gì cũng khiến lão đại ra tay không phải sẽ làm lão đại mệt chết sao? Kiến cắn chết voi chính là đạo lý này. Văn Nhân Đình lão gia mất ý thức. Những người xung quanh ông sẽ tản mát hay tạm thời giữ yên lặng. Dù sao Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không có cách nào tiếp nhận nguồn lực lượng này. Những lão già tóc bạc kia nhất định sẽ không chịu chấp nhận một hậu sinh như Văn Nhân Mục Nguyệt. Hai nhà Tần, Bạch thì khác. Hai lão già vẫn còn khỏe mạnh, bọn họ sẽ là trung tâm liên lạc, thu hút lực lượng và tài chính. Còn cái gì không thể làm được không? Thực lực bản thân của gia tộc Văn Nhân có thể liều mạng cùng với Tần gia và Bạch gia, nhưng thế lực sau lưng đã phân tán.
Nụ cười trên gương mặt Bạch Phá Cục dần biến mất, y nhìn Tần Tung Hoành với ánh mắt thú vị. Tôi rất nghiêm túc Tần Tung Hoành, nói. Mặc dù địa điểm và phương thức đàm phán không đúng. Anh có thể cho tôi cái gì? Bạch Phá Cục hỏi, anh hẳn biết rõ bây giờ Bạch Gia và gia tộc Văn Nhân đang có hạng mục hợp tác nguồn năng lượng mới. Một nửa tập đoàn gia tộc Văn Nhân, đủ không? Tần Tung Hoành hỏi. Xem ra chúng ta hẳn phải tìm một nơi phù hợp để đàm phán cụ thể, Bạch Phá Cục nói. Tôi cũng nghĩ vậy, Tần Tung Hoành nói. Hai người đều lên xe, sau đó một trước một sau, xe cả hai đều lăn bánh về hướng đông. Người tới không có ý tốt, Tần Lạc nói, hiển nhiên bọn họ tới tìm hiểu tin tức. Sớm biết vậy đã không để bọn họ gặp ông Văn Nhân, Chiếu nói. Bọn họ tới xem ông bị bệnh thật hay là giả vờ. Cuối cùng em cũng biết dùng đầu suy nghĩ vấn đề, Tần Lạc khen ngợi. Cảm ơn anh rể, Văn Nhân Chiếu nhận được khích lệ của Tần Lạc, vui mừng, mặt mày hớn hở, không khép miệng. Không để cho bọn họ lên, chứng minh nói cho bọn họ sức khỏe của ông không tốt, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Văn Nhân Chiếu chủ động đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề, cho dù đúng hay sai, bọn họ đều giật mừng, nên ai cũng vui vẻ chỉ điểm thêm cho hắn. Nếu như hào phóng mời bọn họ lên gặp, ngược lại bọn họ sẽ nghi ngờ. Ồ, thì ra là như vậy, Văn Nhân Chiếu nói, phức tạp quá. Bọn họ muốn ra tay, đúng không? Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Bây giờ những người còn lại của gia tộc Văn Nhân đã bị Văn Nhân Mục Nguyệt thanh trừng. Người có thể đại diện cho tập đoàn Văn Nhân ứng chiến chỉ có mỗi mình Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Hưng Suy, chỉ dựa vào một người. Văn Nhân Chiếu, hắn chỉ là một đứa trẻ. Nếu là em cũng ra tay, Văn Nhân Mục Nguyệt quả quyết. Em có biện pháp đối phó không? Tần Lạc hỏi. Có. Biện pháp gì? Tần Lạc vui mừng hỏi. Anh giúp em. Sân bay Yến Kinh, một sân bay lớn vận chuyển khách đi khắp Trung Quốc. Hàng ngày có vô số người thông qua con đường này đi vào thành phố, cũng có vô số người từ nơi này ra đi. Ở cửa ra vào, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai, mắt đeo cặp kính râm to sụ, nét mặt nhàn hạ, thảnh thơi, đứng chờ. Hắn không đứng vào nhóm người đang chờ người từ máy bay xuống mà một mình đứng riêng một vị trí ở sau. Ngoại trừ một vài cô gái trẻ len lén quan sát hắn, những người khác không quá quan tâm. Dù sao bọn họ cùng có người phải chờ đợi. Đương nhiên nếu như hắn tháo kính râm ra, mặc trường bào vào, sẽ có vô số người kích động gào lên. Đúng vậy, hắn chính là Tần Lạc. Loa phóng thanh thông báo tin máy bay hạ cánh. Khá nhiều người kéo theo hành lý đi tới. Thế nhưng hắn vẫn không nhìn thấy người mình cần đón. Có người nhận ra người mình đang chờ, ôm nhau vui mừng sau đó cùng nhau rời đi. Nhiều người vẫn đang nôn nóng đứng chờ. Đột nhiên những người đứng chờ trước cửa ra vào đều cảm thấy trước mắt mình rực sáng. Có thể gây ra hiệu quả này chỉ có thể là một người phụ nữ khiến người ta giật mình kinh hãi. Người phụ nữ mặc một chiếc quần ống đứng màu đen, trên ống quần có điểm hoa văn, một đường viền trắng, giống như mắt rồng. Một chiếc tê, sớt có khóa kéo màu trắng. Khóa kéo từ dưới lên trên, thành một hình cánh cung bắt đầu từ vị trí rốn, cực kỳ gợi cảm. Bên ngoài là một chiếc áo khoác dài. Chiếc áo khoác màu đen cũng có một đường viền màu trắng ở hai bên thân, trông rất đẹp mắt. Mái tóc cắt ngắn, gương mặt xinh đẹp, trên mắt đeo một đôi kính, cực kỳ ấn tượng. Điều ấn tượng hơn là cô gái đi một mình, không hành lý. Cô gái đưa mắt nhìn một vòng, sau đó đôi chân dài khiến rất nhiều người thầm nuốt nước bọt ừng ực di chuyển về phía sau đám người. Vô số ánh mắt nhìn theo hướng đi tới của cô gái, nhìn nàng xà vào lòng một người đàn ông. Hoa tươi cắm bãi phân châu, có người thầm mắng. Nếu như Tần Lạc nghe thấy câu mắng chửi đó, hắn nhất định sẽ cực kỳ tức giận. Anh không thấy mặt tôi sao lại biết tôi là phân châu? Đương nhiên lúc này anh chàng Tần Lạc không có tâm trạng tranh chấp với bọn họ mấy thứ vặt vãnh này. Tâm trạng của hắn hoàn toàn đặt trên người cô gái này. Đợi khi nàng xà vào lòng mình, Tần Lạc ôm chặt thân thể mềm mại của nàng. Nhớ anh muốn chết, Phương Cửu Cửu rên rỉ. Yến Kinh là thành phố nàng sinh ra. Lớn lên, ở đó có người thân, bạn bè nàng. Một mình nàng ở Dương Thành, mặc dù có lý tưởng bao la, được nhiều người quan tâm nhưng nàng vẫn cảm thấy cô đơn. Anh cũng vậy, Tần Lạc nói, nhẹ nhàng vuốt ve lưng người phụ nữ yêu mến. Nói dối, Vương Cửu Cửu ngẩng đầu, say mê nhìn người đàn ông mắng, nhớ em mà không gọi điện sao? Lần nào cũng do em gọi điện cho anh. Tần Lạc chỉ cười không giải thích. Hắn cũng gọi điện cho Vương Cửu Cửu thế nhưng quả thật sổ lần hắn gọi điện cho Vương Cửu Cửu không nhiều hơn số nàng chủ động gọi cho hắn. Phụ nữ oán hận một chút thôi mà.
thật sự hắn cũng nhận mình sai. Thế nhưng em không trách anh, Vương Cửu Cửu thản nhiên cười nói. Vì hàng ngày nàng phải huấn luyện, nàng còn đen hơn so với khi đi học, thế nhưng chỉ là hơi đen một chút, cả người nàng vẫn tỏa ra nét lộng lẫy, khỏe mạnh. Màu da của nàng tương tự như Julie, người được fan hâm mộ bầu chọn là nữ thần gợi cảm, rất gợi cảm. Nhìn cái gì? Khi nhìn thấy đôi mắt Tần Lạc nhìn tới nhìn lui trên người mình, Vương Cửu Cửu hờn dỗi hỏi. Nhìn em, Tần Lạc cười nói. Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Cửu Cửu đỏ hồng, nàng vội vàng hỏi, em đen lắm hả? Tức quá, hàng ngày trước khi đi huấn luyện em đều bôi rất nhiều thuốc mở chống cháy nắng nhưng vẫn không phòng được. Em mặc kệ, anh không được ghét bỏ em. Chương 1358, tự ti. Nếu như bạn quan tâm tới một người, bạn luôn cảm thấy bản thân mình không tốt, tướng mạo không đủ xinh đẹp, da không đủ trắng, ngực không đầy đặn, mặc quần áo không đẹp, nấu ăn không ngon, trên giường không đủ kích thích. Vương Cửu Cửu chính là một người như vậy. Trong mắt người khác nàng là một đại mỹ nữ, so với những đại minh tinh được người ta theo đuổi còn đẹp hơn nhiều lần. Cho dù đi tới nơi nào đi nữa, nàng đều có thể nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc của người ta nhìn mình. Trong khi đó khi đứng trước mặt Tần Lạc, thái độ của nàng vô cùng dè dặt. Quả thật khoảng thời gian này da nàng hơi đen, đây chính là tâm bệnh của Vương Cửu Cửu. Vốn Vương Cửu Cửu nghĩ sau khi đợt huấn luyện này chấm dứt, nàng sẽ tới thẩm mỹ viện sửa sang lại sắc đẹp, đợi khi da mình trắng hơn nàng mới quay về gặp Tần Lạc. Không ngờ Tần Lạc đã gọi điện thoại kêu nàng quay về. Nhìn vẻ đáng thương của Vương Cửu Cửu, Tần Lạc thật sự dở khóc dở cười. Hắn còn đang định khen nàng thì nàng lại bảo hắn không được ghét bỏ nàng. Phụ nữ là như vậy, ghét bỏ cũng phải. Đồ ngốc, Tần Lạc âu yếm bóp mũi nàng nói, sao anh có thể ghét bỏ em? Anh chỉ sợ em càng ngày càng đẹp. Anh đi với em sẽ không xứng. Anh dám cá với em 10 tệ. Trong số những người đang đứng đây nhất định có người mắng anh là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Hi hi, vậy là tốt rồi, chỉ có thể là anh không xứng với em. Không thể có chuyện em không xứng với anh. Cuối cùng Vương Cửu Cửu cũng yên lòng. Nhưng quả thật em hơi đen. Không phải đen, Tần Lạc lắc đầu. Trước kia khi em đi học quả thật da em rất trắng, thế nhưng bây giờ phải nói là da rám nắng khỏe mạnh. Không phải em thích đọc tạp chí sao? Những ngôi sao nữ quốc tế có làn da gợi cảm như em không? Còn cả Cổ Thiên Nhạc, vốn da anh ta cũng rất trắng, sau khi anh ta đi phơi nắng mới có làn da như vậy. Sau khi được Tần Lạc an ủi, tâm trạng Vương Cửu Cửu lập tức trở nên vui vẻ, chút lo lắng cuối cũng cùng biến mất. Nàng cười khúc khích nói, anh cũng biết Cổ Thiên Nhạc hả? Ừ, anh thấy anh ta trên báo, Tần Lạc nói. Tóm lại em không nên dùng ánh mắt của người già mà nhìn bản thân. Theo anh thì rất thời thượng. Vương Cửu Cửu lui lại sau từng bước nhìn Tần Lạc khắp từ trên xuống dưới, sau đó cười châm biếm nói, thay bộ trường bào bằng bộ đồ thể thao cùng là thời thượng sao? Ý anh là nội tâm, Tần Lạc nói. Hắn còn chưa nói cho nàng biết hắn còn mặc đi xem phim nữa. Được rồi, hãy cho em thấy nội tâm thời thượng của anh đi, Vương Cửu Cửu nói. Vậy cũng không thể xem ở chỗ này, Tần Lạc liếc nhìn bốn phía nói, chúng mình đi thôi. Anh hơi căng thẳng khi người khác cứ nhìn chúng mình chằm chằm. Anh mà căng thẳng, Vương Cửu Cửu đi lên kẹo tay Tần Lạc, cười khúc khích nói, thế nhưng bây giờ anh cùng là một đại minh tinh rồi. Được rồi, anh còn là tỷ phú. Nói cho anh biết, anh phải khao em vì thiếu niên Y Vương đã bán vé vượt Avatar. Em đã bỏ tiền mời toàn bộ bạn học của em đi xem phim đấy. Anh cứ nghĩ vì sao mình gặp kỳ tích, thì ra có nữ hiệp âm thầm hỗ trợ, Tần Lạc trêu chọc Vương Cửu Cửu. Nói đi, em muốn cái gì? Ừ, Vương Cửu Cửu suy nghĩ một chút rồi nói. Muốn anh ở cùng với em nhiều hơn. Tần Lạc thầm cay đắng. Dáng người xinh đẹp, gia thế bất phàm, tính cách phóng khoáng, bản chất hiền lành. Một cô gái như nàng, nếu như một người đàn ông tìm được nhất định khi ngậm trong miệng sợ tan mất, bế trên tay chỉ sợ ngã, cẩn thận che chở, ước gì 24 tiếng một ngày đều được ở bên cạnh nàng. Thế nhưng nàng lại có sự lựa chọn của chính mình. Vì để bảo vệ tình cảm của mình, nàng tình nguyện từ bỏ yến kinh quen thuộc, bỏ qua gia đình, người thân, bạn bè, một mình đi tới một dương thành lạ nước lạ cái. Một người gánh nhiều trách nhiệm nhưng chỉ có yêu cầu duy nhất là hắn phải ở bên nàng nhiều hơn. Được Tần Lạc ôm Vương Cửu Cửu, hắn chỉ hận không thể nhào nặn để nàng tiến vào trong người hắn. Vương Cửu Cửu lén quay về, không thông báo cho người nhà và bạn bè biết. Hiển nhiên không có xe treo biển đặc biệt tới đón. Thế nhưng xe của đại đầu đang đậu ở cổng sân bay. Tần Lạc mở cửa xe để Vương Cửu Cửu lên xe trước, sau đó hắn cũng ngồi vào xe.
hai người ngồi bên cạnh nhau ở ghế sau. Đại đầu, lâu rồi không gặp. Vương Cửu Cửu cười chào đại đầu. Người khác không biết thân phận đại đầu nhưng nàng biết. Chào Vương tiểu thư, đại đầu buồn bực trả lời. Câu nói này thật không dễ dàng với hắn. Vương Cửu Cửu mỉm cười sau đó tựa đầu vào ngực Tần Lạc. Thời gian eo hẹp, tuy Vương Cửu Cửu nói nàng muốn Tần Lạc ở cùng với mình nhiều hơn nhưng cuối cùng nàng không thể ở Yến Kinh lâu. Hơn nữa ở cùng như nào thì nhiều. Nếu có thể nàng hy vọng mỗi giây mỗi phút mình đều được ở cùng với Tần Lạc. Bộ quần áo này rất đẹp, ngay khi em mới đi ra anh còn không nhận ra Tần Lạc khen ngợi. Không còn cách nào khác, người thay đổi, chỉ còn cách tốn nhiều công sức vào quần áo, Vương Cửu Cửu nói. Sao lại bảo xấu, Tần Lạc cười nói, càng ngày càng có hương vị phụ nữ mà. Thật sao? Thật, Tần Lạc khẳng định. Vì vậy Vương Cửu Cửu nhòm lên hôn Tần Lạc. Tần Lạc đỏ mặt, hắn liếc nhìn đại đầu ngồi ở trước. Không kìm chế được, Vương Cửu Cửu cười hì hì nói. Tần Lạc rất thích tính cách thẳng thắn, nói đùa lại như đang hờn dỗi này. Hắn hỏi, gần đây em có gặp mẹ anh không? Có, Vương Cửu Cửu gật đầu. Bác gái và cô thường xuyên hẹn em ra ngoài uống trà. Hai người tốt với em lắm, lại thường xuyên mua quà cho em. Bộ quần áo này cũng do cô tặng em đấy. Xin lỗi, Tần Lạc áy náy nói. Thật ra với mối quan hệ của hắn và Vương Cửu Cửu, khi nàng ở Dương Thành, đáng lẽ phải thường xuyên tới nhà hắn chơi. Nhưng vì sợ bà nội hắn phát hiện ra nên chỉ có thể hẹn gặp bên ngoài. Không chỉ riêng hắn, mẹ hắn Cam Vân và cô Tần Lam cũng cảm thấy rất áy náy. Không có chuyện gì, Vương Cửu Cửu nắm chặt tay Tần Lạc, nói, bây giờ em rất thỏa mãn. Thật đấy, bây giờ em sống tốt lắm. Hơn nữa em không một mình, ở Dương Thành, Nhân Diệu và Hạ Dương rất quan tâm tới em. Bác gái và cô mồi khi không có việc gì lại hẹn em đi uống trà. Quả thật rất tốt. Đương nhiên Tần Lạc không tin lời Vương Cửu Cửu, cho dù có tốt cũng không thể bằng nhà mình. Trước đây cô gọi điện nói muốn tới Yến Kinh thăm bối bối thế nhưng tới giờ vẫn chưa tới. Anh đã nói với bối bối, con bé vẫn hỏi anh, Tần Lạc cười nói. Gần đây cô bận nhiều việc, cô đang chuyển sự nghiệp từ Mỹ về trong nước, Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc gật đầu hiểu ý. Sau khi Tần Lam bị đám người bá tước bắt cóc lần trước, bà lập tức theo Tần Lạc trốn về Trung Quốc. Thế nhưng công ty của Tần Lam còn ở nước Mỹ, bản thân Tần Lam lại không thể sang Mỹ quản lý công ty. Mặc dù bá tước đã chết, hoàng đế cũng không quan tâm tới một người nhỏ bé như bà. Thế nhưng với bài học lần trước, cho tới tận bây giờ Tần Lam vẫn còn sợ hãi, sao bà có thể dám mạo hiểm một lần nữa. Chính vì vậy gần đây Tần Lam phải vội vàng chuyển nghiệp vụ của công ty về Trung Quốc, chỉ để lại nước Mỹ một văn phòng đại diện. Nếu như hoàng đế ra tay với văn phòng đó, tổn thất của bà sẽ nhỏ. Bây giờ chúng mình đi đâu? Vương Cửu Cửu hỏi. Em có muốn về nhà không? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu suy nghĩ một lát rồi nói, thôi bỏ đi. Cha em nhìn thấy em về lại nổi giận. Ông ấy là quân nhân, rất ghét lính đào ngũ. Vậy tới khách sạn, Tần Lạc nói, anh đã đặt phòng rồi. Được, hai mắt Vương Cửu Cửu bắt đầu long lanh. Khách sạn Shangri-La, phòng tổng thống. Mặc dù Tần Lạc có rất nhiều tiền nhưng hắn không phải là người thích xa hoa, hưởng thụ. Vấn đề là Tần Lạc cảm thấy mình nợ Vương Cửu Cửu quá nhiều nên luôn muốn bù đắp cho nàng, chỉ cần chuyện gì mình có thể làm, hắn đều đồng ý với nàng. Vấn đề là Vương Cửu Cửu cũng không thiếu tiền, không thiếu quyền. Lâu lắm rồi chỉ có hắn nhờ nàng, hiếm khi Vương Cửu Cửu mới nhờ hắn đặt phòng, đương nhiên hắn phải chọn phòng tốt. Khi cánh cửa phòng mới đóng lại, chưa kịp nhìn bố cục căn phòng, Vương Cửu Cửu đã nhào vào lòng Tần Lạc. Tần Lạc cùng ôm chặt Vương Cửu Cửu, hai người tựa lưng vào cánh cửa, hôn say đắm. Khi hai người cùng nằm trên người, cả hai đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất của con người. Vẫn chưa tắm, Vương Cửu Cửu thỏ hổn hển nói. Lát nữa tắm, Tần Lạc nói. Sau đó trong phòng liền vang lên âm thanh theo tiết tấu, hơi thở rung động lòng người. Mưa tạnh gió hòa, hai người đang tắm trong bồn tắm lớn. Vương Cửu Cửu tóc rối bù. Nàng đang cúi đầu hôn vào ngực Tần Lạc, hỏi, anh thật sự muốn em gặp chị ấy hả? Cô ấy muốn gặp em, Tần Lạc nói, lần này có chút phiền phức, cô ấy muốn em giúp đỡ. Nếu như chị ấy gặp phiền phức, chỉ có một khả năng. Vương Cửu Cửu ngẩng đầu nhìn Tần Lạc. Tần gia và Bạch gia liên thủ phải không? Có khả năng này, Tần Lạc nói. Vẫn chưa xác định, nhưng không thể không đề phòng. Văn Nhân Đình, lão gia bệnh nặng, đây chính là cơ hội của hai nhà Tần, Bạch. Ôi, Vương Cửu Cửu thở dài. Nếu như có thể được,
em thật sự không muốn đi gặp chị ấy. Vì sao? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu trùng mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, tự ti. Anh có biết vì sao chị ấy không có bạn, đặc biệt là không có bạn gái không? Bởi vì không một ai muốn cùng xuất hiện một chỗ với chị ấy. Chương 1359, anh không nên đáng yêu như vậy, được không? Chiếc váy lụa liền quần tinh tế uyển chuyển bao quanh vóc người hoàn mỹ, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen, áo khoác mỏng. Mặc dù bầu không khí khá nóng bức, mặc chiếc áo này cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Giày cao gót màu thủy tinh, kiểu dáng mới nhất, đứng trước gương, Vương Cửu Cửu trông thật tao nhã, giống như các ngôi sao nổi tiếng tham dự tuần lễ mốt ở Paris. Không, trong suy nghĩ của Tần Lạc, dù là đại minh tinh cùng không đẹp bằng nàng. Tiên sinh, bạn gái của ngài rất xinh đẹp, cô gái bán hàng đứng bên cạnh Tần Lạc khen ngợi. Tôi cũng nghĩ như vậy, Tần Lạc gật đầu công nhận, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã nghĩ nàng không giống người bình thường. Hai người thật sự là một đôi hạnh phúc, cô gái bán hàng hâm mộ nói. Không hiểu hứng thú hay là nịnh nọt, xem cái đó xem sao, liệu có nên quàng một chiếc khăn nữa không? Chúng tôi có kiểu dáng rất hợp với tiểu thư. Tùy cô ấy, Tần Lạc cười nói. Hắn đi cùng Vương Cửu Cửu mua đồ, nàng muốn cái gì thì mua cái đó. Hắn không dám nhận mình có con mắt thời trang hơn Vương Cửu Cửu. Ông xã, đẹp không? Vương Cửu Cửu tao nhã quay người, cười hỏi Tần Lạc. Đẹp, đương nhiên Tần Lạc cũng không tiếc lời khen của mình. Nhìn rất đẹp, em mặc bộ quần áo này rất hợp, còn cần gì nữa không? Vương Cửu Cửu nhìn xung quanh, khi nàng chưa kịp lên tiếng, cô gái bán hàng đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh nàng, nhiệt tình nói, tiểu thư, cô có muốn mua khăn lụa của chúng tôi không? Ngày hôm qua mới chuyển về, cô không phải lo lắng đụng hàng. Người có tiền không chỉ sợ quần áo không đẹp mà còn sợ đụng hàng. Bọn họ thích nhất là hàng độc. Vương Cửu Cửu lắc đầu nói, xong rồi, trời nóng lắm, không quàng khăn. Vậy gói những thứ đó, Tần Lạc nói. Không cần gói, Vương Cửu Cửu nói với cô gái bán hàng. Em sẽ mặc luôn bộ quần áo này, hãy gói giúp quần áo của tôi. Hơn nữa sau khi cắt nhãn thì tính tiền luôn. Dạ, xin chờ một lát. Lập tức hai cô gái bán hàng đi tới, ân cần giúp Vương Cửu Cửu, giúp nàng bỏ nhãn hiệu ở cổ áo, rất nhiệt tình chu đáo. Ông xã, anh phải tốn tiền rồi, Vương Cửu Cửu đi tới bên cạnh Tần Lạc, ôm tay hắn nũng nịu. Đương nhiên ông xã phải mua quần áo cho bà xã, Tần Lạc nói rất phong độ. Quả nhiên câu nói này của hắn đã thu hút được ánh mắt hám mộ của mấy cô gái xinh đẹp đang đứng trước quầy thanh toán. Bọn họ làm việc trong cửa hàng thời trang cao cấp, thường xuyên nhìn thấy đàn ông giàu có mua quần áo cho các cô gái trẻ. Thế nhưng bọn họ rất ít khi nhìn thấy một thanh niên đẹp trai, nam tính dẫn một cô gái trẻ đẹp vào cửa hàng mua quần áo. Ngoại trừ một số phú nhị đại hay quan nhị đại, đại đa số thanh niên trẻ đang ở vào thời kỳ đầu của sự nghiệp, sao bọn họ có thể tiêu phí vào quần áo mấy chục nghìn? Tiên sinh, tổng cộng là 128.000 nhân viên thu ngân cung kính cầm hóa đơn bằng hai tay đưa cho Tần Lạc. Cảm ơn, Tần Lạc nhận hóa đơn nhìn qua, hắn định lấy tiền trả. Khi bàn tay của hắn theo thói quen đút vào trong túi, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên xấu hổ. Không mang ví tiền. Trước kia hắn thường xuyên mặc trường bào, tất cả tiền thường cho vào trong một cái túi to. Thế nhưng hôm nay vì tới sân bay đón Vương Cửu Cửu, Tần Lạc mặc một bộ quần áo thể thao vì để tránh người khác nhận ra mình, gây náo loạn. Dù sao thiếu niên Y Vương vẫn còn đang duy trì cơn sốt khủng khiếp của mình. Thay quần áo nhưng lại quên không mang ví. Khi nhìn thấy sắc mặt Tần Lạc, Vương Cửu Cửu thông minh lập tức đoán ra sự việc. Vương Cửu Cửu cầm gói quần áo cũ của mình, nàng lấy ví tiền từ trong gói quần áo, nói, tôi thanh toán. Nàng biết Tần Lạc rất giàu có, hắn đương nhiên không thiếu tiền mua mấy bộ quần áo. Để Tần Lạc thanh toán hóa đơn chỉ là chút tô điểm của hai người đang yêu. Nếu như Tần Lạc quên mang tiền, vậy nàng là người trả tiền. Đối với nàng mà nói điều này chẳng có gì khác. Thế nhưng tình cảnh này lọt vào mắt mấy người khách và nhân viên cửa hàng thì lập tức thay đổi. Thảo nào vừa mới nói là rất đẹp, nào là ông xa đương nhiên phải thanh toán hóa đơn cho bà xã. Thì ra anh ta đã chuẩn bị sẵn đường lui. Nhìn quần áo của anh ta là biết anh ta rất keo kiệt. Anh ta đúng là một mặt trắng nhỏ, mặc bộ đồ thể thao của Nike. Anh ta đúng là độc nhất vô nhị. Cô gái này thật xinh đẹp, đáng tiếc. Tần Lạc không quan tâm tới suy nghĩ của người khác, hắn chỉ muốn biết mình có thể hiện thành ý với Vương Cửu Cửu hay không mà thôi. Tần Lạc nhận thẻ tín dụng của Vương Cửu Cửu từ tay nhân viên thu ngân, nói, anh nói rồi.
lần này do anh thanh toán hóa đơn. Lần sau đi, anh không mang tiền mà Vương Cửu Cửu cười nói. Thì ra Tần Lạc cũng có lúc tức giận như trẻ con. Thế nhưng nàng biết Tần Lạc kiên trì không phải vì thể diện của mình mà vì muốn tặng quà cho nàng. Vương Cửu Cửu cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chờ chút, Tần Lạc nói với nhân viên thu ngân. Hắn móc điện thoại di động bấm gọi và nói, Đại Đầu, vào trong này một lát. Bù. Sau khi nói xong chưa tới 3 giây, Đại Đầu lúc trước còn không thấy bóng dáng, xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ nhanh như chớp. Đại Đầu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hai người bình viên vô sự. Tần Lạc nhìn Đại Đầu, xấu hổ nói, Đại Đầu, cậu có mang thẻ không? Tôi quên mang ví. Đại Đầu lấy ví tiền từ trong túi, mở ví lấy ra một cái thẻ ngắn hàng. Bên trong có đủ tiền không? Tần Lạc hỏi nhỏ, nếu như Đại Đầu cũng không mang đủ tiền, bọn họ quả thật rất mất mặt. Tôi vẫn không sử dụng 3 triệu USD anh cho tôi lần trước, Đại Đầu nói. Lần trước tới nước Mỹ, Tần Lạc gửi vào thẻ của Đại Đầu và Jesu mỗi người 3 triệu USD, tiện cho bọn họ tới Mỹ thu hút lực lượng hay chỉ tiêu. Đại Đầu là người rất tiết kiệm, hắn vẫn chưa dùng qua sổ tiền này. Vậy là tốt rồi, Tần Lạc cười nói. Số tiền đó là của cậu. Hôm nay tôi sẽ trả lại số tiền dùng hôm nay. Tiếp theo Tần Lạc đưa ra thẻ ngân hàng của Đại Đầu. Nhân viên thu ngân nhìn Tần Lạc với ánh mắt kỳ quái, cô ta nhanh chóng quét thẻ. Một đám người cung kính tiễn 3 người ra khỏi cửa hàng. Tới khi bóng dáng 3 người biến mất, mấy người phụ nữ mới tụ tập cùng nhau, thì thào bàn tán. Trời ơi, anh ta là ai vậy? Tùy tiện cho vệ sĩ của mình 3 triệu USD sao? Nhiều tiền quá, lúc trước tôi còn nghĩ anh ta là mặt trắng nhỏ. Lừa dối, tôi không tin anh ta có nhiều tiền đồ như vậy. Đúng là có cô gái thu ngân kia nói, tôi đã nhìn lướt qua số dư, quả thật 3 triệu USD kia vẫn chưa dùng tới. Mọi người cũng biết máy của chúng ta có thể thanh toán USD, hơn nữa còn kiểm tra số dư tài khoản. Vì vậy bọn họ liền rơi vào tình trạng trầm ngâm. Tần Lạc cầm quần áo cũ của Vương Cửu Cửu, Vương Cửu Cửu ôm tay Tần Lạc, hai người thân mật đi ra xe. May là Đại Đầu mang theo tiền, nếu không hôm nay mất mặt quá, Tần Lạc cười nói. Chính vì vậy anh mới gọi một vệ sĩ có trong người 3 triệu USD vào trong. Vương Cửu Cửu cười nhìn Tần Lạc vẻ châm chọc. Anh không muốn người khác thì thào bàn tán sau lưng Tần Lạc ôm sát người Vương Cửu Cửu nói. Nếu như hôm nay Vương Cửu Cửu thanh toán hóa đơn, mấy người phụ nữ kia nhất định bàn tán sau lưng, nói nàng là đồ ngốc. Mặc dù cái đó không khiến bọn họ tổn thất gì nhưng hắn tuyệt đối không thích cảm giác đó. Hắn hy vọng trước người nàng rực rỡ, sau lưng nàng nở mày nở mặt. Từ khi nào Tần lão sư trở nên chu đáo như vậy? Vương Cửu Cửu hạnh phúc nói, nàng chỉ hận mình không thể dính vào người Tần Lạc. Từ khi anh hiểu rõ đạo lý là tình cảm cần có sự bồi dưỡng của cả hai bên, Tần Lạc cười nói. Em thật sự hạnh phúc, Vương Cửu Cửu nói. Không được cướp câu nói của em. Bây giờ chúng mình đi đâu? Vương Cửu Cửu hỏi. Có người mời cơm, Tần Lạc bắt an liếc nhìn Vương Cửu Cửu, nói. Yên tâm đi, em sẽ không tức giận, Vương Cửu Cửu hiểu suy nghĩ của Tần Lạc. Em biết cần đi gặp chị ấy cho nên em mới thay quần áo. Tóm lại không thể để chị ấy đả kích thương tích đầy mình. Thật ra, Tần Lạc nói, cô ấy cũng không xinh đẹp hơn em. Vương Cửu Cửu không nói, nàng nhìn Tần Lạc không chớp với ánh mắt rất quỷ dị. Anh nói sự thật, Tần Lạc nghiêm túc nói. Khúc khích, rốt cuộc Vương Cửu Cửu không nhịn được cười. Nàng ôm bụng cười khúc khích, Tần lão sư, anh không nên đáng yêu như vậy, được không? Anh không cần phải thổi phồng người ta. Tần Lạc cũng cười. Xe chạy vào đường Tiên Nữ, sau đó dừng trước cổng nhà cũ của gia tộc Văn Nhân. Đại Đầu bóp còi, cánh cổng màu bạc lập tức mở sang hai bên. Tần Lạc đang định bảo Đạo Đầu lái xe vào bên trong thì nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt dẫn Văn Nhân Chiếu và Thủy Bá ra cổng nghênh đón. Vương Cửu Cửu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Tần Lạc nói, chúng mình xuống xe. Được, Tần Lạc gật đầu. Chương 1360, chiến lược đồng bọn. Tần Lạc xuống xe trước, sau đó hắn giơ tay mời Vương Cửu Cửu bước xuống xe. Không biết có phải vì trước mắt là một đối thủ cạnh tranh thực lực hùng mạnh mà một Vương Cửu Cửu ngày thường không quá coi trọng chi tiết, hôm nay cử chỉ cực kỳ ung dung tao nhã. Mỗi ánh mắt, cử động đều giống như được tỉ mỉ sắp đặt vậy. Dù sao Vương Cửu Cửu cũng xuất thân từ gia đình danh tiếng. Từ nhỏ nàng đã học lễ nghi giao tiếp, khi cần thiết nàng hoàn toàn có thể dùng được. Văn Nhân Mục Nguyệt chủ động đi tới, miệng cười hờ hững, giơ tay nói, Vương Tiểu Thư, chúng ta lại gặp nhau. Mặc dù Vương Cửu Cửu không nổi tiếng như Văn Nhân Mục Nguyệt,
nhưng cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Thế nhưng nàng lại là thiên kim đại tiểu thư vương gia, thân phận vàng dòng này, văn nhân Mục Nguyệt với thân phận quản lý tập đoàn gia tộc văn nhân cũng không so được. Đây chính là đạo lý quan là nền tảng của quốc gia. Quan chức và thương nhân, quan luôn xếp trước thương. Huống chi ông của Vương Cửu Cửu vẫn còn sống, một trong vài nhân vật tai to mặt lớn có thể ảnh hưởng tới cục diện chính trị Trung Quốc. Đúng vậy, Vương Cửu Cửu nắm tay vãn nhân Mục Nguyệt, nói, vẫn ngưỡng mộ chị nhưng chưa từng có cơ hội trò chuyện với chị. Tôi cũng hy vọng trở thành bạn bè với Vương Tiểu Thư cân quắc anh hùng, vãn nhân Mục Nguyệt nói. Những lời này của nàng tuyệt không thổi phồng. Sau khi nàng cho người điều tra thông tin về Vương Cửu Cửu, đã đặt nàng vào một vị trí cao. Chỉ nguyên việc Vương Cửu Cửu vì muốn giữ gìn tình cảm của mình và Tần Lạc mà từ bỏ cuộc sống phồn hoa ở Yến Kinh tới Dương Thành nhập ngũ đã rất đáng coi trọng. Đây không phải là điều cô gái nhà giàu nào cũng làm được. Trước mặt chị, em nào tính là cân quắc anh hùng? Vương Cửu Cửu khiêm nhường nói, chị chính là thần tượng của các cô gái Yến Kinh bọn em. Văn nhân Mục Nguyệt tươi cười nói, khiến Vương Tiểu Thư ngàn dặm xa xôi gấp gáp quay về chỉ vì ăn một bữa cơm nhà bình thường, quả thật rất không yên tâm. Vậy còn phải xem ăn cùng với ai? Nếu như ăn cùng với chị, cho dù khoảng cách còn xa gấp 10 lần em cũng quay về. Tần Lạc đứng nhìn hai cô gái khiêm nhường, không ai chịu lùi, không chịu được lên tiếng, nếu không chúng ta vào ăn cơm đã. Xin mời văn nhân Mục Nguyệt chia tay nói. Chị, xin mời Vương Cửu Cửu cũng cười nói. Vì vậy Thủy Bá đi trước dẫn đường, hai chị em đi theo. Tần Lạc và văn nhân Chiếu đi sau cùng. Anh rể văn nhân Chiếu thì thào hỏi, Vương Cửu Cửu cũng là phụ nữ của anh à? Em hỏi điều này làm gì? Tần Lạc tức giận nói. Lòng hắn vẫn không yên, lo lắng hai người phụ nữ ưu tú, cao ngạo như nhau nói chuyện không hợp rồi lại đập bàn đánh nhau. Nên biết rằng bề ngoài nhìn Vương Cửu Cửu hiền lành nhưng bản tính nàng cực kỳ kiêu ngạo. Trong khi đó sự kiêu ngạo của văn nhân Mục Nguyệt phát ra từ nội tâm, căn bản không cần che giấu. Bội phục văn nhân Chiếu nói, không hổ là anh rể em, lại có thể khiến hai đại mỹ nữ hạng nhất bình thân sống chung với nhau. Trước đây em cùng tìm hai chị em song sinh cùng bào thai. Người chị là Dai Dai, người em là Phán Phán. Cuối cùng hai người luôn đánh nhau. Anh rể, anh dạy em đi. Câm miệng, Tần Lạc hung tợn mắng, thằng nhóc này đúng là tự vạch áo cho người xem lưng. Văn nhân Chiếu sợ rụt cổ, sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Em nghe nói văn nhân gia gia không khỏe, em muốn đi thăm ông. Vương Cửu Cửu nói vẻ rất hiểu lễ nghi. Một khi đã tới, nhất định phải đi thăm trưởng bối văn nhân gia. Hơn nữa nàng tuyệt đối không thể giả vờ không biết văn nhân Đình lão gia bị bệnh nặng đang nằm trên giường. Cảm ơn. Tôi dẫn Vương Tiểu Thư đi, văn nhân Mục Nguyệt tự mình dẫn đường cho Vương Cửu Cửu. Sau khi lên phòng bệnh thăm văn nhân Đình lão gia, nói mấy câu an ủi vãn nhân Mục Nguyệt, mấy người lại xuống lầu. Trên bàn ăn đã dọn sẵn thức ăn, không có nhiều món ăn nhưng rất cầu kỳ, hơn nữa có nhiều đồ ăn chay. Xem ra bọn họ đã nghiên cứu rất kỹ khẩu vị của Vương Cửu Cửu. Vương Tiểu Thư, xin mời một lần nữa, văn nhân Mục Nguyệt lên tiếng mời. Chị không cần phải khách khí như vậy, Vương Cửu Cửu cười hì hì nói, chị hẳn biết quan hệ của em và Tần Lạc. Em biết quan hệ của chị và anh ấy cũng rất tốt. Khách khí quá ngược lại không tốt lắm. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu, khi khách ngồi xong, nàng ngồi đối diện với Vương Cửu Cửu. Tần Lạc ngồi bên cạnh Vương Cửu Cửu, đương nhiên văn nhân Chiếu ngồi bên cạnh chị mình. Hiện tại gia tộc văn nhân chỉ còn hai người làm chủ nên khi ăn cơm cũng không cần chờ người khác. Vãn nhân Mục Nguyệt có thói quen không nói chuyện khi ăn cơm. Vương Cửu Cửu cũng không nói. Tần Lạc sợ bầu không khí nặng nề chủ động khơi mấy đề tài nhưng không ai đáp lại. Chỉ có văn nhân Chiếu ngốc nghếch nói mấy câu ông nói gà ba nói vịt, vì vậy Tần Lạc chỉ biết cười gượng, tập trung ăn cơm. Văn nhân Mục Nguyệt ăn xong, Vương Cửu Cửu cũng bỏ đũa. Người làm mang khăn ăn lạnh lên, hai người cùng lau miệng, tay. Sau đó có người mang trà lên, hai nàng dùng loại trà có tên là hương mao để xúc miệng. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Vương Cửu Cửu, Vương Cửu Cửu cũng nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Vương Tiểu Thư, có thể tâm sự không? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Đương nhiên có thể, Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Tần Lạc vội buông đũa, định bụng đi theo các nàng bàn chuyện cơ mật. Văn nhân Chiếu, em tiếp Tần thầy thuốc ăn cơm, đột nhiên văn nhân Mục Nguyệt nói. Rõ ràng nàng không muốn Tần Lạc tham gia vào cuộc mật đàm của hai người. Tần Lão Sư, anh tiếp tục ăn cơm đi, Vương Cửu Cửu cũng cười nói. Tần thầy thuốc, Tần lão sư, Tần Lạc liên tục cười gượng. Hình như bản thân mình là tai họa,
ai cũng vội váng vứt bỏ quan hệ với mình. Văn nhân Mục Nguyệt và Vương Cửu Cửu đứng dậy, một trước một sau đi tới một căn phòng ở phía đông, lầu 1. Đây là thư phòng của Văn nhân Đình Lão Gia. Trước kia Văn nhân Đình Lão Gia thường ở trong này đọc sách, xử lý tài liệu. Thế nhưng mấy năm nay ông không nhúng tay vào công việc của gia tộc Văn nhân, ít dùng tới thư phòng. Ngược lại phần lớn thời gian của ông dành để chăm sóc cây cỏ trong vườn ở hậu viện. Hai người ngồi xuống, lập tức người làm bưng trà tới. Đợi sau khi cánh cửa thư phòng được người đóng lại, Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Vương Cửu Cửu vào thắng vấn đề, mời Vương tiểu thư quay về. Thật ra là tôi muốn tìm tiểu thư giúp đỡ. Gia tộc Văn nhân gặp nạn, hy vọng Vương tiểu thư có thể trợ giúp. Vương Cửu Cửu cười nói, chị, em biết vì việc Văn nhân Đình Lão Gia bệnh nặng có thể là nhân tố khiến hai nhà Tần, Bạch liên kết. Nhưng đây là đấu tranh trong thương trường. Mặc dù Vương gia chúng em có mấy sản nghiệp, căn bản không thể so với những chùm kinh doanh các chị. Chỉ sợ là có lòng mà không có lực thôi. Vương Cửu Cửu không nói em, mà nói chúng em. Một là nàng hiểu bản thân nàng không thể khiến Văn nhân Mục Nguyệt đích thân đứng ra mời, bản thân nàng cùng không có khả năng giúp đỡ. Thật ra Văn nhân Mục Nguyệt nhìn chúng thế lực Vương gia sau lưng nàng. Thứ hai, nàng muốn cho Văn nhân Mục Nguyệt thấy bản thân nàng có tiếng nói nhất định trong Vương gia. Công ty Vương gia chuyên mà tinh, không một ai dám coi thường Văn nhân Mục Nguyệt nói. Hơn nữa nếu như Vương gia chịu ra tay, với sự hùng mạnh của Vương gia ở Trung Quốc có đủ khả năng lôi kéo, tập hợp một lượng tài chính gấp đôi tập đoàn Văn nhân. Đây là một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Được rồi, đại khái em đã hiểu em cần làm gì, Vương Cửu Cửu nói. Thế nhưng vì sao em phải giúp chị? Chị hãy cho em một lý do em có thể dùng để đi thuyết phục những người khác. Văn nhân Mục Nguyệt không trả lời ngay câu hỏi này của Vương Cửu Cửu, mà nàng chỉ nhìn cô gái xinh đẹp, trí tuệ trước mắt, thầm khen Tần Lạc rất may mắn. Văn nhân Mục Nguyệt nói, tôi biết em vì giữ gìn tình cảm của mình và Tần thầy thuốc, bỏ y nhập ngũ, chuẩn bị phát triển trong chính giới. Vương Cửu Cửu thoáng rùng mình, nhưng khóe miệng nàng xuất hiện một nụ cười. Nàng nói, có phải chị cảm thấy em rất ngu không? Tôi rất hâm mộ em, Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vương Cửu Cửu kinh ngạc, nàng nhìn Văn nhân Mục Nguyệt với ánh mắt nghi ngờ. Đây là người được coi là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Tần Lạc có nói về quan hệ của tôi và anh ấy không? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Anh ấy chưa từng nói. Thế nhưng em nghe được vài tin đồn, Vương Cửu Cửu nói. Vốn tôi là hôn thê của Tần Lạc, Văn nhân Mục Nguyệt nói. Không ngờ lại là sự thật, Vương Cửu Cửu kinh hãi kêu lên. Em làm được, tôi không làm được, Văn nhân Mục Nguyệt nói, tôi không bằng em. Vương Cửu Cửu cười gượng nói, chị, rốt cuộc chị muốn nói gì? Nếu đã quyết định đi con đường đó, nhất định phải có sự ủng hộ hùng mạnh. Khi Vương Gia Gia còn sống, đương nhiên em sẽ thuận buồm xuôi gió. Sau khi Vương Gia Gia 100 tuổi, em đang tuổi trung niên, vào thời kỳ phát triển quan trọng nhất trên chính trường, em cùng cần sự trợ giúp cho cha, các chú mình. Tôi có thể cung cấp hỗ trợ tài chính, cho em. Nước chư hầu, Vương Cửu Cửu cười hỏi. Không, Văn nhân Mục Nguyệt lắc đầu nói. Chiến lược đồng bọn, một bên tổn, tất cả đều tổn. Một bên vinh, tất cả đều vinh. Chương 1361, em đứng bên phía anh. Thấy Văn nhân Mục Nguyệt và Vương Cửu Cửu rời bàn ăn đi đàm phán, Tần Lạc cũng mất hứng. Hắn gọi một ấm trà rồi an vị ngồi trong phòng khách nhâm nhi. Văn nhân Chiếu cũng vứt đũa chạy đến ngồi cạnh Tần Lạc nói, tỷ phu. Chị em và chị Cửu Cửu đi vào thư phòng rồi hả? Mấy chị này bàn cái gì hả? Có phải là tranh giành quyền sở hữu anh không? Nữ nhân đều rất tham lam. Hai bà chị này liệu có đánh nhau hay không nhỉ? Tần Lạc quay ngoắt lại dùng tay bịt mồm Văn nhân Chiếu nói, sao cậu lắm lời như vậy? Có thể, anh, cũng, không, được, hồi, đáp. Lại Văn nhân Chiếu bị Tần Lạc bịt mồm nhưng vẫn cố tạo khe hở mà bắt đầu nói chuyện, mặc dù không thuận tiện cho lắm. Hắn chỉ đành dặn ra từng chữ một. Tần Lạc buông tay buồn bực nói, cậu không nhìn thấy mà anh cũng không có cơ hội đi vào, anh làm sao biết các cô nàng đang bàn bạc với nhau cái gì? Bất quá, chắc chắn sẽ không đánh nhau đâu. Đúng thế, Văn nhân Chiếu gật đầu nói, tỷ tỷ em sẽ không đánh nhau đâu. Nữ nhân không đánh nhau là bình thường nhưng cậu nhất định phải học đánh nhau. Tần Lạc nói, sao vậy, em có vệ sĩ mà, Văn nhân Chiếu hỏi lại. Có một số người không thể dùng vệ sĩ xử lý được. Thí dụ như đại bá em. Em biết ngay là đoán đúng rồi mà, Văn nhân Chiếu cao hứng nói, cái này rất hay. Để em đi báo danh học taekwondo, đi học đánh nhau. Hãy tìm một võ sư về dạy em đi,
Tần Lạc nói, taekwondo chỉ dùng để biểu diễn thôi. Được, Văn Nhân Chiếu đáp ứng nói, tỷ phu, anh giúp em tìm một người đi. Chỉ cần em có thể lợi hại như anh thì tốt rồi. Tần Lạc thật tình muốn nói cho hắn biết, mình cũng phi thường lợi hại đấy, là phòng thủ đệ nhất thiên hạ, bất quá lúc này tâm tính hắn có chút bực bội nên không muốn giải thích nhiều như vậy. Sau vài câu chuyện, Văn Nhân Mục Nguyệt và Vương Cửu Cửu từ trong thư phòng đi ra. Tần Lạc tranh thủ thời gian nghênh đón rồi nghi ngờ hỏi, nói xong rồi sao? Hai cô đi vào trong phòng tổng cộng chưa tới 10 phút, nhanh như vậy mà đã nói xong rồi. Chẳng lẽ nói các cô đàm phán thất bại rồi hả? Bất quá chứng kiến vẻ mặt hai người vui vẻ thì chắc có lẽ không phải đàm phán bất thành. Nói xong rồi, Vương Cửu Cửu gật đầu. Như thế nào đây? Tần Lạc lo lắng hỏi. Rất tốt, Vương Cửu Cửu vừa cười vừa nói, sao anh lo lắng như vậy? Tôi chỉ hy vọng hai cô có thể trở thành bằng hữu, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Nếu anh đã nghĩ như vậy thì chúng tôi nhất định sẽ trở thành bằng hữu, Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc gật nhẹ đầu nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói, không có việc gì thì chúng tôi về trước đây. Ngày mai tôi lại tới châm cứu cho lão gia tử, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tới là được. Tỷ tỷ, xin cáo từ. Vương Cửu Cửu nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt cười rồi nói lời tạm biệt. Để chị ra tiễn, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đợi đến lúc chiếc xe do đại đầu lái chờ Tần Lạc và Vương Cửu Cửu khuất khỏi tầm mắt, Văn Nhân Mục Nguyệt và Văn Nhân Chiếu vẫn còn đứng tại cửa ra vào. Trong ánh đêm tịch liêu, chỉ có ánh sáng đèn thấp thoáng rọi lên người hai chị em làm hai người thoạt nhìn có chút cô đơn. Còn trong xe, Vương Cửu Cửu toàn thân mềm yếu dựa vào lòng Tần Lạc. Không biết tại sao thời gian gặp gỡ ngắn ngủi như vậy mà cô cảm thấy thể xác và tinh thần rất uể oải. Nữ nhân này quá thông minh lại quá xinh đẹp, cho nên trước mặt cô ta cô luôn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của Mục Nguyệt có thể xinh đẹp đến trình độ này. Đồng dạng thân là nữ nhân, làm sao cô không thể không sinh ra tâm lý tự so sánh. Vì vậy, Vương Cửu Cửu cũng chỉ có thể cố gắng phấn khởi không muốn nhận thua trước mặt Tần Lạc, cho dù cô phi thường rõ ràng là mình đã thua. Cô là cố ý đấy, cô là vô tâm đấy. Dùng cố ý đối với vô tâm, cái cảnh giới này vốn là kém một khoảng lớn. Em cảm thấy rất kỳ quái, Vương Cửu Cửu nói, tại sao lúc trước anh có thể đang tâm từ hôn chứ? À, đang suy nghĩ nên Tần Lạc không rõ ý của Vương Cửu Cửu về vấn đề này. Cô ấy đẹp như thế mà anh sao lại cam lòng từ hôn, Vương Cửu Cửu nhắc lại lần nữa. Khả năng là anh không có cảm giác với cô ấy, Tần Lạc nói. Thực ra lúc hắn từ hôn cũng không biết vị hôn thê của mình là người xinh đẹp tới mức hại nước hại dân như vậy. Nếu như trước khi từ hôn hắn biết dung mạo Văn Nhân Mục Nguyệt, hoặc là khi hắn đến từ hôn mà gặp được Văn Nhân Mục Nguyệt, thì vụ từ hôn này khéo đã không xong rồi. Thật sự là đầu hỏng rồi, Vương Cửu Cửu khanh khách cười nói, nếu em là nam nhân thì nhất định là không nỡ bỏ rơi nữ nhân xinh đẹp như vậy. Anh nghĩ lại đi, được nắm tay nữ nhân như vậy đi ra ngoài dạo phố, cảm giác thành tựu lắm đấy. Tần Lạc ôm chặt Vương Cửu Cửu nói, nắm tay em đi ra ngoài dạo phố anh cũng có cảm giác rất thành tựu. Thật không, Vương Cửu Cửu vừa cười vừa nói, chúng ta đi dạo phố đi. Tần Lạc đưa mắt nhìn sắc trời hỏi, đi đâu đây? Vương Cửu Cửu nói cho đại đầu địa chỉ rồi sai đại đầu lái xe chạy đến nơi đó. Tần Lạc suy nghĩ nhưng cũng không biết địa chỉ này là ở chỗ nào. Tuy hắn đã đến Yến Kinh vài năm rồi nhưng vẫn như kẻ mù đường vậy. Nên khi dừng xe lại, Tần Lạc rốt cục mới minh bạch tại sao Vương Cửu Cửu lại thích đến đây, vì đây là khuê phố, cũng là phố bán quả vặt nổi danh Yến Kinh. Lúc trước tại đây, Vương Cửu Cửu khi ăn đồ nướng đã quyết định đi theo hắn nên con đường này đối với bọn họ rất có ý nghĩa. Khi hai người đi tới quán đồ nướng kia, bà Chu đang bận rộn nhưng nhìn thấy Vương Cửu Cửu vội kinh hỉ kêu lên to nói, ôi, Cửu Cửu, cô lâu lắm đã không tới rồi. Thật sự là muốn hại chết bà chị này rồi. Hôm nay muốn ăn gì không? Hôm nay chị mời khách, cô đừng có khách khí đấy nhé. Những cửa hàng này thật có ánh mắt, ngày nào cùng có nhiều khách đến ăn đồ nướng mà bà chủ lại có thể liếc mắt một cái nhớ ra Vương Cửu Cửu, lại còn có thể gọi được tên của cô. Bà chị, nếu chị muốn mời khách thì chúng tôi đâu dám ăn. Cứ để chúng tôi tự nhiên đi, ăn nhiều ít bao nhiêu chúng tôi sẽ thanh toán, chị không cần khách khí như vậy đâu, Vương Cửu Cửu cười với bà chủ nói. Vậy cũng được, hai người ngồi đi, để tôi sai người pha trà. Bà chủ cười đáp ứng nói. Bà ta vẫn nhớ rõ em, Tần Lạc cảm thán nói. Nếu bảo hắn nhớ hết những người hắn đã xem bệnh cho thì hắn cũng chịu. Đó là điều đương nhiên,
Đó là đãi ngộ dành cho mỹ nữ mà, Vương Cửu Cửu kiêu ngạo vênh mặt nói. Tần Lạc Thân mật bẹo má cô, còn Vương Cửu Cửu cười trốn tránh. Đúng là lúc ở cùng Vương Cửu Cửu hắn luôn cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Em đã đáp ứng rồi hả? Tần Lạc hỏi. Hi hi, em vẫn nghĩ anh có thể nhịn được qua đêm nay mà không hỏi đấy, Vương Cửu Cửu cười hi hi nói. Tần Lạc hắc hắc cười nói, hai cô nói chuyện nhanh như vậy anh còn tưởng đàm phán không thành rồi. Chỉ là nói ra mục đích mà thôi, cần bao nhiêu thời gian đâu. Vương Cửu Cửu hỏi lại, nói nữa, cô ấy thông minh như vậy, nếu như em nói quá nhiều thì lại là không bằng cô ta. Tần Lạc cười khổ nói, sao em cứ luôn sợ là không bằng cô ấy. Anh nhớ trước kia em không có thiếu tự tin như vậy đấy. Em không có biện pháp nào mà, Vương Cửu Cửu vinh khuôn mặt nhỏ nhắn lên kể khổ. Dạ em phơi nắng đen như vậy còn cô ấy lại xinh đẹp như vậy, khí chất lại ưu việt như vậy, người ta lại thông minh như vậy. Tóm lại là tốt nhất không nên đi gặp cô ấy, cần có thời gian dài thì em mới có thể lấy lại được tự tin. Em đáp ứng rồi, Vương Cửu Cửu nói. Có nắm chắc thắng lợi không? Tần Lạc hỏi. Không thử thì làm sao biết được? Tần Lạc bộ dáng trở nên ngưng trọng nói, đứng trên lập trường của anh thì xác thực hy vọng hai người có thể hợp tác với nhau, nhưng không thể bởi vì cô ấy là bằng hữu của anh mà sẽ khiến Vương gia rớt xuống nước, cho nên em tốt nhất là nên cẩn thận cân nhắc trước đã, trở về nhà cùng người nhà thương lượng ôn thỏa đi. Không nên quá vội vã. Em hiểu mà, Vương Cửu Cửu gật đầu nói, cô ta thuyết phục em nhưng em nói cũng không biết có thể thuyết phục được gia gia hay không, bất quá em rất xem trọng cô ấy. Cô ấy cũng rất coi trọng em. Anh hiểu rõ cô ấy như vậy ư? Vương Cửu Cửu híp mắt lại nói, cô nhíu hai cánh nhỏ làm bộ ghen tuông nói. Không phải là hiểu rõ mà chỉ có một chút thôi. Vương Cửu Cửu nở nụ cười thò tay nắm tay Tần Lạc nói, Tần lão sư. Hả, Tần Lạc đáp. Anh đứng về phía bên nào? Tần Lạc hơi chút chần chờ rồi nói, anh đứng về phía cô ấy. Nếu Văn Nhân gia cùng Tần, Bạch hai nhà đại chiến hắn nhất định sẽ đứng về phía Văn Nhân gia. Nghe nói thế Vương Cửu Cửu cười khanh khách nói, em sẽ đứng về phía anh. Trong quán không khí náo nhiệt ầm ĩ, khói nướng lượn lờ, đèn đóm sáng trưng. Nàng ngồi ở trong đám người chăm chú nhìn nam nhân của mình, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu nói, em muốn uống rượu. Tâm tư Tần Lạc cũng muốn say, lúc này thanh âm ầm ĩ lọt vào tai lại trở thành nhạc đệm vui tai, dòng người tới lui trở thành bối cảnh, trong mắt hắn chỉ còn mỗi một nữ nhân này. Tốt, chúng ta uống rượu, Tần Lạc nói. Bên kia đường phía đối diện, một người đội mũ giả quay lưng về phía bọn họ. Tuy người này chưa hề quay lại nhìn nhưng lại thấy rõ hết mọi hành động của Tần Lạc và Vương Cửu Cửu bởi vì trong tay hắn cầm một cái gương nhỏ. Chương 1362, Tần kia thành Tần này. Hắc y nhân này kéo sụp mũ xuống rất thấp làm cho người ta không thấy rõ mặt hắn. Ngay cả cô bé bê thịt dê nướng lên muốn xem rõ tướng mạo hắn cũng không thể. Tuy hắn gọi chọn một bàn lớn gà nướng, có chân gà, rau hẹ, cà muối nhưng lại chỉ đụng tới mấy món chay mà không đụng đùa đến số đồ nướng kia. Thi thoảng chỉ thấy hắn ngẫu nhiên nâng chén rượu lên tập một ngụm. Đồ vật trong như tấm gương trong tay hắn kia có vẻ rất cao cấp, thông qua vật này hắn có thể bao quát được cả một đoạn phố, hơn nữa còn có thể theo nhu cầu phóng to thu nhỏ được, giống như một cái kính viễn vọng vậy. Đương nhiên, tấm gương này dựa vào nguyên lý kính viễn vọng mà chế thành. Trong gương hắn thấy Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đang uống rượu. Không, phải nói là đang liều mình uống rượu. Hai người bọn họ chơi trò oản tù tì, trò chơi đơn giản nhất ngây thơ nhất, cái gì quá đấm thắng cái kéo thế nhưng bộ dáng của hai người cho thấy bọn họ đang phi thường tận hứng. Thấy vậy Hắc Y Nhân vội thu hồi tấm gương lại và dứt khoát không nhìn nữa mà đi uống rượu, dáng vẻ như là bị thương vậy. Tần Lạc tửu lượng không cao nhưng tâm tình không tệ, còn Vương Cửu Cửu tửu lượng tốt và tâm tình cũng rất tốt nên bất chi bất giác một két bia đã chui vào bụng hai người. Tần Lạc ánh mắt mê ly, ý nghĩ có chút mơ màng, còn hai má Vương Cửu Cửu lúc này đỏ hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Ánh mắt cô càng uống lại càng sáng giống như là ánh sao đêm vậy. Tần lão sư, chúng ta lại gọi thêm một két nhá. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc hỏi. Trước kia ở Yến Kinh cô thường xuyên mang theo đám hổ nữ ra phố ăn đồ nướng và uống bia cỏ. Tất cả mọi người là quân nhân nên cho uống rượu này không ai chịu thua, ngay cả hổ nữ cũng có bia lượng rất đáng nể. Đương nhiên rượu đế cũng có thể uống một lít. Nhưng sau khi đến Dương Thành, Vương Cửu Cửu vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống nơi đây. Cho dù có Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu chiếu cố, có thể do bọn hắn dù sao cũng là bằng hữu của Tần Lạc nên Vương Cửu Cửu còn không tiện rủ bọn họ nửa đêm chạy ra ngoài đi ăn đồ nướng uống bia.
ngoại trừ lần nọ uống hai chén với Tần Lạc ra thì mấy tháng nay cô chưa uống rượu rồi. Hôm nay thời gian đúng rồi, người cũng đúng rồi, tâm tình không tệ, Vương Cửu Cửu muốn say sưa một trận. Tần Lạc nắm chặt tay Vương Cửu Cửu nói, anh uống không nổi rồi. Nếu uống nữa là phải say rồi, ngày mai còn phải đi châm cứu cho văn nhân lão gia tử, uống rượu nữa là sợ hỏng việc. Em cũng không nên uống nữa, chúng ta quay về khách sạn đi, đợi mấy ngày nữa xong việc anh lại đi uống với em. Ừ, ngày mai có việc vậy thì không uống nữa. Vương Cửu Cửu hiền ra nói, em cũng uống không ít rồi. Két bia này em uống hơn phân nửa rồi. Về đi thôi, Tần Lạc nói. Tính tiền, Vương Cửu Cửu ngoắc tay gọi bà chủ. Tần Lạc xấu hổ cúi đầu không dám nhìn bà chủ đang cười hì hì vì hôm nay hắn quên ví tiền. Trong tay hắn tuy có thẻ tín dụng mấy triệu USD của đại đầu thế nhưng đâu có thể hỏi bà chủ ở đây có thể quẹt thẻ không. Đợi đến lúc Vương Cửu Cửu cầm hóa đơn, Tần Lạc mới nắm tay Vương Cửu Cửu đi về phía bãi đỗ xe. Đại đầu từ một cái bàn nhỏ bên cạnh đứng dậy, không nhanh không chậm đi theo sau. Phía đối diện bên kia đường, người áo đen kia cũng quẳng mấy trăm tệ lên bàn rồi biến mất. Tử Trúc Uyển phòng đã sớm lắp đặt xong thiết bị nhưng đại bộ phận thời gian Lệ Khuynh Thành vẫn thích ở tại lầu 3 thẩm mỹ viện. Tuy bộ dáng cô có chút hiêu mị, phong cách cởi mở, ăn mặc cùng gợi cảm nhưng thực ra cô là người phi thường nhớ tình cũ. Tất cả những vật phẩm trang sức cô đã dùng qua, mặc dù bị đào thải nhưng cũng cho vào hộp cất đi. Quần áo dù cho cũ rồi cũng gấp chỉnh tề cất vào trong tủ cho nên rất nhiều lần Trần Tư Tuyền đều nói cô là cái đồ đồng nát. Đây là nơi cô khởi nghiệp cất bước. Đây là nơi cô kết bạn với phần đông bằng hữu địa phương, đây cũng là nơi cô cùng Tần Lạc hiểu nhau và gần nhau nên cái lầu nhỏ này đối với cô mà nói có ý nghĩa phi phàm. Lệ Khuynh Thành ngồi trước máy vi tính làm việc, việc ngày nào xong ngày đó. Nếu như không có chuyện gì trì hoãn thì cô luôn thích xử lý xong mọi công việc trong ngày trước 12 giờ đêm. Cái này cũng do địa bàn kinh doanh của Khuynh Thành hiện rất rộng, nhất là thị trường Mỹ cùng Âu Châu có sự chênh lệch về múi giờ nên vẫn hay có một số công việc khẩn cấp mà người phía dưới không có biện pháp xử lý đều muốn báo cáo cô đưa ra quyết định, vì vậy, thời gian nghỉ ngơi của cô cũng càng muộn. Bất quá, cô cũng đã quen với cái này. Ngay từ khi du học tại Mỹ cũng như sau khi trở về xây dựng thẩm mỹ viện quốc tế Khuynh Thành cô đều bận rộn đến khuya. Một người năng lực càng cao thì trách nhiệm cũng càng lớn. Dùng những lời này để hình dung Lệ Khuynh Thành thật là thích hợp. Cô hiện tại không chỉ phải chịu trách nhiệm về Khuynh Thành còn đồng thời muốn quản lý khối doanh nghiệp của Cửu thị. Cửu gia sau một phen thanh trừ lần thứ nhất, đám những kẻ chống đối kia đều bị đuổi hết. Đợi đến lúc cô vững chân tại Cửu thị, đạt tới từ trên xuống dưới hoàn toàn có thể khống chế thì bắt đầu thanh trừ đợt thứ hai. Lúc này đám chống đối kia chỉ sợ cũng không phải cứ đơn giản từ chức là xong. Cô cũng không phải là quân tử gì mà là tiểu nhân, là tiểu nữ nhân. Những kẻ trước kia đã từng làm tổn thương cô nay đều được hoàn trả đầy đủ. Két. Trong phòng tắm, cánh cửa chợt bị người ta kéo ra rồi một cô gái trùm khăn tắm nữ đi ra. Mái tóc ướt đẫm rối tung phủ kín bả vai, trên đó vẫn còn nước rớt xuống. Bộ ngực hơi lộ ra làm cho người ta có suy nghĩ kỳ quái. Toàn thân cao thấp thì bộ phận mê người nhất chính là cặp chân thon dài kia, bắp đùi nhỏ thon dài, cân đối trắng nõn, không có một tí khuyết điểm nhỏ nào. Cái này chính là Mỹ nữ cửu đầu thân trong truyền thuyết, vô luận là ở Hoa Hạ hay là Mỹ, vô luận là Á Châu hay là Âu Châu đều là dáng người tiêu chuẩn hoàng kim nhất. Cô đi đến chỗ tủ lấy ra cái máy sấy vừa sấy tóc vừa nhìn Lệ Khuynh Thành nói, yêu tinh, còn chưa đi ngủ hả? Không phải tớ nói với cậu, công ty này cũng không phải của cậu, làm việc liều mạng như thế làm gì? Ai nói không phải của tôi? Lệ Khuynh Thành cũng không ngẩng đầu lên nói, hai tay cô vẫn không ngừng gõ bàn phím lách cách. Cô đang viết email xử lý công việc. Dạ dạ, coi như thua cậu đấy. Tần Lạc cam lòng đem những sản nghiệp này giao cho cậu thế nhưng mà cậu lại càng phải tự yêu quý bản thân mình. Có câu nói như thế nào nhỉ? Nữ nhân nhất định phải yêu quý chính mình, bằng không tuổi còn trẻ đã ngoẻo rồi, chỉ lợi cho nữ nhân khác đến hưởng dụng lão công của ngươi, tiêu xài tiền của ngươi tài, đánh con ngươi. Trần Tư Tuyền trêu chọc nói, Tần Lạc cũng không phải là Liễu Hạ Huệ ôm gái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nếu cậu chết hắn lập tức sẽ đem sản nghiệp khổng lồ này giao cho người khác. Hơn nữa, theo tớ hiểu về người này thì nữ nhân kia nhất định chính là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Cậu có nghe thấy không? Lệ Khuynh Thành ấn vào nút sen để gửi thư đi sau đó đẩy ghế đứng dậy đi tới cửa sổ vặn mình mấy cái nói, nếu như tớ xong đời thì sẽ lập di thư đề cử cậu. Tớ sẽ nói tiểu thư Trần Tư Tuyển dáng cao chân dài, dịu dàng xinh đẹp, năng lực xuất chúng, hơn nữa bộ ngực là size D, sờ tới sờ lui cảm giác rất thích.
đề nghị anh cho tiếp nhận công việc của tôi. Đề cử này không tệ, Tần Lạc nhất định sẽ đồng ý. Trần Tư Tuyền quơ lấy gối ôm trên ghế salon đánh tới nói, đi chết đi. Cậu đúng là yêu tinh, đúng là trong mồm chó nhả không ra ngà voi. Người ta quan tâm tới sức khỏe của cậu mà cậu lại tốt rồi, làm như người ta như là tham tài mưu hại tính mệnh Tiểu Tam vậy. Ôi, cậu đây là xem thường chúng ta rồi, mà Tiểu Tam này dù thế nào? Hả, Tiểu Tam làm sao vậy, hay là lại chọc giận cậu rồi hả? Lệ Khuynh Thành cùng Trần Tư Tuyền vốn quen đùa giỡn nhau nên cố ý liếc mắt hỏi. Ai dám coi thường Tiểu Tam? Trần Tư Tuyền cười khổ nói, nhân vật có thể khống chế mấy tỷ tài sản như Tiểu Tam tớ còn chưa từng thấy qua. Nếu làm loại Tiểu Tam này thì sợ là nữ nhân khắp thiên hạ không thể không vui được. Sao thế, đau xót rồi hả? Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm ngắm Trần Tư Tuyền nói, chúng ta là tỉ muội đã nhiều năm, tớ cũng muốn tốt cho cậu thôi. Nếu không hay là cậu làm nữ nhân của hắn, tớ sẽ đem Khuynh Thành quốc tế giao cho cậu quản lý. Vừa vặn tớ bên này đang bận quá trời, đang thiếu khuyết nhân thủ. Phi, cậu coi tớ là cái gì đây? Trần Tư Tuyền lại muốn ôm gối nện nàng thế nhưng trên ghế salon đã không còn cái nào, đúng rồi, cậu thật muốn giúp nữ nhân kia à? Cậu cảm thấy tớ có lựa chọn sao? Lệ Khuynh Thành cười hỏi lại, hai tay của cô trước sau thôi động, theo sự vận động này bộ ngực trong chiếc áo sơ mi màu trắng liền co giãn không ngừng. Sao, đây là ý của Tần Lạc hả? Trần Tư Tuyền nói. Lệ Khuynh Thành lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng nói, Tần Lạc lại không nói gì với tớ mà cô ta tự tới tìm đấy. Vậy cậu đáp ứng sao? Nhưng nghe ngữ khí thì giống như thế lực do Tần, Bạch hai nhà liên hợp lại rất khổng lồ nhưng cậu cũng đừng đem gia nghiệp bên này góp vào. Thứ nhất, đây là gia nghiệp của Tần Lạc, cho dù có góp vào cũng chính là của hắn. Thứ hai, đây là chuyện hắn cam tâm tình nguyện đi làm. Tớ không có quyền quyết định, Lệ Khuynh Thành phân tích nói. Thứ ba, ngược lại tớ không nghĩ rằng cô ta sẽ thất bại trong trận chiến này. Nếu như chúng ta đánh cược thắng. Hai mắt Lệ Khuynh Thành lóe ra tinh quang dùng ngữ khí vô cùng kiêu ngạo nói, như vậy, tam đại gia tộc của Hoa Hạ Quốc sẽ một lần nữa thay đổi. Nếu như bên trong tam gia này có một nhà họ Tần thì như vậy, Tần kia chính là thành Tần này. Chương 1363, trong nháy mắt. Trần Tư Tuyền khẽ lắc lắc đầu để cho tóc nhanh khô. Động tác lơ đãng này trông rất là mê người, đáng tiếc người xem lúc này lại chỉ là một nữ nhân. Sao? Cậu vẫn muốn Tần Lạc trở thành hào phú Hoa Hạ hả? Trần Tư Tuyền vừa cất máy sấy đi vừa nói. Sao lại không thể? Lệ Khuynh Thành hỏi lại, so với đám hào phú kia hắn nào có kém? Không phải nói là 300 năm mới có thể xuất ra một nhân vật hào phú mà. Tần gia, Bạch gia còn có văn nhân gia nữa, bọn họ ai mà không có hơn 300 năm lịch sử đâu. Đó là trước kia, Lệ Khuynh Thành nói. Theo quy luật thì đúng là cần hơn 300 năm xây dựng bồi dưỡng mới có thể xuất ra một nhà hào phú thế nhưng nhà Tần Lạc vốn là trung y thế gia, ở Hoa Hạ cũng có chút danh tiếng. Ngoài ra cậu cũng thấy đấy, tốc độ tăng trưởng của Khuynh Thành quốc tế hiện nay đang quá nóng. Hiện đã chiếm lĩnh được thị trường cấp 1 và cấp 2 của Hoa Hạ, ở Malaysia và Singapore cũng rất tốt. Nhật Bản và Hàn Quốc thì vừa mới xâm nhập nhưng tình hình rất khả quan. Hiện nay đang tiến quân vào thị trường Âu Mỹ. Tuy mức độ cạnh tranh ở những thị trường này là rất lớn nhưng chỉ cần cho tớ thêm một chút thời gian, tớ tin tưởng là sản phẩm dưỡng cơ phấn nhất định sẽ có được thị phần lớn. Chỉ cần chiếm lĩnh được thị trường Paris là đã coi như chiếm lĩnh được toàn bộ thị trường xa xỉ phẩm thế giới. Lúc đó chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng đến sản lượng tiêu thụ nữa. Tư Tuyền, đây cũng không phải tớ tự biên tự diễn đâu, đôi khi chính tớ cũng bị tốc độ tăng trưởng và kiếm tiền hù dọa. Tớ không nghĩ tới chỉ một chút tư tâm lúc trước có thể mang đến lợi nhuận lớn như vậy. Cậu biết không, lúc ấy tớ nghĩ doanh thu của sản phẩm này một năm chỉ cần 8.000 vạn là rất thỏa mãn rồi. Lúc ấy doanh thu của thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế một năm có bao nhiêu, không đến 1.000 vạn. Tốc độ tăng trưởng doanh thu thật kinh người, hơn nữa, vòng quay vốn ngày càng điên cuồng. Đợi đến lúc nó ổn định nhất thì đã trở thành thương hiệu đỉnh cấp thế giới. Hắn vẫn có quan hệ tốt đẹp với quân đội. Số lượng đơn hàng của quân bộ đối với sản phẩm dưỡng cơ phấn năm sau cao hơn năm trước. Đây cũng là một khoản thu nhập khổng lồ. Tuy nhiên đáng để cho người ta xem nhất chính là Trung Y Công Hội kia. Theo suy đoán của tớ, Trung Y Công Hội khi lớn mạnh sẽ có doanh thu vượt xa Khuynh Thành quốc tế. Với tỷ lệ cổ phần của hắn tại Trung Y Công Hội thì lợi nhuận hàng năm có bao nhiêu? Cậu có thể tưởng tượng xem hiện tại hắn có bao nhiêu tiền không? Dù sao là tớ cũng không tưởng tượng ra, Lệ Khuynh Thành nói. Trần Tư Tuyền nặng nề thở ra một ngụm chọc khí rồi nói,
tớ vốn cảm giác xem như mình cũng có chút tích góp nhưng nghe cậu nói xong thì lại thấy mình không có cách nào rồi. Đó là tớ phải dốc sức làm việc bao nhiêu năm còn hắn mới chỉ xuất đạo được vài năm. Hắn có công trạng rất tốt hơn nữa còn được truyền thừa hệ thống doanh nghiệp truyền thống hơn trăm năm, lại có lượng vốn lưu động khổng lồ, còn có quan hệ tốt với chính phủ và quân đội, có quan hệ tốt đẹp với văn nhân gia tộc. Tất cả những yếu tố hắn sở hữu đều giúp hắn có thể trở thành hào phú. Vì sao chúng ta không nhân cơ hội thúc đẩy chuyện này? Vậy còn cậu, Trần Tư Tuyền nhìn Lệ Khuynh Thành nói, cậu muốn cái gì? Cậu phải biết rằng bên trong gia tộc hào phú phải có một nhân vật nam chính và còn có một nữ chủ nhân, đáng tiếc là nữ chủ nhân kia không phải là cậu. Lệ Khuynh Thành khanh khách cười nói, cậu muốn lắm à? Ai, ta chỉ là muốn bênh vực kẻ yếu thôi. Trần Tư Tuyền nói, chỉ là chậm một bước mà thôi. So với cô ta cậu có chênh lệch mấy đâu. Còn có Vương Cửu Cửu này, cô ta so với người khác đâu có kém. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, còn có văn nhân Mục Nguyệt, cô ta là người duy nhất có thể mang đến cho tớ áp lực thật lớn. Cô ta cũng không có cơ hội trở thành nữ chủ nhân kia. Chẳng lẽ bởi vậy mà buông tay? Thật sự là tiện nghi cho tên kia. Trần Tư Tuyền căm giận bất bình nói, tớ ở Yến Kinh chờ đợi bao lâu mà hắn đến bây giờ vẫn không có thời gian, món quảng cáo này mãi không xong. Cậu gọi điện thoại thúc giục hắn đi. Để hắn hết bận đã. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, hắn gần đây không có thời gian, hơn nữa việc này cũng cần phải có tâm tình nữa. Trước tiên bảo bọn họ đưa ra ý tưởng đi, nếu có ý tưởng rồi thì việc quay phim chụp ảnh chỉ mất một ngày là xong. Tớ cũng không thể cứ ở đây ăn cơm chùa được, Trần Tư Tuyền nói. Cái này thì đáng gì? Lệ Khuynh Thành cười nói, sợ ta ăn ngươi hay sao? Đúng rồi, tớ cũng có chuyện muốn bàn với cậu đây. Chuyện gì? Trần Tư Tuyền hỏi. Cậu có muốn làm việc tại Yến Kinh hay không? Yến Kinh, Trần Tư Tuyền kinh ngạc hỏi, thị trường Đài Loan bên kia làm sao bây giờ? Thị trường Đài Loan bên kia đã mở xong, công việc chính hiện nay chỉ là chỉnh trang cửa hàng cùng bảo vệ thương hiệu, những chuyện này không cần vất vả đến nhân vật đại thần như cậu. Tớ sẽ phái một vị tổng giám đốc từ tổng bộ sang đó hoặc là tìm người tiếp nhận là được rồi. Cậu cũng biết, hiện tại thị trường của Khuynh Thành quốc tế khuếch trương càng lúc càng lớn, tớ cũng cần xây dựng một bộ phận chuyên môn phụ trách việc khuếch trương thị trường nước ngoài. Cái này cần người biết ngoại ngữ và có kinh nghiệm sống làm việc ở nước ngoài tương đối nhiều, đối với thị trường nước ngoài cũng có hiểu biết. Tớ hy vọng cậu có thể tói tiếp nhận bộ phận này. Phụ trách bộ phận phát triển thị trường. Trần Tư Tuyền cũng có chút động tâm, cấp bậc của cô hiện nay cũng khá cao rồi nhưng từ một người phụ trách khu vực biến thành người phụ trách một bộ phận trọng yếu của tổng bộ thì quyền lợi đều tăng lên, so với cấp bậc hiện tại thì hơn đến mấy bậc. Với xu thế phát triển của Khuynh Thành quốc tế hiện tại thì sau một đoạn thời gian dài mở rộng trong quốc nội sẽ đến lượt khuếch trương ra ngoài và bộ phận của cô sẽ là bộ phận tối trọng yếu. Đợi đến lúc vươn ra toàn bộ thế giới thì đoán chừng cô cũng đã già rồi nhưng cho dù có già rồi thì cô cũng thành nhân vật cao tầng của Khuynh Thành quốc tế. Lăn lộn thời gian dài thì cái chức phó tổng giám đốc và một số cổ phần hẳn là không có vấn đề gì. Thấy Trần Tư Tuyền vẫn còn do dự, Lệ Khuynh Thành trêu chọc nói, hơn nữa. Còn có cơ hội được tiếp cận Tần Lạc theo quy tắc ngầm nha. Lệ Yêu Tinh, người đi chết đi, Trần Tư Tuyền dương nanh múa vuốt lao về phía Lệ Khuynh Thành nhào tới. Trên lầu, hai nữ nhân đang nói chuyện với khí thế ngất trời thì ngoài đường dưới lầu có một cái xe tải nặng đang dừng, bên trong có hai gã đàn ông đang trầm mặc hút thuốc. Trong xe bật nhạc nặng bất quá vì đề phòng âm thanh quá ồn ào gây sự chú ý nên bọn hắn điều chỉnh âm lượng ở mức rất thấp, đủ cho người trong xe có thể nghe được. Cho nên mặc dù mấy nam nhân trong đĩa nhạc hát đến mức tê tâm liệt phế thì cũng không làm cho bọn họ phấn khởi tinh thần. Cửa sổ xe lại kéo kính kín mít, chỉ để lại một cái khe hở nhỏ để thông khí. Trong xe khói thuốc mù mịt không thể thoát ra nên nếu người ngoài chui vào lúc này đều bị sặc sụa. Bọn họ là vệ sĩ của Lệ Khuynh Thành do Tần Lạc Bảo Kiều Mộc cử đến hỗ trợ. Hai người này cũng là bộ đội đặc chúng xuất ngũ, đều là hảo thủ một chống trăm. Đội bảo vệ của Lệ Khuynh Thành hiện có 6 người. Cứ hai người một tổ chia làm 3 ca bảo vệ bên người Lệ Khuynh Thành. Hôm nay đến lượt hai nam nhân ngoại hiệu là Hắc Thủ và Tiểu Thất Trực, 4 người khác đều đang ở trên lầu nghỉ ngơi. Địa điểm nghỉ ngơi ngay tại tòa nhà đối diện Thẩm Mỹ Viện Khuynh Thành, bên này chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay lên tiếng kêu gọi là bọn hắn có thể nhanh chóng chạy đến hỗ trợ. Đây cũng an bài của Tần Lạc vì hắn biết rõ Lệ Khuynh Thành thích nghỉ ngơi tại nơi làm việc luôn mà mỗi buổi tối lại cần đặc biệt chú ý hơn một ít. Hút thêm một điếu đi. Tiểu Thất đem hộp thuốc lá trong tay đưa tới. Không hút nữa, Hắc Thủ trầm mặc nói, hỏng rát rồi. Hắc,
Tiểu Thất nhếch miệng cười một tiếng nói, đêm còn dài lắm, không được ngủ thì ngoại trừ hút thuốc còn có làm được cái gì nữa. Nói xong, hắn lại ngậm thêm một điếu thuốc. Xoạch, ánh lửa lóe lên rồi khỏi thuốc lại mù mịt trong xe. Mở cửa cho không khí vào một chút, Tiểu Thất nói, giờ này còn ai đi ra ngoài đâu. Hắc thủ ngồi ở cạnh cửa xe bèn thò tay mở cửa xe đẩy ra một ít. Hô! Một làn gió mát mẻ thổi vào khiến cho hai người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Khói thuốc trong xe cũng thoát ra ngoài khiến cho hô hấp của hai người cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái nhiều hơn. Thoải mái quá, Tiểu Thất nói, nếu có thể uống một ngụm bia lạnh thì tốt quá. Ảnh hưởng nhiệm vụ đấy, Hắc thủ nhắc nhở nói. Hắc hắc, chỉ nói thế thôi, Tiểu Thất nói. Hắc thủ đang muốn nói cái gì đó thì mắt hắn hoa lên, hắn mơ hồ cảm thấy có một bóng người màu đỏ hiện ra. Phản ứng của hắn cũng coi như linh mẫn, tay lập tức đã sờ vào súng. Động tác của hắn rất nhanh, động tác này hắn đã tập qua mấy chục vạn lần rồi. Súng vào tay, chốt bảo hiểm đã mở, hắn chuẩn bị bóp cò xạ kích thì vèo một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh rồi khí lực trên tay chợt biến mất. Ngón tay đặt trên cò súng kia không thể nào ấn xuống được. Tiểu Thất phát hiện tình huống khác thường liền đem đầu mẩu thuốc lá trong tay làm vũ khí búng ra. Bóp một tiếng. Tàn thuốc là bắn vào mặt nam nhân đang xông lại khiến hắn đau đớn rên lên một tiếng. Thừa dịp thời gian do đầu mẩu thuốc lá này tranh thủ được hắn rút từ trong ngực ra một thanh dao găm quân đội màu đỏ, thân thể lao ra hung hăng đâm vào bóng người màu đỏ kia. Bịch! Cổ tay của Tiểu Thất đã bị nắm chặt. Răng rắc! Cả cánh tay hắn đã bị bẻ gãy. Hắn đau đớn chuẩn bị há mồm kêu cứu thì thanh dao găm quân đội kia đã hung hăng đâm vào miệng hắn. Răng rắc! Nắm tay của kẻ cầm dao găm quân đội kia dùng sức quấy một vòng, cả một miệng đầy răng trắng và đầu lưỡi đều bị lôi ra. Máu me từ trong miệng ọc ra, giống như là nước dưa hấu mới ép ra vậy nhưng đương nhiên về màu sắc và độ đậm đặc đều hơn xa thứ nước hoa quả kia. Tiểu Thất ngước lên cố muốn nhìn rõ mặt kẻ tập kích mình nhưng chỉ thấy cổ họng mát lạnh rồi thân thể cứng ngắc lại mà nằm vật xuống sàn xe, không một tiếng động. Tốc độ của ánh sáng, tốc độ giết người chưa bằng cái nháy mắt. Chương 1364, Hoàng đế thăm Lệ Khuynh Thành. Nếu cậu không đáp ứng thì tớ sẽ bảo Tần Lạc tự mình đi mời. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Được rồi, Trần Tư Tuyền khoát tay nói, tớ cũng không có cái sĩ diện hảo như vậy. Đây cũng là thăng chức và tăng tiền lương cho ta, sao lại không đáp ứng chứ? Tại sao phải đợi đến lúc hắn đến mời? Mỹ Nam kế sao, tỷ tỷ ta đây đâu phải chưa thấy nam nhân đẹp trai chứ? Người mẫu có thiếu cái gì chứ? Nam nhân đẹp trai thì tùy tiện chọn ra một người cũng đẹp trai hơn Tần Lạc gấp 10 lần ấy chứ. Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn Trần Tư Tuyền nói, nếu cậu đã nghĩ như vậy thì sao nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không tìm lấy một nam nhân đẹp trai của mình. Trần Tư Tuyền rõ ràng bị vấn đề này cho nghẹn ở, tức giận chừng mắt nhìn Lệ Khuynh Thành nói, khi đó ta còn bận rộn sự nghiệp, làm sao có thời giờ đi lo chuyện nam nhân. Nói đi nói lại. Cái nghề nghiệp này của chúng ta nếu để nam nhân dễ dàng sở hữu thì lại không đáng giá nữa, cậu cũng vậy nhiều năm như vậy sao không đi tìm nam nhân, chẳng lẽ là đang đợi Tần Lạc? Ta đợi được rồi, Lệ Khuynh Thành cười đắc ý nói sau đó duỗi lưng một cái, một lần ưỡn bộ ngực sữa căng tròn của mình lên mà nói tiếp, không nói nữa. Tắm rửa rồi ngủ đi, mệt đến chết rồi. Tớ ngủ trước đây, Trần Tư Tuyền cũng ngáp một cái nói, lúc này đã 2 giờ sáng rồi. Cho dù các cô có thói quen làm việc muộn cũng có chút không chịu nổi. Lạch cạch, cửa ra vào chợt có tiếng gõ cửa. Lệ Khuynh Thành vốn đang muốn đi vào toilet bước chân thoáng dừng lại. Cô đi đến chỗ cửa sổ nhìn xuống cái xe tải phía dưới, thấy chiếc xe tải vẫn còn ở chỗ cũ. Tình hình không có gì đáng khả nghi thì mới lên tiếng hỏi, ai đó? Bên trong thẩm mỹ viện không chỉ có một mình cô mà còn có một số chuyên gia làm đẹp, người làm bếp nên cô tưởng có ai trong đó tìm mình. Tuy nhiên không có ai trả lời. Lệ Khuynh Thành lập tức cảm giác được tình huống không đúng nên vội bước nhanh về phía điện thoại trên mặt bàn. Cạch! Cánh cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng động giống như là có người từ phía ngoài dùng chìa khóa mở ra. Sau đó cửa phòng bị người ta đẩy ra và một bóng người màu đỏ vọt vào. Tay Lệ Khuynh Thành vừa muốn cầm điện thoại lên thì một bàn tay lớn đã đập tới. Rắc! Chiếc điện thoại vỡ tan, có một số bộ phận đã biến thành bột phấn. Thời gian từ lúc tiếng đập cửa vang lên đến lúc Lệ Khuynh Thành bước về phía điện thoại rồi cửa phòng bị mở ra và điện thoại bị hủy tính ra chỉ hơn 10 giây. Có thể nói là sét đánh không kịp bưng tai, vô luận là hành động của Lệ Khuynh Thành hay là bóng đỏ kia đều nhanh không thể tưởng tượng nổi.
Lệ Khuynh Thành chỉ thông qua việc đối phương không kịp thời trả lời mà đã dự liệu được đối phương lai giả bất thiện, vì vậy muốn báo cho vệ sĩ dưới lầu. Cô cho rằng chỉ cần đóng cửa là có thể ngăn cản bọn hắn một thời gian ngắn, thời gian này đủ cho cô đi gọi điện thoại cho vệ sĩ, nhưng đáng tiếc là điện thoại đã bị hủy. Tuy sự tình diễn biến rất đột ngột nhưng cô cũng không quá kinh hoàng. Cô lại ôm lấy cái mô hình địa cầu trên bàn vung mạnh ném ra phía cửa sổ thủy tinh. Phía dưới có vệ sĩ, chỉ cần phía trên có chút ít động tĩnh vệ sĩ nhất định sẽ biết rõ tình huống không đúng chạy lên ứng cứu. Đáng tiếc là ý nghĩ của cô tốt nhưng sự thật lại rất tàn nhẫn. Cái mô hình địa cầu kia sắp chạm vào cửa kính thì một đầu dây thừng mềm như thiểm điện lao tới cuốn lấy nó rồi kéo lại, sau đó rơi vào trong ngực một kẻ đầu đội mũ dạ. Lệ Khuynh Thành lại muốn há mồm kêu cứu thì chợt cảm thấy cổ họng mát lạnh, rồi một thanh dao nhỏ sáng loáng đã kề vào cô. Thấy vậy nên hai từ cứu mạng trong miệng Trần Tư Tuyền vốn chuẩn bị phát ra cũng phải nuốt trở về. Có thể nói Lệ Khuynh Thành phản ứng rất nhanh, lúc tiếng đập cửa vang lên, phản ứng đầu tiên của Lệ Khuynh Thành là đi ra cửa sổ nhìn xe tải, sau đó cảnh giác hỏi xem ai đến, lúc cô không nghe thấy đối phương trả lời thì cũng đã ý thức được tình huống không đúng, lập tức đi gọi điện thoại cầu cứu. Đầu óc của cô nhanh chóng nhưng động tác của đối thủ còn nhanh hơn nên cuối cùng vẫn rơi vào tay địch. Trần Tư Tuyền thì hoàn toàn khác, lúc cô nghe tiếng đập cửa thì còn cho rằng do người trong thẩm mỹ viện muốn tìm Lệ Khuynh Thành báo cáo công việc hoặc là trong tiệm có chuyện gì xảy ra, nhưng cô là khách của Khuynh Thành quốc tế và là khách của Lệ Khuynh Thành nên trong thâm tâm vẫn cho là mọi chuyện nên để Lệ Khuynh Thành đi an bài, cũng không nghĩ là sẽ có người đến bắt cóc. Đợi đến lúc cô phát hiện tình huống không đúng thì Lệ Khuynh Thành đã bị bọn hắn bắt giữ. Tổng cộng có 3 kẻ bắt cóc, gã thứ nhất chính là một nam nhân tóc đỏ đập vỡ điện thoại, người thứ hai là một nữ nhân mặc dù trời rất nóng nhưng lại mặc áo bành tô, chính ả đã dùng dây thừng ngăn trở quả địa cầu do Lệ Khuynh Thành ném vào cửa kính, lúc này vẫn còn ôm cái mô hình địa cầu kia. Thứ ba là một nam nhân mặc Âu phục màu trắng, trong tay hắn cầm một tấm khăn lụa trắng che mũi. Người này tóc cũng có màu đỏ nhưng không đỏ bằng người đàn ông đầu tiên, thoạt nhìn có vẻ tự nhiên. Các người là ai? Trần Tư Tuyền kinh hãi hỏi, các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết, các người tốt nhất là không nên làm sằng bậy, vệ sĩ của chúng ta đang ở ngay dưới lầu. Chỉ cần hơi có động tĩnh bọn họ sẽ xông lên tiêu diệt các người, bọn họ đều là bộ đội đặc chủng. Các người tốt nhất là không nên trêu chọc vào chúng ta. Cô và Lệ Khuynh Thành, hai cô gái có thể hô phong hoán vũ trong lĩnh vực kinh doanh nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hai cô con gái yếu ớt. So với mấy gã nam nhân này thì đang ở vào hoàn cảnh xấu, cho nên trước tiên cô muốn tạo thế cho mình, có được vốn liếng mặc cả tránh để cho bọn hắn làm càn. Tiểu thư xinh đẹp, xin cô nói tiếng Anh có được không? Hỏa thần đang dùng đao gác lên cổ Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nói, tiếng Pháp hay tiếng Ý cũng được. Đối với tiếng Hoa Hạ chúng ta không có hứng thú mấy. Trình độ Anh văn của Trần Tư Tuyền không tệ, hơn nữa cô còn biết mấy ngoại ngữ khác nên nghe hỏa thần mở miệng bảo cô nói tiếng Anh thì liền dùng Anh ngữ nói, các người có mục đích gì? Có phải muốn tống tiền hay không? Nếu như đòi tiền thì ra giá đi, vô luận như thế nào không nên tổn thương bằng hữu của tôi. Nha, đã minh bạch, hóa thần nhẹ gật đầu, thế nhưng, tiểu thư, cô đang vũ nhục chúng ta đó. Chẳng lẽ trong mắt cô... Chúng ta những khách nhân cao quý này chính là đám đạo tặc chuyên đi vơ vét tài sản tiền tài sao? Không phải đạo tặc thì là cái gì? Trần Tư Tuyền có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này nam nhân mặc trang phục màu trắng kia nhìn lướt qua căn phòng rồi rốt cục cam lòng đem cái khăn màu trắng kia ra mắng. Yến Kinh chết tiệt, tại sao không khí ở đây ô nhiễm như vậy? Miệng đầy cát, cũng không biết người ở nơi đây làm sao sống sót được. Sớm biết như thế này thì tao tuyệt đối sẽ không tới cái chốn địa ngục này. Bất quá không khí trong căn phòng này cũng không tệ lắm, nhẹ nhàng khoan khoái, cuối cùng có thể thở được rồi. Lệ Khuynh Thành không nói gì, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào người cuối cùng đi vào này. Nghe lời hắn nói, Lệ Khuynh Thành liền lên tiếng hỏi thăm nói, ông là hoàng đế. À, hoàng đế dương mắt nhìn Lệ Khuynh Thành, trong đôi mắt xanh thẳm thần quang lập lòe chợt hiện vẻ vui vẻ cười cười nói, nha. Thật là một tiểu thư xinh đẹp, thật có lỗi, muộn như vậy rồi lại tới làm khách. Nhất định là đã quấy rầy giấc ngủ của cô rồi. Là có chút bất tiện, Lệ Khuynh Thành nói, há chỉ là không quá thuận tiện, nếu như không phải trên cổ còn có thanh đao thì cô thật muốn gọi điện thoại mời cảnh sát tới đuổi bọn này đi. Tôi biết rõ cái này là phi thường mạo muội, cũng là do tôi thật sự không có phương pháp xử lý tốt hơn. Hoàng đế nhìn Lệ Khuynh Thành rồi có chút cúi đầu, lễ nghi mười phần, rất giống một thân sĩ được huấn luyện bài bản vậy, tôi muốn cô tìm giúp ta một người. Ông muốn tìm ai?
Lệ Khuynh Thành hỏi, tuy cô đã biết đáp án nhưng vẫn cố tình hỏi. Thời điểm lúc này cũng không thể tự cho là thông minh mà hỏi ông muốn tìm Tần Lạc sao? Vạn nhất bọn hắn không phải tìm Tần Lạc thì không phải là đem Tần Lạc bán đi sao? Bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào Lệ Khuynh Thành đều bảo trì thái độ cẩn thận. Tần Lạc, hoàng đế vừa cười vừa nói, tiểu thư xinh đẹp, tôi nghĩ cô nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu tôi. Hắn hiện tại đã đi ngủ rồi, Lệ Khuynh Thành nói. Tôi nghĩ nếu như Lệ tiểu thư tự mình gọi điện thoại cho hắn thì hắn nhất định sẽ thích ý từ trong chăn chui ra. Đối với quan hệ giữa Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành thì hoàng đế rất rõ ràng, lần này hắn đến Hoa Hạ đã có chuẩn bị. Đứng trên lập trường cá nhân, tôi không hy vọng cô cự tuyệt bởi vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng mà tôi cũng không muốn chứng kiến kết quả như vậy. Trên thế giới này mỹ nữ là tài nguyên rất khan hiếm, tôi thật sự không đành lòng chứng kiến nữ nhân xinh đẹp như thế này lại cứ như vậy mà chết đi tan biến vào lòng đất. Tôi đi gọi điện thoại cho hắn, Lệ Khuynh Thành nói. Không, không, hoàng đế lắc đầu, tạm thời chưa cần. Trước khi đến Hoa Hạ có một bằng hữu nói cho tôi biết Thái Sơn là một ngọn núi phi thường đẹp đẽ, trong lòng tôi chờ mong đã lâu, không biết tôi có vinh hạnh mời Lệ tiểu thư làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng ta hay không. Chương 1365, lại lấy nữ nhân của mình làm mồi dụ. Người kiêu ngạo nhiều ít đều có chút cổ quái. Thí dụ như hoàng đế, từ sau lần Phó Phong Tuyết để lại thư ước chiến trên đỉnh Thái Sơn trong lòng hắn lúc nào cũng chỉ có cái tên Thái Sơn này. Đêm khuya, trên đỉnh Thái Sơn chạm trời, hai đại cao thủ tuyệt thế sinh tử tương bác, cái này thật có phong phạm nha. Đương nhiên, người thắng cuối cùng nhất định phải là mình còn nếu thua thì chẳng còn cái phong phạm dám chó gì nữa bất quá hắn không cho là mình sẽ thất bại. Nói lại hắn cũng không thể không chọn thành thị khác để đánh nhau. Hoàng đế là kẻ kiêu ngạo nhưng không ngốc. Yến Kinh là địa phương nào? Là ngàn năm long mạch, là đô thành của Hoa Hạ, ở đây có trọng binh trấn thủ, cao thủ nhiều như mây, có thể nói, đây chính là đại bản doanh của Phó Phong Tuyết nên hắn sẽ không ngu ngốc đi quyết đấu ở chỗ này. Chỉ sợ chưa kịp đánh nhau thì nơi quyết đấu đã bị quân đội vây chặt như nêm cối, theo đạo lý mà nói, cao thủ chân chính sẽ không làm ra chuyện vô lại như vậy. Sinh tử do mệnh. Thống thống khoái khoái đánh một trận mới được coi là chuyện vui cỏi nhân sinh nhưng từ khi Phó Phong Tuyết lừa hắn một vố thì hắn lại cảm thấy Phó Phong Tuyết thật ra chưa có tố chất của một cao thủ hay nói một cách khác là không biết xấu hổ. Cho nên, hắn tìm tới Lệ Khuynh Thành bảo Lệ Khuynh Thành liên lạc với Tần Lạc rồi lại sai Tần Lạc liên lạc với Phó Phong Tuyết. Mục tiêu cuối cùng của hắn là Phó Phong Tuyết còn về phần Tần Lạc thì chỉ là thuận tay giải quyết thôi. Không có vấn đề gì, Lệ Khuynh Thành sảng khoái đáp ứng. Từ đầu đến cuối cùng cô vẫn một mực đều bảo trì tỉnh táo cho dù người cô đang đối mặt chính là hoàng đế, mặc dù cô biết rõ hoàng đế là người thế nào nhưng cô vẫn không có bất kỳ sự luống cuống nào. Phi thường cảm ơn, hoàng đế lần nữa cúi đầu nói, cô là một nữ nhân thông minh, tôi thích nữ nhân như vậy. Nếu như cô còn có thể làm tốt vai trò hướng dẫn viên du lịch nữa thì tôi nghĩ bọn họ sẽ không đả thương cô đâu. Cảm ơn sự khẳng khái của ông, Lệ Khuynh Thành cùng cười nói. Nụ cười này có một chút hương vị hại nước hại dân. Tuy hoàng đế là kẻ một lòng truy cầu võ đạo, đối với nữ nhân cơ hồ không có hứng thú gì nhưng hỏa thần đứng gần đấy thì lại cảm nhận được rõ ràng mị lực của cô, hắn cảm thấy có chút hoa mắt thần mê. Hoàng đế nhẹ gật đầu rồi xoay người nhìn về phía Trần Tư Tuyền nói, phu nhân, chuyện liên lạc với Tần Lạc tiên sinh đành làm phiền cô vậy. Tôi sẽ gọi điện thoại cho hắn, Trần Tư Tuyền nói, nhưng vô luận như thế nào các người cũng đừng làm tổn thương Khuynh Thành. Đương nhiên, hoàng đế cười gật đầu, chỉ cần là nam nhân bình thường không ai sẽ cam lòng làm tổn thương mỹ nữ như vậy. Tôi cũng rất thích cô ấy. Nghe hoàng đế nói hai thích Lệ Khuynh Thành, Trần Tư Tuyền càng thêm lo lắng. Nam nhân muốn làm tổn thương nữ nhân thì có rất nhiều cách mà không chỉ có cách giết người. Tư Tuyền, không cần lo lắng, tôi không sao đâu. Lệ Khuynh Thành cười an ủi Trần Tư Tuyền nói. Cho đến lúc này cô vẫn còn có thể cười thành tiếng được thì không thể không thừa nhận cô có đảm lượng khác hẳn với thường nhân, cô nói, ông ta là hoàng đế, là một tuyệt thế cao thủ rất có phong độ thân sĩ, trong mắt ông ta tôi chỉ là một tiểu nhân vật dâu ria. Thấy Lệ Khuynh Thành trần trụi vuốt mông ngựa như vậy, hoàng đế phi thường cao hứng nhưng hắn cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Tư Tuyền nói, như vậy thì chào tạm biệt, gặp lại sau đi. Vừa dứt lời. Hắc y nhân đứng sau lưng hắn giương tay lên, một đoàn sương mù màu trắng vọt ra bao phủ lấy cô, sau đó thân thể cô im ắng té xuống. Lệ tiểu thư, mời. Hoàng đế làm ra thủ thế mời nói. Cảm ơn, Lệ Khuynh Thành nhìn Trần Tư Tuyền một cái rồi bước nhanh ra ngoài.
Lúc xuống lầu cô cố ý dẫm chân mạnh muốn đánh thức nhân viên trong thẩm mỹ viện nhưng đáng tiếc là khi đi hết bậc cầu thang cũng không có ai xuất hiện. Đến lúc đi ra cửa cô lại cố ý đem gót đôi giày da nặng nề nện lên mặt sàn xi măng nhưng cũng không có động tĩnh gì. Bốp, bốp. Lúc này là 2 giờ sáng, xe cộ trên đường rất ít, vạn vật đều yên tĩnh nên thanh âm này có thể truyền đi rất xa thế nhưng cái xe tải kia vẫn im lìm không động đậy. Hoàng đế biết rõ toán lệ của Khuynh Thành nhưng hắn chỉ lơ đễnh vừa cười vừa nói, bọn họ chỉ sợ không có biện pháp bảo vệ cô rồi, tôi nghĩ, sau này cô nên thay đổi mấy gã vệ sĩ này đi thôi. Không chỉ vệ sĩ trên xe không có động tĩnh mà cả đám ở phía đối diện thẩm mỹ viện cũng không có động tĩnh gì. Bọn hắn đều đã chết hết, toàn quân bị diệt. Đau đớn, đầu đau như búa bổ. Khi Trần Tư Tuyền mở mắt ra thì trong tầm mắt cô hiện ra một gương mặt tái nhợt. Điều này vô cùng đột ngột làm cho cô không kìm lòng được ngửa ra sau một tí. Cô đã tỉnh lại, Tần Lạc cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi. Trần Tư Tuyền mờ mịt nhẹ gật đầu. Bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, chính mình ngủ trong phòng Lệ Khuynh Thành. Lệ yêu tinh này đâu rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc hỏi. A hát, Tần Lạc, anh mau đi cứu Khuynh Thành. Nhanh đi cứu cô ấy. Trần Tư Tuyền rốt cục nghĩ ra nói, Khuynh Thành bị bọn hắn bắt đi rồi. Bọn hắn sai tôi gọi điện thoại cho anh. Bọn đó là ai? Tần Lạc hỏi, hắn biết ai đã đến nhưng vẫn muốn lên tiếng hỏi lại. Tổng cộng có 3 người, 2 gã tóc đỏ, còn có 1 gã mặc áo bành tô, bọn hắn rất lợi hại, bảo là muốn đi Thái Sơn. Quả nhiên là hoàng đế, Tần Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết hoàng đế sẽ đến nhưng không nghĩ tới kẻ hắn muốn ra tay thứ nhất lại là Lệ Khuynh Thành. Đám vệ sĩ an bài không ngăn được hoàng đế thì thôi nhưng thậm chí ngay cả báo động cũng không có cơ hội, xem ra hoàng đế rất tức giận. Kẻ mặc áo bành tô là ai? Nhà ảo thuật, thế nhưng mà không phải hắn đã chết rồi sao? Đúng rồi, Khuynh Thành cũng gọi hắn là hoàng đế. Hắn cũng thừa nhận rồi, chính là hắn. Trần Tư Tuyền vội vàng nói. Cô quen Lệ Khuynh Thành khi còn học tại Mỹ, sau khi tốt nghiệp mới quay về Đài Loan trở thành người mẫu còn Lệ Khuynh Thành quay về Yến Kinh gây dựng sự nghiệp. Mở ra thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế. Hai người có thể nói là thân như tỉ muội, cũng giúp nhau phát triển, có lời gì chi tâm đều nói cho nhau nghe. Hiện tại Lệ Khuynh Thành bị người ta bắt đi, hơn nữa những người kia lại lợi hại như vậy thật sự khiến cô rất lo lắng. Tôi biết rồi, Tần Lạc nói, cô bị trúng độc, lúc này nên nghỉ ngơi đi đã. Khuynh Thành chưa trở về, tôi không sao nghỉ ngơi được. Trần Tư Tuyền từ trên giường nhảy xuống nói, tôi muốn đi theo anh cứu Khuynh Thành. Cô ấy không có việc gì chứ? Lời của cô còn chưa nói xong thì đầu lại một lần nữa trở nên hỗn loạn rồi ngã xuống giường mê đi. Cô ấy không sao chứ? Vương Cửu Cửu hỏi. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu vốn đang ở cùng nhau nên khi Khuynh Thành quốc tế bên này gặp chuyện không may thì bọn họ cũng chạy tới. Không việc gì, chỉ bị trúng thuốc mê thôi. Cứ để cho cô ấy ngủ 2 ngày, uống thêm nhiều nước là được. Tần Lạc nói. Không có việc gì là tốt rồi. Vương Cửu Cửu lúc này mới yên lòng lại nói. Tần Lạc áy náy nhìn Vương Cửu Cửu, nói, thời gian tới anh không có biện pháp giúp em rồi. Vương Cửu Cửu khẽ gật đầu giúp Tần Lạc sửa sang cổ áo rồi nói, đi thôi. Đi đưa cô ấy về. Nhất định là như vậy. Tần Lạc khẳng định đầu nói, để anh sai người đưa em về. Không cần đâu, Vương Cửu Cửu nói, để cho bọn họ đi theo bên cạnh anh vẫn an tâm hơn, đây là Yến Kinh, không ai dám đụng đến em đâu. Anh sẽ gọi cho Cao Thăng, Tần Lạc nói. Em tự đi được rồi, anh mau đi đi. Tần Lạc nhẹ gật đầu rồi mang theo đại đầu bước nhanh xuống lầu. Thẩm mỹ viện hôm nay tạm đóng cửa, nói với bên ngoài là đang nâng cấp một số thiết bị, cần thời gian lắp đặt và điều chỉnh. Lúc này tin Lệ Khuynh Thành bị bắt cóc cũng chưa truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả số thi thể trong xe tải và trong tòa nhà đối diện cũng đã được dọn dẹp trước khi Tần Lạc đến. Xem ra có người tới trước hắn một bước. Đại đầu đề nổ xe nhưng lại không có lập tức khởi hành bởi vì Tần Lạc còn chưa nói muốn đi đâu. Đi Long Tức, Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Đại đầu không nói một tiếng lập tức điều khiển xe chạy nhanh về hướng Long Tức. Xe đến Long Tức còn chưa kịp dừng lại thì Tần Lạc đã đẩy cửa xe nhảy xuống. Hắn bước nhanh về hướng hậu viện chạy tới, vẽ mặt đầy sát khí giống như là đang muốn trả thù ai vậy. Tần Lạc, cậu đã đến rồi. Kiều Mộc chủ động chào hỏi Tần Lạc. Phó Phong Tuyết đang ở đâu? Tần Lạc la lớn, ngữ khí không có chút ý tứ tôn kính nào. Cái lão bất tử này lại dám lấy nữ nhân của mình làm mồi dụ. Chương 1366,
một người chồng của vợ. Phó Phong Tuyết, Kiều Mộc run rẩy kém tí nữa là ngồi phệt trên mặt đất. Phải biết rằng, bên trong Long Tức, Long Vương Long Thiên Trượng và Long Chủ Phó Phong Tuyết đều là thần, tuyệt đối là chúa tể. Bọn hắn, đám Long Tử Long Tôn này khi ở trước mặt bọn họ thở mạnh một cái cũng không dám, mặc dù có một số đi ra ngoài làm đội trưởng nhánh quân khác hoặc là quan chức cao cấp gì đó nhưng khi về tới Long Tức trước mặt bọn họ vẫn rất cung kính, không có chút nào dám bất kính. Kẻ dám ở bên trong Long Tức thét to tên Phó Phong Tuyết đến nay đại khái cũng chỉ có tên Tần Lạc này. Ngay cả con gái nuôi Long Vương là Long Ly cũng không dám gọi thẳng tên Phó Phong Tuyết. Thấy bộ dạng Tần Lạc hồn hển giống như là muốn đi vào dốc sức liều mạng với ai làm cho đội trưởng bảo vệ Long Tức là Kiều Mộc nào dám để hắn đi vào. Kiều Mộc chạy theo sau lưng Tần Lạc cười nói, Tần Lạc, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại tức giận như vậy? Ai trêu chọc cậu vậy? Tôi muốn tìm Phó Phong Tuyết. Tần Lạc mắng to, lão gia hỏa kia ám hại tôi. Lão gia hỏa, Kiều Mộc kìm lòng không được nói ra ba chữ kia rồi rất nhanh tự ý thức được là mình đã đại nghịch bất đạo cỡ nào. Hắn vươn tay nắm lấy cánh tay Tần Lạc nói, Long chủ sao lại ám hại cậu chứ? Tần Lạc, cậu cũng đừng xúc động nữa. Cậu cũng biết, thủ hộ Long Tức là chức trách của tôi, nếu như... Chẳng lẽ anh sợ tôi đánh cho lão gia hỏa kia một trận hay sao, Tần Lạc cảm giác thân thể mình sắp nổ tung. Lần đầu tiên là Lâm Hoán Khê ra trận, lúc đó hắn còn có thể chịu được còn lần này là một âm mưu trần trụi, là một cái bẫy nên hắn không thể nhịn được nữa. Cái này thì tôi không sợ, cậu không phải là đối thủ của Long Chủ Kiều Mộc thẳng thắn thành khẩn nói, tôi chỉ sợ cậu ảnh hưởng tới tâm tình của Long Chủ. Cậu cũng biết đó. Tần Lạc có loại cảm giác muốn giết người nếu không sẽ đem Kiều Mộc bên cạnh bóp chết. Kiều Mộc tuy đi cạnh khuyên can Tần Lạc nhưng cũng không thật sự chặn đường hắn vì hắn biết rõ quan hệ giữa Tần Lạc và Long Vương cũng như Long Chủ, không phải là đầu lĩnh bảo vệ như mình có thể so sánh được. Vì vậy, hai người bọn họ một trước một sau chạy tới tiểu viện của Phó Phong Tuyết. Kiều Mộc đang muốn thò tay gõ cửa thì Tần Lạc đã một cước đạp vào. Loảng xoảng, cái cửa gỗ bung ra. Phó Phong Tuyết, Tần Lạc đứng trên bậc thang hô to. Trời nắng chang chang, toàn bộ tiểu viện đều bị ánh nắng nóng rát chiếu phú nhung bởi vì trại an dưỡng này có thế tựa sơn nhìn thủy, gió mát nên cho dù mặt trời chiếu xạ nhung trong mái hiên vẫn râm mát. Lúc này Phó Phong Tuyết đang nằm nghi ngơi trên ghế ngoài mái hiên. Tuy cửa không phải do hắn đá văng ra nhưng Kiều Mộc cũng đành đi theo tiến đến xin lỗi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới kính cẩn nói, Long chủ. Cậu đi ra ngoài đi. Phó Phong Tuyết trợn mắt nói. Giả Kiều Mộc thấp giọng nói một câu rồi nhẹ chân nhẹ tay chạy đi đồng thời thuận tay giúp bọn họ đóng cửa sân lại. Ngồi đi, Phó Phong Tuyết nói, bên cạnh ghế nằm của hắn còn có một cái ghế dựa bằng gỗ lim, giống như là đoán được sẽ có khách nhân tới tìm vậy. Không cần, Tần Lạc lạnh lùng cự tuyệt nói, Lệ Khuynh Thành bị người ta bắt đi rồi. Ông có biết không? Biết chứ, Phó Phong Tuyết thản nhiên nói. Bộ dáng hình như là đang nói đến một chuyện không quan hệ đến lão vậy mà đương nhiên chuyện này xác thực là cũng không có quan hệ quá lớn tới hắn, tôi đã cho người thanh lý chiến trường. Khó trách lúc Tần Lạc đến đã không thấy cái xe tải đâu rồi, ngay cả bốn thi thể phía đối diện cũng biến mất, nguyên lai là do Phó Phong Tuyết hạ lệnh dọn dẹp. Tần Lạc nổi giận. Lúc đó ông đáp ứng tôi như thế nào? Tôi biết rõ Hoàng đế sẽ tới, nói sẽ phái người bảo vệ bọn họ, ông nói ông sẽ thống nhất an bài. Kết quả là như thế này đây. Cũng không thể trách Tần Lạc tức giận được. Lúc trước bọn hắn đã đáp ứng ước chiến với Hoàng đế sau đó Phó Phong Tuyết lại chơi chiêu hồi mã thương, chạy về Hoa Hạ còn đem theo hai trong bát đại chiến tướng của Hoàng đế là Quỷ Ảnh và Ngọc Nữ. Trong khi đó bọn hắn lại còn đưa tin khiển trách Hoàng đế nói hắn không tuân thủ lời hứa, không theo ước định đúng giờ xuất hiện trên đỉnh Thái Sơn, Hoa Hạ. Tần Lạc và Phó Phong Tuyết đều phi thường rõ ràng, liên tục bị lăng nhục. Với tính cách kiêu ngạo và tự phụ của Hoàng đế thì nhất định sẽ chạy đến báo thù rửa nhục. Vì vậy, Tần Lạc đã thương lượng với Phó Phong Tuyết bố trí cạnh hắn và thân nhân một nhóm bảo vệ. Hắn lo Hoàng đế sẽ nhằm vào hắn và thân nhân để ra tay. Phó Phong Tuyết nói hắn sẽ thống nhất an bài hơn nữa sẽ ra giám độ mạnh yếu theo hành động của Hoàng đế. Chỉ cần Hoàng đế đi vào Hoa Hạ là bọn hắn có thể lập tức nhận được tin tức. Tuy nhiên Tần Lạc vẫn quá ngây thơ rồi, vậy mà hắn lại tin là thật. Kết quả, khi Hoàng đế vào Hoa Hạ hắn không nhận được tin tức. Đến khi Hoàng đế bắt Lệ Khuynh Thành đi hắn cũng không kịp thời nhận được tin tức. Cậu không hài lòng hà, Phó Phong Tuyết nhìn Tần Lạc nói rồi vươn tay bưng một chén trà đá bên cạnh rất thoải mái uống một ngụm. Đương nhiên là không hài lòng.
Tần Lạc cảm giác cơn giận trong mình sắp không thể áp chế được nữa, hắn muốn liều mạng xông tới. Nếu như có thể đánh thắng được lão đầu từ này thì hắn đã sớm động thủ phát hỏa rồi, tại sao ông phải làm như vậy? Trước đó là Lâm Hoán Khê, sao lần này nhất định phải là Lệ Khuynh Thành, vì sao toàn đem nữ nhân của ta đi làm mồi dụ? Không phải tôi lựa chọn các cô ấy. Phó Phong Tuyết nói, là bọn hắn lựa chọn. Đây là lựa chọn tốt nhất. Những lời này của Phó Phong Tuyết càng giống như đổ thêm dầu vào lửa, nếu không lấy các cô ấy làm mồi nhử thì phải dùng thân nhân người khác, tôi vẫn cho là hắn sẽ trực tiếp tìm tới cậu đấy. Xem ra, Hoàng đế so với suy nghĩ của tôi thì còn thông minh hơn một ít. Cái gì gọi là lựa chọn tốt nhất? Ý của ông là, chúng ta lẽ ra phải có vật hy sinh. Cô ấy không chết và cô ấy cũng không phải chết. Phó Phong Tuyết nói nhưng không biết từ cô ấy ở đây chỉ vào Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành hay là hai từ cô ấy đều ám chỉ Lệ Khuynh Thành. Vạn nhất thì sao? Tần Lạc cười lạnh, chẳng lẽ chúng ta lại đem tánh mạng của cô ta ký thác vào lòng nhân từ của địch nhân sao? Ai cũng một lần phải chết. Phó Phong Tuyết nói, tôi cũng vậy. Lúc này đây Tần Lạc lại trầm mặc. Hắn biết rõ Phó Phong Tuyết nói những lời này cũng không phải là lấy cớ từ chối trách nhiệm, cũng không phải nhân sinh tử luận, mà ý nói chính ông ta đã làm tốt công tác chuẩn bị đi chết rồi. Hoàng đế làm hết thảy chuyện này là vì cái gì? Chính là vì muốn bức bách Phó Phong Tuyết đánh một trận. Người khác có thể trốn tránh, chỉ có hắn là không trốn tránh được. Ông muốn đi Thái Sơn? Tần Lạc hỏi. Cậu không hy vọng như vậy sao? Tần Lạc đương nhiên là hy vọng rồi. Phó Phong Tuyết không ra tay thì hắn dùng cái gì đi ngăn cản Hoàng đế đây? Cậu có thể đưa tôi đi chết thì tôi sao lại không thể đưa nữ nhân của cậu gặp một chút nguy hiểm? Phó Phong Tuyết lần nữa hỏi lại, ông ta bình thường không nói nhiều lắm nhưng một khi đã lên tiếng thì thường làm cho người ta nói không lại được. Mà ngay cả Tần Lạc vốn là người lợi khẩu, bình thường có thể đấu lại nhiều người nay cũng không phải là đối thủ. Tôi cũng không phải muốn đưa ông đi chết. Tần Lạc giải thích nói, lần này tôi sẽ đi cùng ông, tôi. Đại đầu, Giê-xu, Hồng Phu, còn có quỷ ảnh và ngọc nữ nữa, nếu như tiểu lý thám hoa và quân sư có thể trở về gấp thì chúng ta có thể chơi xa luân chiến, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn đánh không lại một gã hoàng đế. Phó Phong Tuyết lắc đầu nói, ý nghĩ của cậu vô cùng ngây thơ. Hắn tại sao phải phiền toái đến tận Yến Kinh bắt Lệ Khuynh Thành mà không trực tiếp đi Thái Sơn? Hắn biết rõ vì khi Lệ Khuynh Thành nắm trong tay bọn họ cậu nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với tôi mà tôi nhất định sẽ đáp ứng giúp cậu xuất chiến. Mục đích hắn đến Hoa Hạ đúng là vì khiêu chiến với tôi, cũng như vậy chỉ cần Lệ Khuynh Thành còn nằm trong tay bọn hắn, chúng ta sẽ không thể dùng biện pháp xa luân chiến được. Với thân thủ của bọn hắn, một khi có manh mối chúng ta dùng xa luân chiến bọn hắn có thể giết chết con tin rồi đơn giản đào thoát. Tôi không ngăn được hắn cũng như hắn không ngăn được tôi vậy. Nghe Phó Phong Tuyết phân tích xong Tần Lạc cảm giác khá đau đầu hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Tránh cũng không thể tránh nên chỉ có thể đánh một trận thôi. Phó Phong Tuyết nói, từ khi gặp hắn tại Mỹ tôi biết ngay trận chiến này khó mà tránh khỏi rồi. Thế nhưng mà, tôi không thắng được nhưng cũng không nhất định là sẽ thất bại. Phó Phong Tuyết biết rõ Tần Lạc muốn nói cái gì. Thực lòng xin lỗi ông, Tần Lạc nói, cũng như Phó Phong Tuyết nói vậy. Hắn biết rõ Phó Phong Tuyết không phải là đối thủ của Hoàng đế, nay vì nữ của nhân mình mà muốn bắt cóc hắn đi sống mái vói Hoàng đế nên trong lòng còn có chút áy náy. Cậu dùng thân phận gì để nói với tôi những lời này? Phó Phong Tuyết hỏi. Nếu đứng trên lập trường quốc gia thì những lời này không tới phiên Tần Lạc nói. Sự khác biệt này hẳn là Phó Phong Tuyết nên áy náy đối với Tần Lạc mới đúng. Dù sao, hắn mới được là quốc gia thủ hộ giả còn Tần Lạc lại vì quốc gia mà hy sinh nữ nhân của mình. Dùng thân phận của bản thân, Tần Lạc trầm trọng nói, một nam nhân của nữ nhân. Một người chồng của một người vợ. Tôi tiếp nhận, Phó Phong Tuyết sảng khoái nói. Chương 1367, Thần Hộ Mệnh. Không thể không nói Hoàng đế xác thực là một người kỳ quái. Mặc dù vội vã chạy đi nhưng chỉ cần hắn thấy trên người có mùi mồ hôi hoặc là quần áo dính bụi là lập tức cho xe dừng lại để tìm một cái khách sạn thoạt nhìn không tệ lắm đi vào tắm rửa, thay quần áo và dùng cơm. Bất cứ lúc nào hắn đều coi công tác vệ sinh đặt ở vị trí đệ nhất. Không chỉ hắn tắm rửa mà yêu cầu cả đồng bọn cũng phải tắm rửa. Hắn không chỉ không thích ngửi mùi mồ hôi của mình mà lại càng không thích ngửi mùi mồ hôi của người khác. Mà tất cả mọi người đều chui vào một cái minibus, bên trong không gian chật hẹp mà mũi hắn lại thính như linh cẩu vậy nên không thể che đậy được loại hương vị này. Trên đường đi, hắn và Lệ Khuynh Thành đàm luận cũng như tham quan hết thảy phong thổ Hoa Hạ Quốc. Bộ dáng không hề nóng tính hay địch ý,
tựa như Lệ Khuynh Thành đúng là hướng dẫn viên du lịch do bọn hắn thuê vậy. Tiếng Anh của Lệ Khuynh Thành Anh rất tốt, Hoàng đế nói cũng không tệ nên hai người nói chuyện không gặp trở ngại gì, hơn nữa cũng đều là nhân vật kiến thức rộng rãi nên trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cứ như là hảo hữu nhiều năm vậy. Thái An là một thành thị nhỏ dưới chân Thái Sơn. Bọn hắn không trực tiếp đi lên Thái Sơn mà tìm tới một khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất ở Thái Sơn thuê 3 phòng tổng thống, trong đó Hoàng đế một mình một gian, Hỏa Thần một gian, còn lại một gian cho Lệ Khuynh Thành và nhà ảo thuật. Cái giá gần vạn nhân dân tệ một gian phòng đối với bọn họ mà nói không hề có áp lực mà Hoàng đế cũng đúng là không quan tâm đến số tiền này. Sự nghiệp của hắn trải rộng khắp toàn cầu, tại không ít quốc gia và chính phủ đều có sinh ý. Thậm chí là khách nhân trọng yếu của một số vương thất tại các quốc gia Ả Rập nên ngay cả chính bản thân hắn cũng vô pháp biết mình đến cùng có bao nhiêu tiền. Lệ Khuynh Thành đã biết rõ nhà ảo thuật là nữ nhân cho nên đối với hắn cô cũng không bài xích. Bọn họ đối với mình dù thân mật thế nào cũng tuyệt đối không có phòng bị. Nếu dám để cho mình ở một mình đúng là có thể chứng minh bọn hắn có phong độ thân sĩ nhưng cũng chứng minh bọn họ là một đám ngu ngốc. Lệ Khuynh Thành sau khi tắm rửa xong thì nhìn nhà ảo thuật ngồi ở trong góc nói. Sao cô không đi tắm đi? Nghe vậy, nhà ảo thuật liền đứng lên đi vào phòng tắm. Lệ Khuynh Thành phát hiện, vô luận lúc nhà ảo thuật ngủ hay là thức, ngay cả lúc đi tắm hắn đều mặc áo liền quần. Tối đa chắc là chỉ thay đổi nội y bên trong còn bộ áo bành tô cùng cái mũ trên đầu cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Đương nhiên, Lệ Khuynh Thành cũng biết có lẽ cô ta dựa vào mấy thứ này để giết người ngăn địch. Cái bộ quần áo này chính là đồ để hắn ăn cơm và bảo vệ tánh mạng. Đông đông đông. Cửa gian phòng vang lên tiếng gõ cửa, chỉ thấy cửa phòng vệ sinh mở ra rồi nhà ảo thuật vẻ mặt đề phòng đứng ở cửa ra vào. Thông qua cái mắt nhỏ trên cánh cửa hắn nhìn thấy người quen lúc này mới mở cửa phòng ra. Hỏa Thần cười tủm tỉm nhìn nhà ảo thuật rồi đem chìa khóa trong tay đưa qua nói, cô sang phòng tôi nghỉ ngơi. Tôi và Lệ Tiểu Thư có chút việc muốn nói. Nhà ảo thuật hơi chút do dự rồi liền nhận lấy chìa khóa phòng đi ra ngoài. Két. Cửa gian phòng được Hỏa Thần đóng lại, hơn nữa hắn lại còn nhanh chóng khóa lại giống như là sợ nhà ảo thuật hối hận không muốn đổi phòng vậy. Hỏa Thần mặt mũi tràn đầy vẻ si mê nhìn Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, Lệ Tiểu Thư, cô là nữ nhân mà tôi si mê nhất trong số những nữ nhân tôi từng gặp. Lệ Khuynh Thành đã được chứng kiến nam nhân muôn hình muôn vẽ nên biết rõ trong lòng bọn hắn muốn thứ gì. Nhà ảo thuật không muốn hỗ trợ. Cô hoàn toàn có thể hiểu được vì mỗi lần cô nói chuyện với Hoàng đế thì hắn đều nhìn cô với ánh mắt tràn đầy địch ý. Cô hiểu một nữ nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn ngươi chứng minh là ngươi đang xâm chiếm lãnh địa cô ta. Cô ta thích Hoàng đế hoặc phải nói là si mê sùng bái mới đúng, thế nhưng Lệ Khuynh Thành cũng không bởi vậy mà bối rối. Cô đứng bất động ở trong phòng khách, hai tay ôm ngực lạnh nhạt liếc nhìn Hỏa Thần nói, cảm ơn anh đã ca ngợi, bất quá, tôi nghĩ tôi đang cần nghỉ ngơi. Anh ở chỗ này không thuận tiện đâu. Không, cô không thể cự tuyệt tôi mà cũng không thể cự tuyệt được tôi. Vừa nói Hỏa Thần vừa đi về phía trước hai bước. Lệ Khuynh Thành lui về phía sau, cô một mực thối lui đến cạnh cửa sổ nói, tôi khuyên anh nên tỉnh táo một chút. Anh không nên quên, tôi là khách của Hoàng đế. Nếu như tôi có chuyện gì ngoài ý muốn thì anh biết hậu quả rồi đó, người ông ta cần sẽ không xuất hiện nữa. Chỉ cần cô không chết thì hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hỏa Thần vừa cười vừa nói, tôi biết rõ hắn sẽ đến cứu cô. Nhất định sẽ đến. Hỏa Thần cũng không sợ Hoàng đế trách cứ bởi vì Hoàng đế không có khái niệm đối với nữ nhân, đối với hắn mà nói, nữ nhân và nam nhân hoặc là nói một cái đầu heo cũng không có gì khác nhau. Hắn có thể tiện tay giết chết nữ nhân hắn không thích hoặc cũng có thể đơn giản đem nữ nhân đẹp như tiên nữ ném cho thuộc hạ của hắn cho nên hắn sẽ không vì một nữ nhân mà phát sinh tranh chấp với thuộc hạ của mình. Trong lòng hắn nữ nhân không có bất kỳ địa vị gì cả. Bọn họ thì bất đồng. Bọn họ là pháo hôi của Hoàng đế. Hoàng đế cần bọn họ để làm rất nhiều chuyện. Nếu như tôi nhảy xuống dưới lầu thì sao? Lệ Khuynh Thành nói xong tay liền đặt lên bệ cửa sổ. Chỉ cần cô nhẹ nhàng nhảy lên là có thể từ tầng 25 này nhảy xuống. Lúc cô vào phòng để thông thoáng dễ thở đã mở cửa sổ ra không nghĩ rằng lúc này lại có tác dụng. Có hoàn cảnh và địa hình thuận lợi là mấu chốt để chiến thắng. Lệ Khuynh Thành cho tới bây giờ cũng không dám xem nhẹ những chi tiết này. Hỏa Thần không khỏi sững sờ. Trong ấn tượng của hắn những nữ nhân mà hắn đều rất thích cùng hắn khi ở trên giường. Mặc dù lúc đầu có chút phản kháng nhưng sau khi hắn dùng sức mạnh uy hiếp thì đều phải khuất phục. Đối với nữ nhân hoa hạ hắn vốn không quá ưa thích, hắn vẫn ưa thích đám mỹ nữ tóc vàng mông lớn ngực to kia nhưng Lệ Khuynh Thành lại là ngoại lệ.
Cô ngoại trừ không có tóc vàng ra, mông cũng không to ngực không lớn nhưng trọng yếu là trên người cô ta có hương vị của nữ nhân Âu Châu và Châu Mỹ. Hắn cũng không biết đây là dạng hương vị gì nhưng lại rất hấp dẫn. Trên đường đi hắn đều tìm kiếm cơ hội ra tay nhưng cho tới bây giờ đến tận đỉnh Thái Sơn mới có cơ hội. Nếu không ra tay nữa sẽ trễ mất. Nhưng thật không nghĩ ra nữ nhân này lại phản kháng mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ nữ nhân Hoa Hạ và nữ nhân Âu Mỹ lại khác nhau đến vậy? Ý thức về trinh tiết lại cường liệt đến vậy? Hắn nhếch miệng nở nụ cười, vẽ cười có một chút xuất khí. Cô sẽ không chết đâu, Hỏa Thần nói, hắn cho rằng Lệ Khuynh Thành chỉ đe dọa hắn, uy hiếp hắn thôi, không ai nguyện ý xuống địa ngục cả. Cô cũng vậy. Ông nói sai rồi, Lệ Khuynh Thành nói, nét mặt cô thong dong, thanh âm bình tĩnh giống như đàm luận về tử vong là một chuyện rất bình thường vậy, tôi biết rồi. Bởi vì tôi không rõ lắm ông làm những chuyện như vậy đối với tôi có ý vị như thế nào. Nếu là 3 năm trước đây, tôi có thể tiếp thụ chuyện như vậy. Mặc dù khuất nhục, tôi cũng sẽ cố gắng sống còn hiện tại tôi sẽ không tiếp thụ được, cũng sẽ không thể tiếp nhận. Nha, bởi vì Tần Lạc sao? Hỏa Thần rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lệ Khuynh Thành cố gắng phân biệt xem lời cô là thật hay là giả. Hắn ham muốn nhưng lại không muốn bức tử Lệ Khuynh Thành để ảnh hưởng đến đại sự của Hoàng đế. Nếu như vậy thì Hoàng đế sẽ giết mình. Đối với Hoàng đế hắn hiểu rất rõ, Hoàng đế nhất định sẽ làm như vậy. Đúng vậy, vì Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành nói ra. Tuy nhiên Hỏa Thần không vì như vậy mà buông tha, lúc này Lệ Khuynh Thành gần trong gang tấc toàn thân đang tản mát ra một cổ hương vị yêu mị đậm đặc làm cho người ta dục dịch. Khoảng cách giữa chúng ta là 3 mét, cô dùng hai tay phát lực để nhảy ra cửa sổ ít nhất cũng cần 0.5 giây còn ta chỉ cần 0.3 giây để túm được cô. Nói cách khác, ta có đầy đủ thời gian để chặn cô rơi xuống, cô vẫn không chết được. Như vậy, tôi sẽ cắn lưỡi tự vận. Cái này lại càng cần thêm thời gian. Hóa Thần cười đắc ý nói, bởi vì nó cần một quá trình phát lực. Hắn vừa nói thân hình liền phát động, thoáng cái đã tóm được bả vai Lệ Khuynh Thành đang muốn nhảy lên. Ta nói rồi, thời gian của cô không đủ. Hỏa Thần trêu tức cười cười nói, ta không cho cô chết, cô không được phép chết. Két. Một âm thanh giòn vang truyền đến rồi cửa gian phòng bị người ta từ bên ngoài đẩy ra, chỉ thấy Hoàng đế và nhà ảo thuật đi vào. Hoàng đế đứng tại cửa ra vào bất động còn nhà ảo thuật đứng sau lưng Hoàng đế không dám thở mạnh một cái. Hỏa Thần vừa mới đắc thủ bắt được Lệ Khuynh Thành đang chuẩn bị làm ra động tác kế tiếp thì thấy Hoàng đế đến, thoáng cái hắn tiến thối đều thất thố không biết phải làm như thế nào cho phải. Hoàng đế, hắn buông Lệ Khuynh Thành ra rồi khom người hành lễ. Tao tới thăm mày một chút. Hoàng đế nói ra, Hỏa Thần không dám lên tiếng lại càng không dám tiếp tục hành động. Nói giỡn rồi, có cho hắn vài lá gan nữa cũng không dám làm loại chuyện phi lễ này trước mặt Hoàng đế. Thật sự là mất mặt, Hoàng đế nói. Tôi xin lỗi, Hỏa Thần nói xin lỗi đồng thời lưng càng hạ thấp hơn. May cho mày là bây giờ vẫn còn có chút tác dụng. Hoàng đế nói cách khác là bây giờ mày đã là người chết biết đi. Hỏa Thần bịch một tiếng quỳ xuống nói. Cảm ơn Hoàng đế. Chương 1368, phòng bị dột trời mưa cả đêm. Tuy nhiên Hoàng đế không thèm nhìn hắn mà nói, cút đi. Hỏa Thần biết rõ Hoàng đế bất mãn đối với hắn nên vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Hoàng đế quay người nhìn nhà ảo thuật nói, cô trông coi cô ấy. Không nên coi là người ngoài, cứ coi như người của mình. Cô ấy là khách nhân của ta, các người phải dùng đãi ngộ dành cho khách nhân. Dạ Hoàng đế. Nhà ảo thuật khom người đáp ứng mặc dù ả không cam lòng nhưng lại không dám phản kháng. Sau khi răn dạy cấp dưới xong, Hoàng đế lúc này mới đi đến trước mặt Lệ Khuynh Thành nhìn nàng nói, cô không sao chớ. Không việc gì, Lệ Khuynh Thành nói, biểu hiện của cô vẫn rất bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại hết sức phức tạp. Vừa rồi khi dự cảm đến Hỏa Thần muốn ra tay thì cô thật sự chuẩn bị nhảy xuống. Nếu như Hỏa Thần không kịp thời ngăn cản mình thì cô đã chết rồi nhưng nếu Hỏa Thần ngăn mình lại kịp mà Hoàng đế không xuất hiện kịp thời thì cô cũng đã chết. Tánh mạng con người thật mong manh yếu ớt, tử vong có thể đến bất cứ lúc nào. 3 năm trước cô không muốn chết vì lúc đó thù lớn còn chưa trả. 3 năm sau cô đồng dạng không muốn chết bởi vì đang có hạnh phúc mỹ mãn. Kẻ có tiền sợ chết, người hạnh phúc cũng vậy. Thật sự thật xin lỗi. Hoàng đế chân thành nhìn Lệ Khuynh Thành xin lỗi nói. Là do tôi quản giáo không nghiêm. Hắn đã mất đi phong phạm của một gã võ giả. Tôi tiếp nhận sự áy náy của ông. Không phải ai cũng có thể có được phong độ như điện hạ. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói thuận tiện tâng bốc hoàng đế mấy câu.
nếu như về sau hoàng đế muốn làm động tác gì đoán chừng bản thân hắn cũng sẽ cảm giác không có ý tứ. Xin cô cứ yên tâm, trước khi Tần Lạc đến đây tôi sẽ thay hắn bảo vệ cô. Hoàng đế rất có phong độ thân sĩ nói, chuyện như vậy sẽ không phát sinh lần nữa đâu. Cảm ơn, Lệ Khuynh Thành nói. Không thể không nói, mặc dù đứng tại lập trường kẻ đối địch nhưng cách làm người và xử sự của hoàng đế đều phi thường làm cho người ta bị thuyết phục. Nói là làm, còn chưa từng thấy hắn làm chuyện gì thất tín. Hoàng đế cười cười nói, như vậy tôi nghĩ Lệ tiểu thư khẳng định cũng rất thoải mái giúp ta một chuyện nhỏ, hiện tại là thời điểm thích hợp gọi điện thoại cho bọn hắn rồi. Gọi cho Tần Lạc sao? Lệ Khuynh Thành hỏi. Đúng vậy, hoàng đế nói, tuy nhiên cái này đúng là có chút vẽ thêm chuyện ra, tôi muốn Phó Phong Tuyết phải chạy đến đây. Vậy à, Lệ Khuynh Thành ra vẽ kinh ngạc hỏi, bất quá cô đúng là không phát hiện ra có người theo dõi. Đây vốn là một cái bẫy, hoàng đế giải thích nói, mà cô chính là mồi nhử của bọn hắn. Tần Lạc cũng thế, Tần Lạc còn có những nữ nhân khác và các người đều là mồi nhử nhưng tôi lại lựa chọn cô. Bọn hắn không muốn động thủ tại Yến Kinh và tôi cũng vậy, tôi muốn đi bắt người, bọn hắn cũng tích cực phối hợp thuận lợi cho đi. Lúc chúng ta rời khỏi Yến Kinh người của bọn hắn cũng đã bắt đầu hành động. Chúng ta còn chưa tới Thái An thì người của bọn hắn đã sớm đi trước một bước đến đây rồi. Hoàng đế tự phụ nở nụ cười, nói, bọn hắn sở dĩ vẫn không có động thủ là do bọn hắn không phải là đối thủ của tôi cũng như do Phó Phong Tuyết yêu quý đồng bào, không muốn thêm người đi lên chịu chết nữa. Lệ Khuynh Thành nhìn khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế nghi ngờ hỏi, nếu đã biết đây là một cái bẫy thì vì sao ông còn muốn chui vào? Bởi vì tôi không quan tâm, hoàng đế nói. Tôi không quan tâm, ngữ khí này bá đạo cỡ nào chứ? Ngữ khí của hắn bình thản như thế thế nhưng lại làm cho người nghe nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên nhà ảo thuật đứng ở một bên trong ánh mắt lập tức xuất hiện thần thái tỏa sáng. Chẳng lẽ ông không sợ thua? Lệ Khuynh Thành hỏi. Đứng tại lập trường của cô, đương nhiên cô hy vọng người thắng là đám Tần Lạc thể nhưng thấy vị hoàng đế này vẻ mặt tự tin đến vậy làm cho nàng tò mò rất muốn biết sự tự tin của hắn từ đâu mà đến. Vô luận bọn hắn có bao nhiêu người thì đối thủ của tôi cũng chỉ có một. Đó là Phó Phong Tuyết, hoàng đế nói, bởi vì cô đang nằm trong tay tôi nên bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phó Phong Tuyết là một cao thủ nhưng hắn đã già rồi. Cho nên ông nhất định sẽ thắng. Đúng vậy, hoàng đế nhìn Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, tôi biết rõ nói như vậy sẽ làm cho cô rất thất vọng. Sau khi do dự một phen Lệ Khuynh Thành vẫn nói, cái nút thắt này không tháo gỡ được sao? Không giải được, hoàng đế nói tôi cần một trận chiến thống khoái. Cái này chỉ Phó Phong Tuyết mới có thể cho tôi. Thật là đáng tiếc, Lệ Khuynh Thành nói, tôi còn đang suy nghĩ, ông liệu có thể trở thành bằng hữu Tần Lạc hay không? Tôi không muốn trở thành bằng hữu của hắn, hoàng đế nói. Vì sao vậy? Bởi vì hắn là một tên lừa đảo. Hoàng đế từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động ném cho Lệ Khuynh Thành nói, cô nhất định là nhớ rõ số điện thoại của hắn. Nhớ rõ, Lệ Khuynh Thành gật đầu, trong lòng lại vô cùng kích động. Tại thời điểm bị bắt đi, điện thoại di động của cô bị hỏa thần đánh nát. Trong thời gian bị bắt đi bọn hắn đã phong tỏa sự liên lạc của cô với thế giới bên ngoài còn hiện tại rốt cục cô đã có cơ hội nói chuyện cùng Tần Lạc rồi. Cô bấm một dãy số rồi chờ đợi bên kia tiếp sóng. Một giây, hai giây. Chỉ cần hai giây đầu bên điện thoại kia đã truyền đến thanh âm của Tần Lạc. Ai đó? Là em, Lệ Khuynh Thành nói. Cô vốn là một nữ nhân kiên cường nhưng tại thời khắc này lại cảm thấy mùi cay cay muốn khóc. Khuynh Thành, em bây giờ như thế nào? Có bị thương hay không? Trong loa, thanh âm Tần Lạc lộ ra vẻ vui mừng và vội vã. Em không sao, bọn họ không có đã thương em. Lệ Khuynh Thành nói, em đang ở Thái An. Anh biết rồi, Tần Lạc nói anh sẽ đến đó nhanh thôi. Em nhất định phải bảo trọng, vô luận như thế nào đều phải bảo trọng. Em biết rồi, Lệ Khuynh Thành nói. Hoàng đế bảo em nói với anh, hắn sẽ ở trên đỉnh Thái Sơn chờ mọi người. Em nói cho hắn biết, chúng ta nhất định sẽ không thất ước. Tần Lạc vô cùng khẳng định nói, em còn nói thêm cho hắn biết, nếu như em bị tổn thương tí xíu nào thì trận chiến đấu này sẽ bị hủy bỏ. Em biết rồi, Lệ Khuynh Thành nói, bản thân anh cũng nên bảo trọng đó. Anh biết, Tần Lạc mềm giọng đi nói, làm em khổ rồi. Em rất may mắn, Lệ Khuynh Thành nở nụ cười nói. Vì người bọn họ lựa chọn chính là em. Nếu như tù binh của hoàng đế không phải là Lệ Khuynh Thành thì có khả năng sẽ là Lâm Hoán Khê hoặc Bối Bối, là thân nhân của Tần Lạc. Cái này không phải là điều mà Lệ Khuynh Thành muốn thấy.
Tần Lạc còn chưa kịp nói thêm thì hoàng đế đã cướp lấy điện thoại từ tay Lệ Khuynh Thành. Tuy nhiên sau đó hắn lại cảm thấy loại hành vi này thật là vô lễ nên giải thích nói, tôi rất rõ ràng, tình nhân thì có vô số chuyện muốn nói nhưng tôi không có thói quen nghe mấy cái này, sao không lưu lại về sau các người gặp mặt mà nói. Không sao, Lệ Khuynh Thành nói, sau khi nói với Tần Lạc mấy câu, tin tức có thể truyền đạt cùng đã truyền đạt nên trong lòng cô phảng phất lại tràn đầy lực lượng. Hoàng đế quay người đi ra ngoài nói, Lệ tiểu thư, cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Sáng mai chúng ta còn phải leo núi. Là điện thoại của Khuynh Thành Tần Lạc giải thích nói. Ngồi đối diện với hắn, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu nói, trước khi các người đến cô ấy sẽ rất an toàn. Cho dù minh bạch đạo lý này nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Tần Lạc biểu lộ rất ngưng trọng nói, lúc này hắn hoàn toàn thu lại bộ dáng cười hì hì nữa, chuyện lần này thật sự rất khó giải quyết. Tôi sẽ phái thêm người cho anh, vãn nhân Mục Nguyệt nói. Không cần đâu, Tần Lạc cự tuyệt nói, nếu như cần nhân thủ thì có thể trực tiếp lấy từ Long Tức mà, vấn đề là, nhiều người cũng không được việc gì, lại còn có thể sẽ chọc cho hắn mất hứng, thậm chí là hủy bỏ trận quyết chiến lần này. Nếu như triệt để chọc giận hắn thì đối với chúng ta mà nói không phải là một chuyện tốt. Cảm ơn trời đất là hoàng đế bây giờ vẫn còn lý trí, vẫn còn bảo trì phong độ thân sĩ cùng tôn nghiêm võ giả của hắn. Nếu như hắn mất đi lý trí, nổi lên sát tâm thì trong nước sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn chỉ cần phòng thủ mà không chiến, chuyên chọn kẻ yếu ra tay thì ai có thể ngăn cản được. Bảo trọng, văn nhân Mục Nguyệt nói. Bên này cô làm sao bây giờ? Tần Lạc lo lắng hỏi. Việc hai nhà Tần, Bạch liên thủ đã thành kết cục đã định, văn nhân Mục Nguyệt vừa mới trải qua giai đoạn thanh trừng nội bộ nay lại sắp lấy một địch hai, độc chiến với hai đại cự đầu. Vốn cô có suy nghĩ muốn liên kết với Vương Cửu Cửu và lực lượng có khả năng ảnh hưởng của Vương gia, đương nhiên Lệ Khuynh Thành cũng là trợ thủ giúp đỡ quan trọng thế nhưng tại thời khắc mấu chốt này Lệ Khuynh Thành lại bị bắt đi. Lệ Khuynh Thành không chỉ là nhân vật đại biểu cho Khuynh Thành quốc tế mà còn là người có kinh nghiệm đấu tranh làm cho người ta kinh hãi. Có cô hỗ trợ văn nhân Mục Nguyệt không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Hiện tại, Lệ Khuynh Thành bị bắt đi chẳng khác nào chặt đứt một tay của văn nhân Mục Nguyệt. Cái này lại khiến cho Tần Lạc lo lắng. Phòng bị dột mà trời lại mưa cả đêm. Hai sự việc này lại vừa vặn ập tới một lần và hai chuyện này đều trọng yếu. Lệ Khuynh Thành trở thành con tin hắn không thể không cứu. Một mặt khác, Tần, Bạch hai nhà đang dương mắt hổ nhìn chằm chằm. Nếu văn nhân gia tộc thua trận chiến này thì tình cảnh của văn nhân Mục Nguyệt rất đáng lo. Đặt mình ở trong hai sự việc này thật làm cho Tần Lạc có loại cảm giác sứt đầu mẻ chán. Tôi sẽ không thua đâu. Vãn nhân Mục Nguyệt nói, anh cứ đi cứu cô ấy về đi. Tốt, Tần Lạc nhìn văn nhân Mục Nguyệt mềm mại mà kiên định gật đầu nói, cầu chúc cho chúng ta đều kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Chương 1369, gió đang giống, mưa đang rít gào.